Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1461, Ngộ Linh lão tổ. Sau một khắc, mấy chục trượng bên ngoài, một trận hà sáng lóng lánh, Thiên Tuyệt thần ni lần nữa hiện thân mà ra, gầy gò sắc mặt trở nên trắng bệch, song mi có chút nhào lên, bắp thịt trên mặt liên tục run rẩy, cho thấy phải ngay tại cưỡng ép nhẫn nại mãnh liệt khổ sở. Lấy Thiên Tuyệt thần ni cảnh giới tạo nghệ, cùng Phật môn tu sĩ phi phàm sự nhẫn nại, còn như vậy thống khổ, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Tuyệt thần ni thực tế thụ thương không nhẹ. Bất quá Thiên Ma đạo tổ rõ ràng so Thiên Tuyệt thần ni càng thêm ngoài ý muốn. Người này rõ ràng bị hắn bách biến ma ảnh vây quanh, phấn thân toái cốt, thế mà còn có thể trốn được tính mệnh, quả thật có mấy phân bản sự. Thay cướp thuật, chốc lát, Thiên Ma đạo tổ trầm giọng nói. Thay cướp khôi lỗi, tại tu chân giới cũng không phải là một cái xa lạ danh từ, có quan hệ, thay cướp khôi lỗi, truyền thuyết, cho tới bây giờ đều chưa từng đứt đoạn. Nhưng mọi người cũng đều biết, có thể luyện chế, thay cướp khôi lỗi, nhất định đều là thần vật. Tỷ như Phật môn đại đức cao tăng thay cướp xá lợi, hóa huyết linh mộc cùng các loại, đều là khó gặp chí bảo, chỉ cần vừa xuất hiện, thường thường sẽ nhấc lên một trận tranh đoạt kịch liệt, gió tanh mưa máu, thảm liệt phi phàm. Bất quá Thiên Ma đạo tổ có thể cảm ứng được, Thiên Tuyệt thần ni sử dụng thay cướp thuật, cùng thường gặp thay cướp khôi lỗi khác nhau rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện trường lưu lại nồng đậm mùi máu tanh, không thể nghi ngờ, đây là lấy Thiên Tuyệt thần ni tự thân tinh huyết luyện chế mà thành thay cướp khôi lỗi. Bên trong Phật môn, có một môn đại thần thông, liền gọi thay cướp thuật. Tu luyện loại thần thông này cao nhân, không cần cầu được thay cướp xá lợi, hóa huyết linh mộc dạng này nghịch thiên bảo vật, liền có thể lấy tự thân tinh huyết luyện chế thay cướp khôi lỗi, thời khắc mấu chốt trốn qua một kiếp. Nhưng mà loại này nghịch thiên thần thông, cũng có được hết sức rõ ràng tệ nạn, đó chính là sẽ nghiêm trọng chậm lại tu sĩ bản thân tiến giai tốc độ. Đem bản mệnh chân nguyên tinh huyết tách ra một bộ phân đến luyện chế thay cướp khôi lỗi. Cái này một bộ phân chân nguyên tinh huyết, trên thực tế sẽ cùng tại tiêu hao hết, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tự thân tu luyện. Cho nên trong Phật môn cao nhân, chân chính tu luyện, thay cướp thuật, môn thần thông này, chung quy vẫn là số ít. Nhất là Thiên Tuyệt thần ni dạng này đỉnh tiêm cao thủ, thế mà cũng tu luyện có, thay cướp thuật, thật đúng là để Thiên Ma đạo tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, tại dạng này dưới cùng giao diện, chân chính có thể uy hiếp được Thiên Tuyệt thần ni sinh mệnh an toàn. Thực tại không có mấy người, bất quá, Thiên Ma đạo tổ lập tức liền cười lạnh một tiếng, xoay người, nhanh chân hướng Âu Dương Minh Nguyệt đi đến. Vốn cho là hắn muốn trước đối Âu Dương Minh Nguyệt hạ thủ, ai ngờ chân chính mục tiêu lại là Phổ Hoa chân nhân cùng Thiên Tuyệt thần ni, trong nháy mắt, hai vị Ngộ Linh kỳ lão tổ liền lần lượt trọng thương. Thiên Ma đạo tổ nâng tay lên bên trong cự hình lang nha bổng. Hô, một tiếng, hướng về lưới điện bao phủ xuống Âu Dương Minh Nguyệt quét ngang qua. Lôi quang tháp cố nhiên thần thông quảng đại, ngay cả bách biến ma ảnh đều không có cách nào đột phá lưới điện vòng phòng ngự, nhưng Thiên Ma đạo tổ một kích này, lại thuần túy dùng chính là man lực. Cho dù ai đều liếc thấy được đi ra, đơn thuần dựa vào lưới điện chi lực, vô luận như thế nào đều không ngăn cản nổi cái này lôi đình vạn quân một gậy quét ngang. Tận mắt chứng kiến Phổ Hoa chân nhân cùng Thiên Tuyệt thần ni cùng ba đầu sáu tay Thiên Ma đạo tổ cứng đối cứng giao thủ kết quả, Âu Dương Minh Nguyệt như thế nào chịu đứng ở nơi đó ngạnh giang một gậy này. Miệng bên trong hét lên một tiếng, nhấc tay đem lôi quang tháp thu hồi lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ. Liền hướng Phổ Hoa chân nhân bên kia bay đi, không thể để cho cái này lão ma tiêu diệt từng bộ phận. Bên kia toa, Phổ Hoa chân nhân sắc mặt tái nhợt, chính đang nhanh chóng điều động chân nguyên, luyện hóa liệu thương đan thuốc. Ba người xuất thủ, trong nháy mắt liền có hai người thụ thương, hôm nay một trận chiến này, coi là thật hung hiểm thù rất, không cẩn thận, không những cứu không được Tiêu Phàm. Còn muốn ở chỗ này náo cái toàn quân bị diệt. Cẩn thận, bỗng nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt vang lên bên tai Thiên Tuyệt thần ni truyền âm thanh âm. Kỳ thật lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt đã cảm ứng được nguy hiểm. Không biết lúc nào, một đạo huyết sắc ma ảnh đã cùng nàng gần trong gang tấc, chính là Thiên Ma đạo tổ hai đại hóa thân bên trong một người, phản tay nắm lấy hắc nhận loan đao, khóe miệng hiện lên một vòng lãnh khốc nhe răng cười, siêu, một tiếng, lóng lánh chí mạng hàn quang loan đao. Liền hướng Âu Dương Minh Nguyệt tuyết trắng cái cổ chém qua. Đạo này ma ảnh hiện thân quá mức quỷ dị, cơ hồ chính là tại nửa đường bên trên mai phục, chờ lấy Âu Dương Minh Nguyệt mình đụng vào. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt lại cao minh, lúc này cũng đã không kịp chống đỡ, thậm chí liên tục né tránh cũng không kịp. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ nóng bỏng rong nham, bỗng nhiên từ dưới chân trong biển lửa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hỏa tiễn. Nhanh như thiểm điện hơ lửa trên biển trống không huyết sắc ma ảnh kích bắn đi.
huyết sắc ma ảnh biết đến kịch liệt, nếu như hắn tiếp tục hướng Âu Dương Minh Nguyệt tiến công, đạo này hỏa tiễn nhất định sẽ trước đánh trúng hắn. Mà lại hắn rõ ràng cảm ứng được, cái này hỏa tiễn bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Lập tức không lo được Âu Dương Minh Nguyệt, thân thể nhoáng một cái, liền hướng bên cạnh lóe lên. Hỏa tiễn sát bên cạnh hắn, bắn tại không trung. Có điểm này cơ hội thở dốc, đối Âu Dương Minh Nguyệt mà nói, tự nhiên là đủ rồi, hồng ảnh lóe lên, liền đến Phổ Hoa chân nhân bên người, hai người đều không chớp mắt tiếp cận biển lửa sôi trào. Rất rõ ràng, cái này trong biển lửa có người đang giúp bọn hắn. Là ai? Tiêu Phàm, Phổ Hoa chân nhân thấp giọng hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt chưa trả lời, chỉ nghe, hoác suy suy, một thanh âm vang lên, một nói bóng người màu trắng từ trong biển lửa bắn ra, trực tiếp hướng huyết sắc ma ảnh nhào tới. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, kêu lên. Luôn luôn tại nàng nhất thời điểm nguy cấp, Tiêu Phàm liền sẽ thần binh trên trời rơi xuống, hoành không xuất thế. Phổ Hoa chân nhân thần niệm hướng phía trước quét qua, song mi bỗng nhiên dương lên. Hắn rõ ràng tại Tiêu Phàm trên thân cảm ứng được hiểu linh kỳ tu sĩ cường đại linh áp. Chẳng lẽ hắn vậy mà tại nơi này tiến giai thành công rồi? Bị thiên ma đạo tổ ngàn tỷ bên trong truy sát, chạy trốn đến tận đầu tận đâu hơn 10 năm, chẳng những không có gặp độc thủ, thế mà còn tiến giai thành công, đây là gì cùng vận khí? Dù là Phổ Hoa chân nhân kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời, cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tiêu Phàm trong tay vung vẩy một thanh ám trường đao màu đỏ, chỉ thấy đầy trời đao quang. Hướng huyết sắc ma ảnh bao phủ xuống đi. Như ý bát quái đao, bây giờ tại Tiêu Phàm trong tay thi triển đi ra, thực tế đã đến trình độ đăng phong tạo cực, đao quang liên miên bất tuyệt, không có bất kỳ cái gì sơ hở, một ra tay liền đem đối phương tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Huyết sắc ma ảnh nâng tay lên bên trong hắc nhận loan đao, nghênh kích mà lên. Xuy, một tiếng, hắc nhận loan đao lên tiếng trả lời đứt thành hai đoạn, viêm linh chi nhận không trở ngại chút nào, thuận thế cắt xuống dưới. Lại là, suy, một tiếng, huyết sắc ma ảnh từ đó một phân thành hai, lại tại, khạc khạc, trong tiếng cười quái dị, huyễn hóa thành hai tên màu xanh lá cây đậm râu quai nón nam tử, khí tức hoàn toàn giống nhau, đều lộ ra ngộ linh kỳ lão tổ khủng bố tu vi. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn, đao quang kéo dài mà lên. Suy suy, không ngừng bên tai, trong khoảnh khắc, liền đem hai tên huyết sắc ma ảnh chém thành mấy chục đoạn, lúc này mới cổ tay rung lên, kéo cái đao hoa, đem viêm linh chi nhận thu hồi lại. Nhàn nhạt đứng tại nơi đó. Mười mấy tên huyết sắc ma ảnh, tại biển lửa trên không huyễn hóa mà ra, từng cái ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiểu tặc, ngươi cho rằng thiên ma bách biến là cái gì? Bằng ngươi liền muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, Tiêu Phàm cười lạnh, lạnh nhạt nói, các hạ coi là viêm linh chi nhận là cái gì? Lúc trước tôn tử của ngươi ở trước mặt ta thi triển thiên ma pháp tướng, cũng là bị chuôi này đao giết. Tiểu tặc, lớn mật, huyết sắc ma ảnh giận tím mặt. Đang muốn động thủ, chợt mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ thấy từng sợi nồng đậm sương mù, bỗng nhiên từ trong cơ thể của bọn họ bay lên, cùng lúc đó, một cỗ khó tả khét lẹt, tan ra bốn phía. Cột khói càng ngày càng đậm, mười mấy tên huyết sắc ma ảnh, thật giống như trang giấy người gặp được liệt như lửa, bỗng nhiên cháy hừng hực, trong chốc lát, liền cháy hết sạch, nửa điểm vết tích cũng không còn lại. Theo sát phía sau thiên ma pháp tướng, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Mặc dù nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mọi người tại chỗ là tinh mắt cỡ nào, tự nhiên liếc thấy được đi ra, này huyết sắc ma ảnh triệt để diệt sát, rất rõ ràng cho thiên ma đạo tổ tạo thành trọng thương. Muốn huyễn hóa ra như là bản tôn đồng dạng thần thông quảng đại phân thân, nhất định phải hao tổn mình bản mệnh tinh huyết, nếu không lại nghịch thiên công pháp cũng làm không được. Cỗ này huyết sắc ma ảnh bị Tiêu Phàm lấy tinh viêm chi lực triệt để diệt sát, thiên ma đạo tổ bản tôn cảm đồng thân thụ. Bất quá tướng so phân thân bị diệt, càng làm cho thiên ma đạo tổ giật mình chính là Tiêu Phàm ở trên cảnh giới biến hóa, mặc dù hắn rất kinh ngạc, thậm chí không nguyện ý tin tưởng, nhưng trước mắt Tiêu Phàm, lại thật sự có hiểu linh kỳ tu vi, lại không là lúc trước nguyên anh kỳ tiểu bối, mà trở thành cùng hắn cùng giai ngộ linh kỳ lão tổ. Thiên ma đạo tổ lại cũng không nghĩ ra, cái này khu khu mấy tháng thời gian, Tiêu Phàm trốn ở biển lửa dưới đáy, chẳng những không có bị nóng bỏng rong nham hao hết hắn giọt cuối cùng chân nguyên pháp lực, ngược lại thành công tiến giai. Mặc dù tu chân giới cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh, thiên ma đạo tổ cho tới nay đều khó có thể tin, chuyện như vậy, sẽ để cho hắn tự mình đụng tới. Tiêu Phàm không để ý tới thiên ma đạo tổ kinh ngạc phẫn nộ, xa xa hướng thiên tuyệt thần ni có chút cúi đầu, kính cẩn nói cảm tạ tiền bối trượng nghĩa viện thủ, Tiêu Phàm khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Mặc dù hắn dưới mắt cũng tiến giai đến hiểu linh kỳ,
cùng Thiên Tuyệt Thần Ni xem như cùng giai tu sĩ, cũng không dám lấy ngang hàng luận giao. Trước mắt vị này thần ni, lúc trước kém một chút liền trở thành hắn vô cực môn thứ 33 thay mặt tổ sư bà, chính là mạnh mẽ trưởng bối. Thiên Tuyệt Thần Ni khẽ vuốt cằm, không nói một lời. Bất quá từ cặp mắt của nàng bên trong nhìn ra được, nàng ở sâu trong nội tâm có chút vui mừng. Vô cực môn có người kế tục, Tiêu Phàm lập tức lại hướng Phổ Hoa chân nhân ôm quyền làm lễ, thành khẩn nói, nhiều tạ chân nhân trưởng nghĩa viện thủ, Tiêu Phàm vô cùng cảm kích. Hắn mặc dù chưa từng cùng Phổ Hoa chân nhân gặp mặt, nhưng cũng có thể đoán được Phổ Hoa chân nhân thân phận, Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm nói, muốn hướng Thái Ất môn cầu viện. Phổ Hoa chân nhân không xa nghìn dặm, chạy tới nơi này đến cùng Thiên Ma đạo tổ liều mạng, Thái Ất môn cùng vô cực môn đời trước giao tình, coi là thật không thể coi thường. Phổ Hoa chân nhân thực tế là bạn tốt, Phổ Hoa chân nhân đã luyện hóa dược lực, trên mặt lại hiện ra một vòng đỏ ửng, không còn trắng bệch như tờ giấy, nghe vậy cười ha ha một tiếng, ôm quyền hoàn lễ, cao giọng nói, Tiêu chân nhân không cần phải khách khí, năm đó Quý môn cùng Thái Ất môn chính là minh hữu, lẫn nhau trợ giúp, chính là đương nhiên. Tiêu chân nhân tiến giai thành công, thật đáng mừng, có cái gì có thể vui đáng chúc, tả hữu bất quá là một chữ, chết mà thôi. Thiên Ma đạo tổ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chương 1462, Thiên Ma chân huyết. Thật sao, các hạ không khỏi quá mức tự tin. Tiêu Phàm nhìn qua hắn, lạnh lùng nói. Thiên Ma đạo tổ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tiểu tặc, ngươi ước chừng coi là đặt chân hiểu linh kỳ, liền có thể nói bốc nói phét, đúng không? Nói thật cho ngươi biết, những năm gần đây, chết tại vốn lão tổ thủ hạ ngộ linh kỳ tu sĩ, không có 10 cái cũng có 7-8 cái, mỗi cái đều là giống như ngươi không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Trên thực tế, người bây giờ ngay cả lôi kiếp đều còn không có kinh lịch a. Nhiều nhất xem như một chân đạp tiến vào hiểu linh kỳ cảnh giới, cách chân chính ngộ linh kỳ tu sĩ, kia còn kém xa lắm đâu. Liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút, cái gì mới là ngộ linh kỳ tu sĩ thần thông. Nói, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, chấn động đến toàn bộ động đá vôi rung động ầm ầm. Ngay sau đó, bốn phía mây đen liền kịch liệt quay cuồng lên, cấp tốc hướng Thiên Ma đạo tổ thân thể cao lớn bên trong hội tụ mà đi. Đảo mắt liền biến mất không còn một mảnh, nhưng Thiên Ma đạo tổ động tác, lại không chút nào đình chỉ, toàn bộ trong tiểu không gian thiên địa linh khí, đều tại cực nhanh hướng Thiên Ma đạo tổ hội tụ tới, thậm chí ngay cả dòng nham trong biển lửa từng tia từng sợi hỏa linh lực, cũng giống vậy bị Thiên Ma đạo tổ cưỡng ép cấp lấy ra, bổ sung tiến vào trong cơ thể của mình. Ngộ linh kỳ cùng Nguyên Anh kỳ điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở đối thiên địa linh khí cảm ngộ cùng lợi dụng. Nhưng cùng là ngộ linh kỳ tu sĩ, công lực tu vi sâu cạn khác biệt. Đối thiên địa linh khí hấp thu lợi dụng, tự nhiên cũng có cách biệt một trời. Như là Thiên Ma đạo tổ lời nói, Tiêu Phàm vừa mới đặt chân ngộ linh kỳ, thậm chí ngay cả lôi kiếp đều còn không có kinh lịch, đối thiên địa linh khí cũng còn chỉ là vừa mới có cảm giác ngộ, muốn nhanh chóng như vậy lấy về mình dùng, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không một mực chỉ ngây ngốc chờ lấy Thiên Ma đạo tổ bổ sung linh khí, hét lớn một tiếng, song tay nắm chặt Viêm Linh chi nhận, giơ lên thật cao. Chỉ bất quá trong nháy mắt, màu đỏ sậm Viêm Linh chi nhận liền biến thành màu lam nhạt. Xung quanh nhiệt độ, bỗng nhiên phóng đại, nguyên bản ngay tại hướng Thiên Ma đạo tổ hội tụ mà đi hỏa linh lực, lập tức xoay chuyển phương hướng, điên cuồng hướng Tiêu Phàm bên này vọt tới. Đối thiên địa linh khí tranh đoạt, Tiêu Phàm tự nhiên không bằng Thiên Ma đạo tổ. Nhưng mà riêng lấy hỏa linh lực mà nói, lại là ai cũng không cạnh tranh được liệt hỏa tinh linh tổ linh thần binh. Viêm Linh chi nhận hẹp dài mũi nhọn, một chút xíu hướng màu xanh đậm chuyển biến. Viêm Linh Trảm, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, màu xanh đậm Viêm Linh chi nhận bỗng nhiên hướng về phía trước một đao bổ ra. Thiên Tuyệt Thần Ni, Phổ Hoa chân nhân thậm chí Âu Dương Minh Nguyệt đều không có vội vã xuất thủ tương trợ, ba người đều không hẹn mà cùng lựa chọn, đứng ngoài quan sát tự nhiên là muốn nhìn một chút. Đã đặt chân ngộ linh kỳ cùng bọn hắn sánh vai Tiêu Phàm, đến cùng có thể phát huy ra ngộ linh kỳ tu sĩ mấy thành uy lực. Viêm Linh chi nhận chém ra một đao, ba người đều sắc mặt hơi đổi một chút. So Tiêu Phàm xuất thủ càng thêm uy mãnh ngộ linh kỳ tu sĩ, bọn hắn gặp qua không ít, nhưng đem tinh viêm chi lực phát huy đến dạng này cực hạn. Cũng tuyệt đối là lần đầu kiến thức, chỉ này một đao, là đủ chứng minh, Tiêu Phàm đã là danh phù kỳ thực ngộ linh kỳ lão tổ, tuyệt không phải cái gì, một chân đạp tiến vào hiểu linh kỳ cảnh giới. Thiên Ma đạo tổ trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh thường mỉa mai thiếu dung. Trong mắt vẻ mặt ngưng trọng cũng hiểu được không sai lầm cho thấy nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Mắt thấy một đạo dài đến mấy chục trượng màu xanh đậm đao mang gào thét mà đến, bởi vì nhiệt độ quá cao nguyên nhân. Xung quanh hư không đều bắt đầu vặn vẹo,
phát ra, suy suy, thanh âm. Thiên ma đạo tổ cũng là gầm lên giận dữ, cua lang nha bổng, nghênh đón tiếp lấy. Suy, màu xanh đậm đao mang chém trúng lang nha bổng thô to bắp. Thiên ma đạo tổ chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, nặng nề đến cực điểm lang nha bổng đã chỉ còn lại có trụi lùi một đoạn, mọc đầy gai ngược bắp, sớm đã không thấy bóng dáng. Viêm linh trảm, Tiêu Phàm lại là một tiếng quát lớn, trường đao trong tay nằm ngang khẽ kéo, lại một đạo thật dài màu xanh đậm đao mang, chặn ngang chém qua. Ba, đao mang từ thiên ma đạo tổ đứng chỗ đứng khẽ quét mà qua, nguyên địa lại mất đi thiên ma đạo tổ cái bóng. Khổng lồ như vậy thiên ma pháp tướng, vậy mà tại cấp bách nháy mắt thi triển ra thuấn di thuật. Tiểu tặc, sau một khắc, thiên ma đạo tổ tại Tiêu Phàm bên người nổi lên, sáu cánh tay bên trong riêng phần mình cầm sáu nặng binh khí, phách đầu cái não liền hướng Tiêu Phàm hung ác nện xuống tới. Vậy mà cùng năm đó ở Bạch Vân Thành, cùng thiên ma thiếu chủ lúc giao thủ không có sai biệt. Tiêu Phàm mặc dù vẫn luôn tại đề phòng thiên ma đạo tổ thi triển thuấn di thuật, sự đáo lâm đầu, hay là khó lòng phòng bị. Mặc dù hắn cũng đã tiến giai ngộ linh kỳ, cái này lão ma tu vi cảnh giới vẫn như cũ xa ở trên hắn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm thân thể lập tức như là mũi tên, hướng một bên bay đi, sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ thắm như máu. Nếu không phải có thăng cấp về sau vảy rồng giáp thiếp thân hộ thể, lần này liền đủ hắn chịu. Dù là như thế, Tiêu Phàm cũng cảm thấy gãy xương muốn nứt, kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Âu Dương Minh Nguyệt một tiếng quát, tế lên lôi quang tháp, vàng bạc hai màu phích lịch, vào đầu hướng thiên ma đạo tổ oanh kích mà xuống, đồng thời dưới chân độn quang cùng một chỗ, cùng Tiêu Phàm đứng sóng vai, thấp giọng hỏi, không có sao chứ? Tiêu Phàm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lắc đầu, nói, không sao, chịu nổi. Thiên Tuyệt Thần Ni cùng Phổ Hoa Chân Nhân cũng là không nói hai lời, vung vẩy hoàng kim hàng ma sử cùng kim cương vòng, một trái một phải, bổ nhào qua. Phốc phốc, trầm đục âm thanh bên trong, hàng ma sử cùng kim cương vòng cơ hồ là đồng thời đánh trúng thiên ma đạo tổ, kia ba đầu sáu tay ma thần, căn bản liền không tránh không né. Hàng ma sử cùng kim cương vòng lướt qua, máu tươi vẩy ra, Thiên Tuyệt Thần Ni cùng Phổ Hoa Chân Nhân trên thân, đều nhiễm không ít ma huyết. Nếu như là cái khác cùng giai tu sĩ, gặp trọng kích như vậy, không chết cũng phải trọng thương, thiên ma đạo tổ lại bình chân như vậy, da thịt xoay tròn vết thương, cực nhanh khép lại, đảo mắt liền khỏi hẳn như lúc ban đầu. Thiên ma pháp tướng có siêu cường tự lành năng lực, vượt xa khỏi mọi người ngoài ý liệu. Thiên ma đạo tổ lập tức sáu tay luân chuyển, nặng nề binh khí giao kích âm thanh bên trong, Thiên Tuyệt Thần Ni cùng Phổ Hoa Chân Nhân đồng thời kêu rên, thất tha thất thểu lui qua một bên. Mặc dù không có trực tiếp thụ thương, nhưng cứng đối cứng tiếp nhận thiên ma pháp tướng vạn quân lực, cũng cực không dễ chịu. Giết, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, cùng Âu Dương Minh Nguyệt song song lướt tới. Thiên Tuyệt Thần Ni cùng Phổ Hoa Chân Nhân hít sâu một hơi, các rất binh khí pháp bảo, lần nữa tiến lên. Bốn người vây quanh thiên ma đạo tổ, đèn kéo quân như chém giết. Lốp ba lốp bốp binh khí giao kích thanh âm, cùng phốc phốc trọng kích thanh âm, không dứt bên tai, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng kêu rên, từ là có người trong chém giết thụ thương. Không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, năm vị ngộ linh kỳ đại cao thủ, không hẹn mà cùng khai thác loại này chém giết gần người thủ đoạn. Có lẽ đây cũng là trở lại nguyên trạng đi. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, năm đạo quấn quýt lấy nhau bóng người trong chớp nhoáng phân lái đi. Chỉ thấy bị bốn người vây quanh ở chính giữa thiên ma đạo tổ, toàn thân da chóc thịt bong, ngay cả đánh gãy xương cốt đều lộ tại huyết nhục bên ngoài, quả thực được xưng tụng là vết thương chồng chất, cái này lão ma lại bình chân như vậy, vừa nghĩ lại ở giữa vết thương liền phi tốc khép lại, tự lành năng lực, mảy may cũng không có chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm viêm linh chi nhận phát ra tinh viêm chi lực, đều không cách nào phá hư hắn năng lực tái sinh. Điểm này, là cùng thiên ma thiếu chủ chém giết lúc chưa từng gặp qua. Lại nhìn vây công bốn người, tình hình tựa hồ so thiên ma đạo tổ phải tốt hơn nhiều, mặc dù cũng từng cái mang thương, lại còn lâu mới có được thê thảm như vậy, nhiều nhất chỉ là bào phục bên trên hiện ra mấy đạo giả sắc. Mỗi cá nhân trên người đều lốm đốm lấm tấm, nhiễm không ít ma huyết. Nhưng lại từng cái sắc mặt tái nhợt, một bộ chân nguyên pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. Rất tốt, lại đến. Thiên ma đạo tổ cười lạnh một tiếng, sáu tay vung vẩy, sáu nặng binh khí như máy xay gió luân chuyển không ngớt, hướng bốn người giết tới. Lại là một trận kịch liệt giao phong. Phốc, một tiếng vang trầm, Phổ Hoa Chân Nhân chịu một kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, Tiêu Phàm một đao chạm tại thiên ma đạo tổ trên cánh tay, trực tiếp đem hắn một cái cánh tay gỡ xuống dưới, nhưng trong nháy mắt, một đầu mới cánh tay lại từ tay cụt bộ vị dài đi ra. Dạng này đánh xuống không đúng. Vang lên bên tai mọi người Phổ Hoa Chân Nhân thanh âm,
biết bao phiền muộn. Đây là cái cạm bẫy, cái này lão ma là bất tử thân, dạng này đánh tới ngọn nguồn, trước nhịn không được, nhất định là chúng ta. Ma huyết có vấn đề, ngay sau đó, vang lên Thiên Tuyệt Thần Ni thanh âm. Không sai, tiền bối nói đúng, cái này ma huyết ngay tại một chút xíu hấp thu máu tươi của chúng ta chân nguyên, là địch sử dụng. Tiêu Phàm lập tức nói, khó trách Thiên Ma Đạo Tổ đối mọi người công kích không tránh không né, nhìn qua là dùng đồng quy vu tận đấu pháp, kỳ thực có thâm ý khác. Tung tóe tại trên thân mọi người ma huyết, ngay tại một chút xíu hấp thu máu tươi của bọn hắn chân nguyên, chuyển trở về cho Thiên Ma Đạo Tổ. Cho nên cái này lão ma càng đánh càng hăng, không thấy chút nào dã rời. Quả là thế, Phổ Hoa chân nhân quá sợ hãi, mà lại chính chúng ta còn loại trừ không được, cái này ma huyết đã cùng thần hồn của chúng ta liền cùng một chỗ. Hắc hắc, hiện tại mới phát hiện không đúng, chẳng lẽ không chê quá trễ sao? Đúng lúc này, Thiên Ma Đạo Tổ nở nụ cười lạnh, tựa hồ đối với bọn hắn truyền âm, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này Thiên Ma chân huyết to lớn uy lực, há lại các ngươi có thể đối kháng được. Thiên Ma chân huyết chính là Thiên Ma Đạo Tổ sau cùng sát chiêu, là Thiên Ma pháp tướng tu luyện tới cảnh giới cực sâu mới có thể ngưng tụ mà ra. Địch nhân một khi bị Thiên Ma chân huyết nhiễm, liền sẽ giữa bất chi bất giác bị ô nhiễm đến thần hồn chi lực, cái này Thiên Ma chân huyết chẳng những có thể liên tục không ngừng hấp thu địch nhân chân nguyên tinh huyết phản hồi bản thân, để bản thân sử dụng, theo thời gian trôi qua, thần hồn cũng sẽ dần dần mê thất, cuối cùng bị thi thuật giả tùy tiện chém giết. Đây cũng là Thiên Ma Đạo Tổ vừa lên đến liền ngưng tụ ra Thiên Ma pháp tướng nguyên nhân thực sự. Đối mặt bốn tên cùng giai tu sĩ, chỉ có Thiên Ma chân huyết mới là hữu hiệu nhất lợi khí. Đương nhiên, cái này Thiên Ma chân huyết có to lớn uy lực, tệ nạn cũng là không phải thường minh hiển, cần gấp nhất chính là, nếu như thi thuật giả thần hồn chi lực ở thế yếu, chủ tớ chi thế, lập tức xoay chuyển. Thi thuật giả chẳng những chiếm cứ không đến thượng phong, sẽ còn bị đối phương dần dần khống chế, hút đi chân nguyên tinh huyết. Cái thứ hai tệ nạn chính là một khi thi triển đi ra, nếu như không có chém giết đối thủ, bị đối thủ đào tẩu, mang đi Thiên Ma chân huyết, chẳng khác nào xé rách thi thuật giả thần hồn, một khi bị đối phương luyện hóa ma huyết, thi thuật giả thần hồn lập bị thương nặng. Bất quá một trận chiến này, Thiên Ma Đạo Tổ tình thế bắt buộc, cũng liền cố kỵ không được nhiều như vậy. Lượng tất mấy tên này, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn đi. Chương 1463, Cự Long khốn địch. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót bỗng nhiên dưới đất biển lửa trên không vang vọng. Chỉ thấy hào quang năm màu chói lóa mắt, một đầu ngũ thải ban lan khổng tước, từ Thiên Tuyệt Thần Ni phía sau bay múa mà lên. Đầu này khổng tước toàn thân hà lóng lánh, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, cho người cảm giác lại giống như thực thể. Trong nháy mắt, ngũ thải khổng tước lại hóa thành hào quang năm màu, đem Thiên Tuyệt Thần Ni bao khỏa trong đó, một tên dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi hiền lành Phật môn nữ ni, nổi lên. Toàn thân bảo quang lưu chuyển, Phật chói. Khổng tước Đại Minh Vương Bồ Tát Kim Thân Hiển Thánh. Phổ Hoa chân nhân thấy thế, giật mình kêu lên. Một trận êm tai tiếng phạm sướng, tại biển lửa bên trên bầu trời vang lên, ngũ thải, vạn, chữ Phật quang phổ chiếu, Phật quang những nơi đi qua, mây đen lui tránh, rất nhanh liền đem Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Phổ Hoa chân nhân đều bao phủ nó hạ. Ngũ thải Phật quang tới người, mọi người nhất thời đã cảm thấy thần hồn vì đó rung một cái. Loại kia chân nguyên tinh huyết bị rút đi cảm giác, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phật môn thần thông, chính là Thiên Ma công pháp khắc tinh. Tiếng phạm sướng, dần dần cấp bách, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức đang từ từ xâm nhập đến của mình tứ chi bách hài, đem cái này chủng ma máu phụ thể cảm giác quỷ dị cảm giác, một chút xíu thanh trừ ra ngoài. Tiêu Phàm bọn người liếc nhau, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lớn phục ma chùa Phật môn thần thông, quả thật danh bất hư truyền. Hừ. Điều trùng tiểu kỹ, Thiên Ma Đạo Tổ hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, lần nữa thi triển ra Thiên Ma bách biến thần thông, trong khoảnh khắc hóa thành trên dưới 100 nói ba đầu sáu tay ma ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng ngũ thải Phật quang bao phủ khu vực sông tới giết. Tiêu Phàm bọn người cùng nhau lấy làm kinh hãi. Khổng tước Đại Minh Vương Bồ Tát Kim Thân Hiển Thánh, cố nhiên là hết thảy công pháp ma đạo khắc tinh, nhưng muốn triệt để đem ma huyết ấn ký từ trong cơ thể của bọn họ biến mất, cũng cần thời gian nhất định. Rất hiển nhiên, Thiên Ma Đạo Tổ không có ý định để bọn hắn dạng này bình tĩnh giải độc. Ngăn lại hắn, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, 108 chuôi vảy rồng kiếm nháy mắt hiển hiện ra. Biển lửa trên không, thanh sáng lóng lánh. Thời gian vội vàng, muốn bố thành kiếm trận, kia là không kịp. Cứ như vậy, 108 chuôi vảy rồng kiếm hướng về phía trên dưới 100 ma đạo ảnh chém giết tới. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Phổ Hoa chân nhân cũng các thi tuyệt kỹ.
chặn đường những cái kia ma ảnh. Trong lúc nhất thời, trong hư không bạo liệt không ngừng, tiếng giết rung trời. Vô số ma ảnh tại ba người liên thủ công kích phía dưới, vỡ nát tan tành, cũng có bộ phân ma ảnh bị hào quang năm màu quét chúng, hóa thành cho bụi, không có một đạo có thể tiếp cận Thiên Tuyệt Thần Ni hiển hóa kim thân pháp tướng. Mọi người ở đây nhẹ nhàng thở phào một cái thời điểm. Ba, một tiếng vang nhỏ, một đạo ba đầu sáu tay cao lớn thân ảnh, từ kim thân pháp tướng bên người trong hư không phá không mà ra, sáu cánh tay đồng loạt cầm một đầu thô to vô so lang nha bổng, không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Lão ma hét lớn một tiếng, vung vẩy lang nha bổng, hướng Thiên Tuyệt Thần Ni chặn ngang quét ngang qua. Bang, phảng phất lưu ly thanh âm bị đập bể, một vết nứt. Tại kim thân pháp tướng bên hông hiển hiện ra, cái này khe nứt ngay từ đầu cũng không quá thô to. Nhưng là rất nhanh liền hướng những bộ vị khác lan tràn mà đi, rất nhanh, kim thân pháp tướng toàn thân đều che kín loại này vết rạn. Ngay sau đó, toàn bộ kim thân pháp tướng liền vỡ vụn thành từng mảnh ra. Giống một đống vỡ vụn lưu ly, rầm rầm hướng phía dưới trong biển lửa rơi xuống. Tiền bối, Tiêu Phàm cùng người quá sợ hãi. Kỳ quái là, kim thân pháp tướng vỡ vụn về sau, lại cũng không còn thấy Thiên Tuyệt Thần Ni. Chẳng lẽ cái này kim thân pháp tướng chính là Thiên Tuyệt Thần Ni nhục thân biến thành, pháp tướng vừa vỡ, nhục thân cũng đồng thời bị hủy. Lúc này, lại nơi nào làm cho rõ ràng, Thiên Ma Đạo Tổ một kích thành công, cuồng thiếu vài tiếng, thân thể lại nhoáng một cái, lại hóa thân 100.000, chen chúc hướng Tiêu Phàm bọn người sát tướng tới. Kim quang lóe lên, một mặt cổ pháp gương đồng bắn ra, đón gió căng phồng lên, đảo mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, một đạo dày đặc cột sáng, từ trên mặt kính bắn thẳng đến mà ra, lập tức hướng hắn giết tới mấy chục đạo ma ảnh, đều trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm lập tức song mi có chút giơ lên, tất cả đều là hư ảnh, không có bản tôn. Hơi sửng sốt một chút về sau, Tiêu Phàm thân thể nhanh quay ngược trở lại, liền muốn hướng những phương hướng khác tìm kiếm. Lại chỉ nghe cách đó không xa Âu Dương Minh Nguyệt rên lên một tiếng, hồng y váy đỏ uyển chuyển thân thể, hướng phương xa bay nhanh mà đi, người giữa không trung liền đã thổ huyết liên tục. Chỉ thấy một đạo cao mấy trượng ma ảnh, ba đầu sáu tay, tay cầm sáu nặng binh khí, uy phong lẫm lẫm đứng ở trong hư không, đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt, Âu Dương Minh Nguyệt trọng thương, Thiên Tuyệt Thần Ni càng là không rõ sống chết. Bốn người liên thủ, nháy mắt cũng chỉ còn lại có Phổ Hoa Chân Nhân cùng Tiêu Phàm hai người. Tật, loại này trước mắt, Tiêu Phàm căn bản liền không kịp ngẫm nghĩ nữa, đưa tay một trường, trùng điệp đánh vào, kính chiếu yêu, bên trên, hùng hậu đến cực điểm hạo nhiên chính khí, mãnh liệt mà vào. Kính chiếu yêu lại một lần nữa hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên chiếu ở Thiên Ma Đạo Tổ bản tôn. Hừ, ngũ hành chi lực cũng muốn cầm cố lại ta, quả thực chính là trò cười. Bị kính chiếu yêu kim sắc cột sáng bao phủ nháy mắt, Thiên Ma Đạo Tổ động tác rõ ràng dừng lại một chút, bất quá lập tức liền cười lạnh liên tục. Tiêu Phàm không nói hai lời, ống tay áo lắc một cái, viêm linh chi nhận bắn ra, Tiêu Phàm miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun tới, hóa thành một đoàn huyết vụ, khoảnh khắc liền bị viêm linh chi nhận hấp thu sạch sẽ, nguyên bản màu đỏ sậm viêm linh chi nhận, dần dần lộ ra một tia ánh sáng màu lửa đỏ trạch. Cái này một tia ánh sáng màu lửa đỏ trạch, cùng trong ngày thường hơi có khác biệt, lộ ra phá lệ chướng mắt. Sau một khắc, cao vút tiếng long ngâm vang vọng, viêm linh chi nhận hào quang tỏa sáng. Nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành một đầu toàn thân xanh đậm cự long, dài đến mấy chục trượng, dưới chân rong nham sôi trào lên, không ngừng lăn lộn, từng sợi thấy được hỏa viêm tinh hoa, tranh nhau chen lấn hướng màu xanh đậm cự long dũng mãnh lao tới, đảo mắt liền bị hấp thu tiến vào cự long thể nội. Nhìn thấy đầu này ngọn lửa màu lam đậm cự long, vẫn luôn ở trên cao nhìn xuống, một mực nắm trong tay chiến trường quyền chủ động Thiên Ma Đạo Tổ trong mắt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Không thể nghi ngờ, hắn từ hắn cự trên thân rồng cảm ứng được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cái này giống như không chỉ là một ngụm binh khí, trong đó còn dung nhập một loại nào đó sinh mệnh tinh hoa, cho người ta cảm giác, cái này cự long không phải binh khí biến thành, mà là sống sờ sờ. Đây là một cái vật sống, cùng xương chim đồng dạng, là một loại khác loại sinh mạng thể. Thiên Ma Đạo Tổ cảm giác một điểm không sai, đây là một kiện, ngộ linh kỳ, chí bảo. Hỏa Linh Đại Vương bị Tiêu Phàm ngạnh sinh sinh luyện hóa tại tinh viêm thần binh bên trong, cũng chính là tại cái này trong quá trình luyện hóa, Tiêu Phàm tu vi đột bay mãnh tiến vào, rốt cục đột phá nguyên anh hậu kỳ ràng buộc. Nhất cử đặt chân ngộ linh kỳ, vì như thế, hắn mới có thể chân chính trưởng khống món chí bảo này. Nếu không, lấy chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, không có khả năng thúc đẩy một tên tương đương với ngộ linh kỳ Hỏa Linh vì hắn bán mạng, cứ việc cái này Hỏa Linh ý thức tự chủ đã bị Oán Linh ngạnh sinh sinh biến mất.
nhưng ngộ linh kỳ chính là ngộ linh kỳ. Tiêu Phàm mình không tiến giai, vĩnh viễn cũng không thể chân chính phát huy ra món chí bảo này uy lực. Phá, Thiên Ma đạo tổ hét lớn một tiếng, một cỗ to lớn cự lực bộc phát ra, lập tức liền tránh thoát kính chiếu yêu cột sáng trói buộc, Thiên Ma đạo tổ thân thể nhoáng một cái, liền muốn hướng Tiêu Phàm đánh tới. Không nghĩ tới tiểu tặc này tiến giai về sau, lập tức liền trở thành mạnh mẽ nhất đối thủ. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, cửu linh cây đều đủ hỗn độn linh thể, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, từ trước không người có thể đưa ra phải. Đừng nhìn tiểu tặc này vừa mới tiến cấp, ngay cả cảnh giới đều còn không có vững chắc, nó thần thông mạnh. Đã không phải là bình thường ngộ linh sơ kỳ tu sĩ có thể so. Thiên Ma đạo tổ không ngạc nhiên chút nào đem Tiêu Phàm liệt vào cái thứ nhất muốn thanh trừ đối tượng. Đúng lúc này, Thiên Ma đạo tổ thấy hoa mắt, chỉ thấy Tiêu Phàm tung người mà lên, bỗng nhiên hướng cự trên thân rồng bổ một cái. Trong nháy mắt, liền cùng màu lam cự long hợp làm một thể. Tiểu tặc này lại thi triển ra hợp thể thuật, hợp thể về sau, màu xanh đậm cự long khí tức càng là tăng vọt, dương nanh múa vuốt mãnh nhào tới. Thiên Ma đạo tổ cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, liền muốn thi triển thuấn di thuật. Mau né đi, lại chỉ cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên siết chặt, dòng nham bên trong hỏa linh lực trong chốc lát đều bị điều động, đem thân thể của hắn ngạnh sinh sinh giam cầm tại đương trường, thuấn di thuật chưa thi triển, liền bị phá mất. Sau một khắc, ba đầu sáu tay Thiên Ma pháp tướng, liền bị màu xanh đậm cự long kéo chặt lấy, chậm rãi hướng ở giữa nắm chặt. Một cỗ mùi cháy khét tràn ngập trong lòng đất dòng nham trong huyệt động. Hỏa diễm cự long biến thái nhiệt độ cao, dù coi như là Thiên Ma đạo tổ, cũng chưa chắc ngăn cản được a. Nhưng mà Thiên Ma pháp tướng lại sinh chi lực, thực tế là không như bình thường, chỉ thấy Thiên Ma đạo tổ bị đốt cháy khét da thịt, từng khối bong ra từng màng, nhưng mới huyết nhục xương cốt, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh dài đi ra, đảo mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Thiên Ma pháp tướng thân thể, một chút xíu phồng lớn, cót ca cót két, khớp xương bạo liệt thanh âm. Rõ ràng có thể nghe, vang vọng toàn bộ dưới mặt đất hang. Đây là Tiêu Phàm biến thành màu lam cự long, đang bị Thiên Ma pháp tướng một chút xíu sụp ra. Năm đó cùng Thiên Ma thiếu chủ chém giết thời điểm, Tiêu Phàm lấy viêm linh chi nhận tinh viêm chi lực, thành công bài trừ Thiên Ma pháp tướng niết bàn lại sinh chi lực. Bây giờ mới biết, Thiên Ma thiếu chủ chỗ ngưng tụ pháp tướng thân thể, bất quá là da mau mà thôi, căn bản liền không thể cùng Thiên Ma đạo tổ ngưng tụ ra đại thành pháp tướng đánh đồng. Chân chính Thiên Ma pháp tướng uy năng mạnh, vượt xa khỏi mọi người ngoài ý liệu. Nhanh, giết hắn, Âu Dương Minh Nguyệt kêu lên, không ngừng ho ra máu. Vừa rồi kia một chút trọng kích, cơ hồ làm nàng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, ngay cả lôi quang tháp đều không thể thúc đẩy. Tốt, Phổ Hoa chân nhân quát, dưới mắt chỉ có hắn còn có một kích chi lực. Phổ Hoa chân nhân mãnh mà đưa tay bên trong kim cương vòng hướng không trung ném đi, miệng lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào đến kim cương trong vòng. Kim cương vòng hào quang tỏa sáng, lập tức trở nên khí tức kinh người. Giết, Phổ Hoa chân nhân giống to một tiếng, bỗng nhiên một chưởng đánh vào kim cương vòng lên. Kim cương vòng bắn ra, bốn phía hư không đều phát ra, suy suy, vặn vẹo thanh âm. Oanh, trong tiếng nổ, kim cương vòng trùng điệp đánh trúng Thiên Ma đạo tổ tay trái đầu lâu. Huyết quang đầy trời, viên này đầu lâu như là như dưa hấu vỡ nát, kim cương vòng bay vụt mà quay về. Phổ Hoa chân nhân lập tức đại hỉ. Cái này lão ma cố nhiên lợi hại, bây giờ bị Tiêu Phàm gắt gao cầm cố lại, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Lại đến một kích, coi như lấy tính mạng của hắn. Đang lúc Phổ Hoa chân nhân niệm động chú ngữ, dự định lần nữa thúc đẩy kim cương vòng cho Thiên Ma đạo tổ một kích chí mạng thời điểm, lại chợt quát to một tiếng, niệm chú âm thanh im bặt mà dừng, chỉ thấy một đạo huyết quang, từ trong cơ thể của hắn bắn ra, hóa thành một đạo ma ảnh, hướng Thiên Ma đạo tổ bay đi. Phổ Hoa chân nhân khí tức trong nháy mắt yếu bớt gần một nửa, khó khăn lắm hạ xuống đến vừa mới đặt chân ngộ linh cảnh giới thời điểm. Kim cương vòng không có pháp lực gia trì, cực nhanh ảm đạm đi. Chương 1464, diệt sát. Ngay tại vạn phân nguy ngập thời điểm, một tiếng niệm Phật vang lên. Chính là Thiên Tuyệt Thần Ni thanh âm. Phổ Hoa chân nhân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nhanh chóng trôi qua chân nguyên tinh huyết, ngạnh sinh sinh ngừng lại trôi qua tình thế, không khỏi vội vã thở dốc một hơi, không cần suy nghĩ. Phi thân lui về phía sau, trọn vẹn rời khỏi mấy chục trượng xa, cách Thiên Ma đạo tổ xa xa, lúc này mới định trụ thân thể, mặt mũi tràn đầy vừa kinh vừa sợ thần sắc, trong đôi mắt, cực nhanh hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ. Cách hắn cách đó không xa, một đạo cực kỳ phai mờ bóng người, nổi lên, chính là Thiên Tuyệt Thần Ni. Bất quá thời khắc này Thiên Tuyệt Thần Ni, lại như là một đạo huyễn ảnh, như ẩn như hiện,
tình hình lộ ra 12 phân quỷ dị. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Phổ Hoa Chân Nhân thần niệm tật đảo qua đi, cũng đều trong lòng an tâm một chút. Mặc dù Thiên Tuyệt Thần Ni thân thể nhìn qua cực kỳ phai mờ, lại thật sự là huyết nhục chi khu, không phải huyễn ảnh. Không qua khí tức cực không ổn định, rất rõ ràng bị thương rất nặng, đã hoàn toàn không có sức tái chiến. So sánh dưới, Phổ Hoa Chân Nhân cùng Âu Dương Minh Nguyệt so với nàng còn muốn kém một ít. Ít nhất hai người còn miễn cưỡng duy trì lấy ngộ linh kỳ tu sĩ cảnh giới, chỉ là phi thường suy yếu mà thôi. Cái này lão ma giống như đã luyện thành trong truyền thuyết thiên ma thân thể, cơ hồ là bất tử thân, bình thường phương pháp, giết không chết hắn. Thiên Tuyệt Thần Ni gắt gao tiếp cận nơi xa đang cùng hỏa long nhiều lần chém giết thiên ma đạo tổ, thấp giọng nói. Ta dùng cửu long thần hỏa che đậy nung giết hắn. Phổ Hoa Chân Nhân giận tím mặt, từ khi hành tẩu giang hồ đến nay, hắn còn chưa từng có chật vật như vậy qua. Không phải nói hắn không có trải qua thất bại, mấu chốt chưa hề bị bại dạng này thảm qua, nhất là tiến giai ngộ linh kỳ về sau, đã trở thành cái này một giới nhất thần thông quảng đại cường giả, càng thêm không có nghĩ qua, một ngày kia. Mình sẽ bị người bức bách đến tình cảnh như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Không được, Phổ Hoa Chân Nhân lời còn chưa dứt, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức kêu lên. Nàng mặc dù không có thấy tận mắt biết qua cửu long thần hỏa che đậy uy năng, nhưng nghe đồn rằng, bảo vật này có thể nung giết thế gian hết thảy sinh linh, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, thần thông mạnh cỡ nào. Một khi bị cửu long thần hỏa che đậy thu đi vào, kết quả sau cùng đều chỉ sẽ có một cái, đó chính là luyện hóa thành tro. Tiêu Phàm cùng thiên ma đạo tổ quấn quýt lấy nhau, đây cũng là tuyệt đối không được. Phổ Hoa Chân Nhân kỳ thật cũng chỉ là nói một chút mà thôi, dứt bỏ Tiêu Phàm không nói, cửu long thần hỏa che đậy lúc trước lọt vào thiên ma đạo tổ trọng kích, bị thương không nhẹ. Mà lại, hắn hiện tại tu vi giảm nhiều, chỉ miễn cưỡng duy trì lấy ngộ linh kỳ tiêu chuẩn, có thể kích phát ra cửu long thần hỏa che đậy mấy phần uy lực, hay là ẩn số đâu. Dưới mắt cửu long thần hỏa che đậy, nhưng không nhất định có thể nung giết thiên ma đạo tổ. Vậy làm sao bây giờ? Phổ Hoa Chân Nhân nôn nóng kêu lên. Đúng lúc này, Phổ Hoa Chân Nhân vang lên bên tai Tiêu Phàm truyền âm thanh âm, Chân Nhân, ta có xử lý pháp diệt giết cái này lão ma, nhưng nhất định phải vây khốn hắn một lát quang cảnh. Phổ Hoa Chân Nhân vội vã hướng na bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy, cạc cạc, không ngừng bên tai, thiên ma đạo tổ đã từ hỏa long đang dây dưa tránh thoát hai cánh tay. Chính hai tay nắm ở hỏa long thân thể, hướng hai bên dùng sức lôi kéo. Cái này, kéo kẹt, bạo hưởng thanh âm, chính là từ lửa trên thân rồng phát ra. Rất hiển nhiên, lúc này Tiêu Phàm nếu là từ hỏa long thể nội bứt ra mà đi, chỉ sợ thiên ma đạo tổ lập tức liền sẽ tránh thoát hỏa long đối với hắn trói buộc. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, dạng này chỗ sơ suất, tuyệt đối không thể ra. Tốt, Phổ Hoa Chân Nhân một tiếng quát lớn, không nói hai lời, ống tay áo lắc một cái, một đạo tiên diễm hồng lăng bay múa mà ra. Đạo này hồng lăng dài không quá 7 thước, màn múa lụa mỏng, nhìn qua cùng phổ thông hồng lăng cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là nhiều một cỗ nhàn nhạt linh khí. Phổ Hoa Chân Nhân tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào hồng lăng bên trong, kia hồng lăng lập tức linh khí bùng cháy mạnh, ở giữa không trung không ngừng lăn lộn xê dịch, phảng phất một đầu màu đỏ giao long, liền muốn sống tới. Hỗn Thiên Lăng, Âu Dương Minh Nguyệt nguyên bản ảm đạm trong đôi mắt tinh quang đại phóng, thấp giọng kêu lên. Hỗn Thiên Lăng cũng là Thái Ất Môn bảo vật chấn giáo, danh khí vang vọng, không chút nào tại Kim Cương Vòng cùng Cửu Long Thần Hỏa che đậy phía dưới. Nghe nói đạo này Hồng Lăng, chính là chân chính giao long biến thành, trời sinh biến hóa như ý, có thể khốn địch ở vô hình. Đúng vào lúc này, chỉ nghe, rát băng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy màu xanh đậm hỏa long, đã bị thiên ma đạo tổ một phân thành hai, kéo vì hai đoạn. Hỏa long gào thét một tiếng, bỗng nhiên hóa thành viêm linh chi nhận, mũi nhọn màu đỏ sậm, ảm đạm vô so, tựa hồ tất cả linh tính, đều trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Bạch quang lóe lên, Tiêu Phàm tại bên ngoài hơn 10 trượng hiện thân mà ra, sắc mặt tái nhợt, cho thấy phải bị thương không nhẹ. Cứng như vậy sinh sinh vây khốn thiên ma đạo tổ, so đấu chính là thực lực. Tiêu Phàm cố nhưng đã đặt chân ngộ linh kỳ, so sánh với thiên ma đạo tổ, công lực còn là kém xa tít tắp cái này lão ma đầu như vậy thâm hậu. Lấy cứng trọi cứng, kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, lại là nửa phân đều mưu lợi không được. Tiểu tặc, thiên ma đạo tổ rốt cục tránh thoát hỏa long trói buộc, không khỏi toàn thân thoải mái, kéo lên cổ, giống lớn một tiếng, liền muốn bước nhanh đến phía trước, triệt để đem tiểu tặc này diệt sát. Bây giờ bốn địch nhân, từng cái trọng thương, thiên ma đạo tổ tự giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đột nhiên,
một đạo tiên diễm vô so hồng lăng, ở bên cạnh hắn xông ra, hướng trên người hắn quấn quanh mà tới. Thứ quỷ gì? Thiên Ma đạo tổ sững sờ, kêu lên, còn không chờ hắn hiểu rõ, Hỗn Thiên Lăng đã đem hắn sáu cánh tay cùng hai cái bắp đùi kéo chặt lấy, càng siết càng chặt. Trong khoảnh khắc, uy phong lẫm liệt Thiên Ma pháp tướng liền bị trói thành một cái lớn bánh chưng. Hỗn Thiên Lăng, nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng sắc mặt tái nhợt, vẫn tại bấm quyết cách làm Phổ Hoa chân nhân, Thiên Ma đạo tổ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới Thái Ất môn cái này bảo vật trấn giáo. Bất quá lập tức, Thiên Ma đạo tổ trên mặt liền lộ ra thần sắc khinh thường. Hừ, cái gì bảo vật trấn giáo, nói đến thiên hoa loạn trụy, tả hữu bất quá là mạnh mẽ một điểm ngũ hành chi lực thôi, cũng muốn vây được ta. Nhìn ta phá đi, nói, Thiên Ma đạo tổ hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, bắt đầu cách làm. Chỉ thấy mấy chục trượng bên ngoài Tiêu Phàm, cổ tay khẽ đảo, một chương kim quang lóng lánh cự cung, phù hiện ở trong tay của hắn. Ừm, Thiên Ma đạo tổ lập tức liền cảm ứng được ngày này bằng chi cung bên trên truyền đến cổ quái khí tức, tuyệt đối cùng lần này cùng giao diện bảo vật tầm thường hoàn toàn không giống, lộ ra hết sức rõ ràng mạnh lớn lực lượng hủy diệt. Đây là thánh linh chi vật, Thiên Ma đạo tổ đến cùng không hổ là thất dạ giới ma đạo đệ nhất nhân. Mặc dù không biết thiên bằng chi cung lai lịch cụ thể, nhưng cái này cự cung phía trên mang theo thánh linh khí tức, lại là vô luận như thế nào đều không thể gạt được hắn. Tiêu Phàm cũng không để ý tới hắn. Tay phải lại lật một cái, lại là một vệt kim quang lấp lánh, kim sắc thiên bằng chi tiễn. Đã nhận tại trên dây cung, cái này kim sắc vũ tiễn bên trên truyền đến khí tức, mặc dù kém xa thiên bằng chi cung như vậy nghịch thiên, nhưng cũng thập phần cường đại, đủ để uy hiếp được Thiên Ma đạo tổ tính mệnh. Đơn thuần tạo nghệ, kim bằng tôn giả hoàn toàn không phải bọn hắn những này dưới cùng giao diện ngộ linh kỳ tu sĩ nhưng nhìn theo bóng lưng. Kim bằng tôn giả bản mệnh lông vũ biến thành mũi tên, đừng bảo là ngộ linh kỳ tu sĩ. Liền xem như giết một tên hóa hư kỳ tu sĩ. Đó cũng là thướt tha có dư, không tốn sức chút nào. Giật mình về sau, Thiên Ma đạo tổ lập tức chấn định lại, nhếch miệng lên, lần nữa hiện ra kia nụ cười chế nhạo. Tiểu tặc, bảo vật như vậy, cũng là ngươi có thể khu sử dụng được. Ngươi kéo đến mở cây cung này a, chân chính thánh linh chi vật, lấy Tiêu Phàm tu vi hiện tại, kia là tuyệt đối điều khiển không được. Nếu như chỉ là nhiễm một chút xíu trời sinh thánh linh khí tức, kia liền không có gì đáng sợ, Tiêu Phàm xác thực kéo không ra cây cung này. Mặc dù hắn đã tiến giai đến hiểu linh kỳ, nhưng cách trời sinh thánh linh chi lực còn kém thật xa. Tương đối thiên bằng chi lực mà nói, nguyên anh kỳ cùng ngộ linh kỳ là không có gì khác biệt. Tích xúc tại tạo hóa giới bên trong ngân dực lôi bằng nội đan chi lực, lần trước tại càn khôn đỉnh, bên trong mở cung thời điểm, đã tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ mấy năm trôi qua, tạo hóa trong nhẫn lôi bằng chi lực, ép căn bản không hề chứa đầy. Còn rất sớm. Dựa vào như thế một điểm lôi bằng chi lực, vô luận như thế nào đều thúc đẩy không được cái này trương thiên bằng chi cung. Thử một chút xem sao, Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Một vòng huyết hồng, bỗng nhiên trên mặt của hắn nổi lên, ngay sau đó, cái này bôi đỏ thắm liền nhanh chóng nhuộm đầy Tiêu Phàm gương mặt, ngay cả hắn trên hai tay làn da, đều trong nháy mắt trở nên đỏ rực, thậm chí ngay cả cặp mắt của hắn đều bị nhuộm thành máu nhan sắc, tựa như có từng giọt máu tươi muốn chảy xuôi xuống tới. Một cỗ mãnh liệt đến cực điểm mùi máu tanh, từ hắn trên người lộ ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại về phần cực điểm lực lượng, phóng lên tận trời. Thánh linh chi lực, trong chốc lát, Thiên Ma đạo tổ trợn mắt hốc mồm, ba cái đầu đều miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Chẳng những Thiên Ma đạo tổ kinh ngạc vạn phân, Phổ Hoa chân nhân cùng đã cực độ phai mở thiên tuyệt thần ni, cũng giống vậy bị cái này bá đạo tuyệt luân lực lượng trấn trụ. Đây rõ ràng là một loại không nên xuất hiện tại hạ cùng giao diện lực lượng. Như thế thuần chính thánh linh chi lực, dù coi như tại huyền linh thượng giới, chỉ sợ cũng không phổ biến a. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt lại cực nhanh hiện lên một vòng lo lắng chi ý. Chỉ có nàng biết, loại biến hóa này là như thế nào tạo thành. Tiêu Phàm rõ ràng hấp thu lôi bằng tinh huyết lực lượng, lấy lôi bằng nội đan, cưỡng ép kích phát lôi bằng tinh huyết bên trong ẩn chứa thánh linh chi lực, vì như thế, Tiêu Phàm mới có thể kéo đến khai thiên bằng chi cung. Một tiếng quát lớn, cung kéo như trăng tròn, nhận tại thiên bằng chi trên cung kim sắc vũ tiễn, lóng lánh quang hoa chói mắt, khí tức hủy diệt, bắn ra mà ra. Lần thứ nhất, Thiên Ma đạo tổ cảm thấy vẫn lạc nguy hiểm. Đây là một loại lẽ ra không nên xuất hiện tại hạ cùng giao diện lực lượng, bỗng nhiên xuất hiện, như vậy đối với cái này giao diện bất cứ sinh vật nào đến nói, đều chính là hủy diệt tính. Lẽ nào lại như vậy? Thiên Ma đạo tổ cắn răng nghiến lợi lóe ra một câu như vậy. Trong chốc lát đem toàn thân chân nguyên pháp lực đều được triệu tập, hướng trói buộc mình Hỗn Thiên Lăng vọt mạnh mà đi,
Phanh, một tiếng, đỏ tươi hỗn thiên lăng bỗng nhiên nổ tung thành mười mấy đoạn, như cùng một con chỉ hỏa hồng hồ điệp, trong hư không khinh vũ bay dương. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là chậm một bước, Tiêu Phàm phải nhẹ buông tay. Siêu kim sắc phố tiễn như là nghị luận thiêu đốt mặt trời, nháy mắt phá toái hư không, hướng thiên ma đạo tổ kích bắn đi. Hư không hoàn toàn méo mó, toàn bộ lòng đất hang cũng bắt đầu đổ sụp, hình thành một cái không gian vòng xoáy. Cường đại như vậy xé rách không gian chi lực, cho dù ai đều ngăn cản không nổi. Oanh, kim sắc thiên bằng chi tiễn bắn trúng thiên ma đạo tổ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ cái gì giãy giụa, nhìn qua uy phong lẫm liệt, nghiễm nhiên bất tử thân thiên ma đạo tổ, khổng lồ tráng kiện thân thể, như là giấy đồng dạng, bỗng nhiên bị xé thành vô số mảnh vỡ. Kia cường đại thiên ma khí tức, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Diệt sát, danh xưng thất dạ giới ma đạo đệ nhất nhân thiên ma đạo tổ, triệt để bị thiên bằng chi tiễn diệt sát. Chương 1465, Đại Thiên Kiếp. To lớn, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm nham thạch, vào đầu giáng xuống. Thiên bằng chi lực hiển nhiên không phải cái này dưới đất dòng nham sơn động có thể đủ chịu được, toàn bộ động đá vôi bẩy cũng bắt đầu sụp đổ. Này mà không thể ở lâu, đi. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, kim chói thiên bằng chi cung thu vào, thân thể lóe lên, liền đến Âu Dương Minh Nguyệt bên người, ống tay áo lắc một cái, nắm ở nàng mềm mại vòng eo, toàn thân nhạt lam sắc quang mang lấp lánh, liền hướng dòng nham thác nước bay đi. Phổ Hoa chân nhân cùng Thiên Tuyệt Thần Ni theo sát phía sau. Mặc dù Thiên Tuyệt Thần Ni liên tiếp hai lần thi triển, thay cướp thuật, chân nguyên tinh huyết nháy mắt đánh mất hơn phân nửa nhiều, cả người đều trở nên 10 điểm phai mờ, nhưng Thủy Trung duy trì lấy ngộ linh kỳ cảnh giới, chưa từng rơi xuống. Bất quá đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Phổ Hoa chân nhân tế lên cửu long thần hỏa che đậy, đem Thiên Tuyệt Thần Ni bao phủ nó dưới, thanh nóng bỏng dòng nham ngăn cách bên ngoài. Lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, sau một lát, sẽ xuyên qua mấy ngàn trượng dòng nham thác nước. Tại mê cốc đảo mặt ngoài biển lửa trên không, nổi lên. Chuyện gì xảy ra, vừa xông lên ra biển lửa, Âu Dương Minh Nguyệt liền sắc mặt đại biến, vội vã ngửa đầu nhìn trời không nhìn lại. Nguyên bản tình không nhìn giảm, trường thiên một bích chân trời, giờ phút này mây đen dày đặc, tại biển lửa trên không không ngừng lăn lột, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, vô tận mây đen hắc vụ, đang từ bốn phương tám hướng hướng cái này cái cự đại vòng xoáy màu đen hội tụ tới. Vòng xoáy bên trong, điện tránh lôi minh. Vàng bạc hai màu thiên lôi lộ ra cực kỳ lóa mắt. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, là ta đại thiên kiếp. À, lần này, Âu Dương Minh Nguyệt càng là kinh hãi. Âu Dương Minh Nguyệt nguyên vốn không phải như vậy nhất kinh nhất xả tính cách, ngộ linh kỳ đại thiên kiếp cũng không phải là không có trải qua, nhưng Tiêu Phàm tình hình dưới mắt, lại thật là khiến người lo lắng. Vừa mới nuốt lôi bằng tinh huyết, cưỡng ép kích phát ra lôi bằng trong nội đan ẩn chứa thiên bằng chi lực. Đối với hắn tạng phủ kinh mạch đều tạo thành cực lớn tổn thương, vốn liền cần lập tức tĩnh dưỡng chữa thương. Ai ngờ lúc này, đại thiên kiếp lại đột nhiên giáng lâm. Cục diện lập tức liền trở nên cực kỳ nghiêm trọng, lấy thân thể bị trọng thương tiếp nhận ngộ linh kỳ đại thiên kiếp, sau một cái, nguy hiểm, cao minh. Làm sao bây giờ? Âu Dương Minh Nguyệt lập tức hỏi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói còn có thể làm sao? Đã đến, liền thản nhiên tiếp nhận, thế nhưng là ngươi phải biết, lần này đại thiên kiếp thực tế không thể coi thường. Ngươi hai lần trước tiến giai thời điểm, đều không có độ kiếp. Tiêu Phàm từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến giai đến Nguyên Anh trung kỳ, là nhờ vào thiên diệu tiên tử thiên âm chi thể, hợp thể song tu, vô thành vô tức đã đột phá bình cảnh, tiến giai thành công từ Nguyên Anh trung kỳ bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Là tại Thánh Linh Nguyên Địa, hấp thu đại lượng toan nghê Thánh Linh Tinh Hoa, cũng là vô thành vô tức đột phá, hai lần đều không có độ thiên kiếp. Nhưng cho dù ai cũng biết, tiến giai lôi kiếp là bất luận kẻ nào đều phải chịu. Không tránh thoát, bây giờ đại thiên kiếp giáng lâm, lần này lôi kiếp mãnh liệt, có thể nghĩ. Ba lượt thiên kiếp mệt mỏi chung vào một chỗ a. Ta biết, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Nói thực ra, hắn cũng không nghĩ tới đại thiên kiếp sẽ vào lúc này bỗng nhiên giáng lâm. Một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá coi như hắn đã sớm biết lúc này muốn độ kiếp, cũng giống vậy sẽ trước nghĩ hết biện pháp đem thiên ma đạo tổ giải quyết lại nói. Không giải quyết kia lão ma đầu. Hắn căn bản liền chống cự không đến lúc này. Lúc này, Phổ Hoa chân nhân cùng Thiên Tuyệt Thần Ni đều từ trong biển lửa bay ra, lập tức cũng cảm nhận được trên bầu trời không giống bình thường uy áp. Đại thiên kiếp, Phổ Hoa chân nhân xem xét, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Có vẻ như bốn người bọn họ, dưới mắt chỉ có Tiêu Phàm là vừa vặn tiến giai ngộ linh kỳ. Tiêu đạo hữu, ta cái này cửu long thần hỏa che đậy, ứng đối lôi kiếp có nhất định hiệu quả, tạm thời mượn ngươi dùng một lát.
Phổ Hoa chân nhân không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, Cửu Long thần hỏa che đậy liền nổi lên, tiện tay một dương, liền xoay tít hướng về Tiêu Phàm bay đi. Hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm lấy lôi bằng tinh huyết cưỡng ép kích phát thiên bằng chi lực nội tình, nhưng thiên bằng chi lực cường hãn bá đạo, lại là tận mắt nhìn thấy, thiên ma đạo tổ như thế tên biến thái, danh xưng bất tử thân, tại thiên bằng chi lực trước mặt cũng yếu ớt như tờ giấy, không chịu nổi một kích, lấy người hạ giới, cưỡng ép bộc phát ra bá đạo như vậy thánh linh chi lực, đối kinh mạch tạng phủ tổn thương, là rõ ràng. Trọng thương chi dư, lập tức liền muốn độ kiếp, nguy hiểm thù rất. Nhiều tạ chân nhân tương trợ, Tiêu Phàm trong lòng vui mừng, lập tức cũng không khách khí, tạ một tiếng, liền tiếp nhận Cửu Long thần hỏa che đậy. Phổ Hoa chân nhân lập tức đem thúc đẩy Cửu Long thần hỏa che đậy khẩu quyết truyền thụ cho Tiêu Phàm. Tự nhiên, thật muốn triệt để kích phát Cửu Long thần hỏa che đậy uy năng, như thế một bộ đơn giản khẩu quyết, là còn thiếu rất nhiều, nhưng chỉ dùng để suy yếu lôi kiếp lời nói, cũng là đủ. Âu Dương Minh Nguyệt đem lôi quang tháp lấy ra, giao đến Tiêu Phàm trong tay. Ứng đối lôi kiếp, đây mới thực sự là lợi khí. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, hai bình ngọc bay ra, phân biệt bay đến Thiên Tuyệt Thần Ni cùng Phổ Hoa chân nhân trước mặt, trầm giọng nói: "Tiền bối, chân nhân, đây là đang dưới tự hành luyện chế liệu thương đan thuốc, đối hai vị thương thế không thể không có lợi." Phổ Hoa chân nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Tiêu đạo hữu cái này liền khiêm tốn, Kim Châu thành Tiêu Y Thánh đại danh đỉnh đỉnh, đã sớm nghe Nguyệt Tiên tử nói qua." Lúc này bắt lấy bình ngọc, từ đó đổ ra một viên đỏ tươi đan dược, ước chừng đậu tằm lớn nhỏ, bóp bên phải tay ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, cẩn thận thưởng thức một phen, sau đó ngửa cổ một cái, nuốt xuống. Thiên Tuyệt Thần Ni âm thầm mở ra bình ngọc nắp bình, đổ ra lại là ba viên đậu xanh lớn nhỏ tiểu thuốc viên, màu sắc vàng nhạt, cùng Phổ Hoa chân nhân đan dược, hoàn toàn khác biệt. Hai người thương thế có khác, Tiêu Phàm cho bọn hắn đan dược tự nhiên cũng muốn đúng bệnh hốt thuốc. Tiêu Phàm nhưng không có cho Âu Dương Minh Nguyệt bình ngọc. Các loại liệu thương đan thuốc, hắn đã sớm cho Âu Dương Minh Nguyệt phối chế phải 10 điểm đầy đủ, chữ vật vòng tay bên trong cái gì cần có đều có. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Dưới chân biển lửa giống như là bị ném một cái lớn bom, dòng nham hỏa trụ phóng lên tận trời, tóe lên mấy chục trượng chi cao. Ngay sau đó, ầm ầm tiếng vang không dứt, một vòng xoáy khổng lồ tại biển lửa chính giữa xuất hiện, không ngừng xoay tròn lấy, đại lượng dòng nham nhao nhao hướng về vòng xoáy trung tâm lật lăn đi. Bất quá trong chốc lát, rộng lớn biển lửa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một mảnh khói đen bốc lên, khắp nơi đều là nham tương vũng bùn bồn địa. Bồn địa trung tâm thì là một cái cự đại màu đen hang, sâu không thấy đáy, chỉ mơ hồ có thể thấy được tại nơi cực sâu có dòng nham lăn lộn, hỏa diễm bốc hơi. Biển lửa triệt để đổ sụp, cũng may vẫn chưa gây nên cái khác phản ứng dây chuyền, toàn bộ Mê Cốc đảo không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Trên mặt đất phát sinh hết thảy, đối trên trời cao không có chút nào ảnh hưởng. Mây đen còn tại cuồn cuộn hội tụ, tầng mây bên trong ẩn tàng phích lịch, khí tức càng ngày càng là bức nhân. Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Tuyệt Thần Ni cùng Phổ Hoa chân nhân đều xa xa lui ra, riêng phần mình tại một gốc cao lớn Mê Cốc thụ tán cây phía trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một bên luyện hóa dược lực chữa thương, một bên mật thiết chú ý bên này tình hình. Nhất tâm nhị dụng, đối với bình thường người tu chân mà nói, đương nhiên là rất khó làm được, nhất là đang ngồi chữa thương thời điểm, càng là tối kỵ, đối với bọn hắn dạng này tối cao đẳng cấp cường giả đến nói, từ cũng không tính là gì. Huống chi bọn hắn hiện tại chỉ là dẫn đạo chân nguyên luyện hóa đan dược, cũng không có điều động pháp lực chữa thương điều dưỡng, liền càng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phàm lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại biển lửa bồn trên không trung, đồng dạng ngồi xếp bằng, bạch y tung bay. Hắn cũng tại luyện hóa dược lực, lấy lôi bằng tinh huyết cưỡng ép kích phát thiên bằng chi lực, với hắn mà nói, cũng không thèm khát, những chuyện tương tự, hắn làm qua không chỉ một lần. Nhưng chưa từng có cái kia một lần, kinh mạch tạng phủ nhận tổn thương có lần này lợi hại như vậy. Bởi vì hắn lần này kích phát thiên bằng chi lực, thực tế quá cường hoành bá đạo. Nếu không, căn bản liền kéo không ra thiên bằng chi cung. Lấy dạng này trạng thái nghênh đón đại thiên kiếp, dù coi như Tiêu chân nhân lại thế nào trấn định tự nhiên, kỳ thực trong lòng cũng là lo sợ bất an. Nhìn qua, Tiêu chân nhân ngược lại là không có thất kinh. Dần dần, trên trời mây đen hội tụ phải càng ngày việt hậu, càng ngày càng nhiều, đồng thời một chút xíu hạ thấp xuống, toàn bộ Mê Cốc ở trên đảo không, đều bị nồng đậm mây đen bao phủ, càng thêm ép tới người không thở nổi. Tiêu Phàm lại ngay cả con mắt đều nhắm lại, đối chung quanh hết thảy, nhìn như không thấy, chỉ lo an tâm luyện hóa dược lực, tưới nhuần bị thương nghiêm trọng kinh mạch tạng phủ. Theo ầm ầm trầm đục thanh âm, vàng bạc hai màu lôi điện, tại mây đen hình thành vòng xoáy trung tâm hội tụ,
quầng sáng càng ngày càng là lóa mắt. Bên ngoài hơn 10 trượng Âu Dương Minh Nguyệt không tự chủ được nín thở. Thứ nhất đạo thiên lôi, tức sắp giáng lâm. Từ cái này đạo thiên lôi mãnh liệt trình độ bên trên, có lẽ cũng có thể đại khái suy tính lần này lôi kiếp cuối cùng cường độ. Chín đạo thiên lôi, luôn luôn tuần tự dần tiến vào, một đạo so một đạo càng mạnh, bình thường đến nói, sẽ không xuất hiện quá lớn đứt gãy. Oanh, thứ nhất đạo thiên lôi, rốt cục đánh mạnh mà hạ. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt lập tức biến. Cái này đạo thiên lôi, cảm giác bên trên cùng nàng lúc độ kiếp, đạo thứ ba thậm chí đạo thứ tư thiên lôi trình độ tương đương. Chẳng phải là nói, lần này lôi kiếp cuối cùng cường độ, sẽ so với nàng ngộ linh kỳ lôi kiếp mạnh lên gấp 3-4 lần nhiều. Mà Âu Dương Minh Nguyệt rất rõ ràng nhớ được, khi đạo thứ 8 lôi kiếp giáng lâm thời điểm, nàng trên thực tế đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, nếu như không có Tiêu Phàm lấy lôi quang tháp tương trợ, đạo thứ 8 thiên lôi, nàng liền không chịu nổi, lại càng không cần phải nói đạo thứ 9 thiên lôi, là Tiêu Phàm cùng nàng cùng một chỗ tiếp nhận. Mặc dù hỗn độn thể tu sĩ sẽ so cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều, nhưng mạnh hơn cùng giai tu sĩ gấp 3-4 lần, hay là quá không hợp thói thường. Nhất là quan trọng chính là, Tiêu Phàm dưới mắt thân chịu trọng thương, suy yếu tới cực điểm. Chỉ sợ bình thường ngộ linh kỳ lôi kiếp, liền đủ hắn ứng phó. Tiêu Phàm vẫn như cũ ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lặng lặng điều động chân nguyên, luyện hóa đan dược, đối đỉnh đầu cuồn cuộn mà dưới thiên lôi, làm như không thấy. Oanh, thô to vàng bạc hai màu lôi trụ, chính giữa Tiêu Phàm đỉnh đầu. Cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như thiểm điện đánh chúng chính là dày đặc đại địa, không có kích thích mảy may gợn sóng, như vậy bị đại địa hấp thu không còn một mảnh. Ngay tại mật thiết chú ý bên này, Phổ Hoa chân nhân cùng Thiên Tuyệt thần ni đều thầm kinh hãi. Mặc dù nói, thứ nhất đạo thiên lôi lực đạo không phải rất mạnh, bình thường người độ kiếp đều có thể so sánh tự nhiên ứng đối quá khứ, nhưng như thế cử trọng nhược khinh, bình chân như vậy, hay là ngoài dự liệu bên ngoài. Âu Dương Minh Nguyệt nỗi lòng lo lắng, không khỏi lại thoáng bình yên mấy phân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1466, binh bất hiếm trá. Âu Dương Minh Nguyệt vừa mới nhẹ nhàng thở phào một cái, đạo thứ hai thiên lôi cũng đã cuồn cuộn đánh xuống. Tiêu Phàm vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trong hư không, lặng lặng đả tọa điều tức. Oanh, xa so thứ nhất đạo thiên lôi cuồng bạo được nhiều vàng bạc hai màu phích lịch, lần nữa trùng điệp đánh vào Tiêu Phàm đỉnh đầu, kết quả lại cùng thứ nhất đạo thiên lôi không có sai biệt, nhìn như uy mãnh vô so thiên lôi, bị Tiêu Phàm vô thanh vô tức hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó, chính là đạo thứ ba thiên lôi. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người có chút nhíu mày, mặc dù mỗi người độ kiếp tình hình chỗ rất nhỏ đều hơi có khác biệt, nhưng thiên lôi chi lực như thế tấp nập, hay là chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà Tiêu Phàm biểu hiện, lại càng là khiến ba vị ngộ linh kỳ cường giả trợn mắt hốc mồm. Hay là cùng hai lần trước đồng dạng, Tiêu Phàm, nuốt sống, đạo thứ ba thiên lôi. Cái này còn thôi, bọn hắn vậy mà từ Tiêu Phàm trên thân cảm nhận được tràn đầy chân nguyên pháp lực phồng lên mà ra, xa so vừa rồi muốn cường thịnh được nhiều. Không hề nghi ngờ, cái này không phải là dược lực tác dụng, cho dù tốt đan dược, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong để Tiêu Phàm nguyên bản tiêu hao sạch sẽ chân nguyên pháp lực nháy mắt bổ đầy, ngay cả thánh linh nguyên địa mang ra linh dịch cũng không thể làm được, nhiều nhất có thể để cho khô kiệt chân nguyên pháp lực khôi phục 7-8 phần. Không hề nghi ngờ, đây là thiên lôi tác dụng, Tiêu Phàm vậy mà đem khí thế hùng hổ ba đạo thiên lôi, xem như đại bổ linh dược, trực tiếp thôn vệ sạch sẽ, đồng thời thành công lấy về mình dùng. Phổ Hoa chân nhân nghẹn họng nhìn chân chối chi dư, không chịu được truyền âm hỏi, Nguyệt tiên tử, hỗn độn thể lôi linh thể, thật sự có nghịch thiên như vậy a? Có thể bước vào ngộ linh cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, thuần linh thể đối bọn hắn đến nói, bất quá bình thường mà thôi, thấy nhiều, nhưng Phổ Hoa chân nhân thật đúng là không nghe nói lôi linh thể còn có nghịch thiên như vậy năng lực. Lại có thể trực tiếp cầm thiên lôi khi thuốc bổ, Âu Dương Minh Nguyệt chính là huyền âm lôi linh thể. Là đơn thuần tính lôi linh thể biến dị, cùng thuần túy lôi linh thể tương đối mà nói, đều có ưu khuyết. Đối Phổ Hoa chân nhân vấn đề này, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có đáp án, chỉ có thể cười khổ nói, chân nhân kiểm tra ở ta. Trước đó, ta còn thực sự không có phát hiện hỗn độn lôi linh thể có dạng này đặc thù bản sự. Có vẻ như lần trước Tiêu Phàm giúp nàng ngăn cản lôi kiếp thời điểm, còn không có dạng này năng lực. Hẳn là hỗn độn thể tiến giai ngộ linh kỳ về sau, sẽ xuất hiện lần nữa biến dị. Chống rỗng sinh ra dạng này đại thần thông. Thiên lôi chi lực giống như là bị Tiêu Phàm chọc giận. Ước chừng tự có lôi kiếp đến nay, liền không có cái kia độ kiếp người như là Tiêu Phàm kiêu ngạo như vậy. Đây là trắng trợn khiêu khích, trong cõi u minh thiên lôi thẳng kiếp,
kỳ thật cũng là có linh tính. Nếu không căn bản liền giải thích không được, cái thiên kiếp này đến cùng tính là chuyện gì xảy ra. Từng đạo lôi quang, tại mây đen vòng xoáy bên trong hội tụ, vàng bạc hai màu hỗn tạp, lóa mắt sinh huy. Mặc dù nhìn qua cùng trước ba đạo thiên lôi cũng không có khác biệt về bản chất, nhưng khí thế bên trên còn mạnh hơn nhiều. Nhất là khiến người giật mình là, mây đen vòng xoáy trung tâm, dần dần hình thành ba cái lôi điện chi nhãn, có thể cảm nhận được rõ ràng, ba đạo thiên lôi chính đang nhanh chóng thành hình. Bình thường đến nói, lôi kiếp là tuần tự dần tiến vào, một đạo so một đạo càng mạnh. Cho nên, đại đa số độ kiếp người đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm một chút có thể nháy mắt bổ sung chân nguyên pháp lực bảo vật, vì tại hai đạo thiên lôi thỉnh thoảng thời gian bên trong tận khả năng nhanh bổ sung pháp lực, lấy ứng phó dưới một đạo mạnh hơn thiên lôi. Đương nhiên, có thể suy yếu lôi điện uy lực bảo vật. Cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng nhìn cái này tư thế, cái này ba đạo thiên lôi là dự định, cùng nhau tiến lên. Mỗi một đạo thiên lôi uy lực, đều ở xa đạo thứ ba thiên lôi phía trên. Nếu là ba đạo thiên lôi chân, cùng nhau tiến lên, lôi kiếp chỉ uy, đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Khoanh chân ngồi tính tọa, nhắm mắt điều tức Tiêu Phàm rốt cục mở mắt ra, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, một mực tính tính huyền phù tại trước ngực hắn cách đó không xa cửu long thần hỏa che đậy bay múa mà lên, đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc liền biến thành lớn gần trượng nhỏ, đem Tiêu Phàm bao phủ nó dưới, ngân chói, lộng lẫy phi phàm. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, ba đạo thiên lôi đồng thời oanh xuống dưới. Hoàn toàn đồng bộ, không có bất kỳ cái gì trước sau chi phân. Cửu long thần hỏa che đậy một trận long ngâm, chỉ thấy chín đầu trắng lóa giao long, nổi lên, dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời thét dài, đón ba đạo thiên lôi liền xông tới. Chỉ thấy lôi điện xen lẫn, tiếng oanh minh không dứt bên tai, vàng bạc hai màu điện quang chớp loạn, hướng bốn phương tám hướng chút xuống mà đi. Qua trong giây lát, ba đạo khí thế hùng hổ thiên lôi, liền bị cửu long thần hỏa che đậy suy yếu gần một nửa. Cửu long thần hỏa che đậy không phải chuyên môn tránh xét thần khí, có thể đem mạnh mẽ như vậy thiên lôi suy yếu gần một nửa, đã vô cùng ghê gớm. Còn lại hơn phân nửa thiên lôi chi lực, lại vô bất kỳ trở ngại nào, ầm vang đánh xuống. Tiêu Phàm vẫn như cũ không tránh không né, cũng không còn khai thác khác chống cự kế sách, cùng lúc trước đồng dạng, ngạnh sinh sinh thụ ba đạo thiên lôi oanh kích. Kết quả thế mà còn là giống nhau như đúc, ba đạo thiên lôi bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh, tiến vào trong cơ thể hắn về sau. Liền phảng phất bùn như nhập hải, lại không một chút động tĩnh. Bất quá Tiêu Phàm khí tức trong người, lập tức trở nên cường thịnh tới cực điểm, dường như đã tiến giai nhiều năm, khó khăn lắm đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, phảng phất tùy thời đều có thể đột phá bình cảnh, bước vào ngộ linh trung kỳ cảnh giới. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt bọn người nhìn hồ đồ, chẳng lẽ, đây không phải đột phá nguyên anh hậu kỳ ràng buộc, tiến giai ngộ linh kỳ lôi kiếp, mà là từ ngộ linh sơ kỳ bước tiến vào ngộ linh trung kỳ lôi kiếp. Tiêu Phàm đã trực tiếp hoàn thành hiểu linh sơ kỳ tích lũy ban đầu. Thế nhưng là, cái này khả năng không lớn a. Kia loại thứ hai khả năng chính là, Tiêu Phàm hấp thu quá nhiều lôi điện chi lực, bây giờ đã hướng tới nhất bão hòa trạng thái. Tất cả mọi người chưa hề trải qua loại tình hình này, cũng không biết đôi này Tiêu Phàm mà nói, đến cùng là tốt là xấu, lại kìm lòng không đặng vì hắn lo lắng. Đợt thứ hai lôi kiếp trôi qua về sau, bầu trời bỗng nhiên trở nên an yên tĩnh, mây đen mặc dù vẫn tại lăn lộn. Lại là vô thanh vô tức, trong mây đen tâm kia cái vòng xoáy khổng lồ, cũng chưa tiêu mất, vẫn tại xoay chậm chậm, như cùng một con to lớn thiên nhãn, quỷ dị treo tại trên trời cao, cho người ta một loại cực độ đè nén cảm giác cấp bách. Nguyên bản tại trong mây đen không ngừng lấp lánh phích lịch, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tại mây đen chỗ sâu, ẩn ẩn có sấm rền thanh âm truyền ra, mây đen vòng xoáy chính trung tâm, có một cái nho nhỏ điểm sáng, thật giống như thiên nhãn con ngươi, sáng phải chướng mắt. Cái này nhất an tĩnh, cư lại chính là ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm ở giữa, lại vô thiên lôi hạ xuống, nhưng mây đen nhưng thủy chung chưa từng tiêu tán, loại kiêu uy lăng thiên hạ khí tức, cũng từ đầu đến cuối tồn tại. Thiên kiếp xa chưa kết thúc, cũng may đối mấy vị này ngộ linh kỳ cường giả mà nói, ba ngày ba đêm chờ đợi, thực tế không tính là gì. Ai không phải vừa bế quan liền ba năm năm thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này ba ngày ba đêm bên trong. Thiên kiếp tuyệt không phải, không có việc gì, cho dù ai cũng biết, càng cường đại thiên lôi ngay tại hội tụ, chuẩn bị cho hạ giới cái này phách lối tu sĩ một kích chí mạng. Cái này an tĩnh quỷ dị, là trong nháy mắt đánh vỡ. Nguyên bản giấu ở mây đen vòng xoáy chính trung tâm chỗ sâu cái kia điểm sáng nhỏ, bỗng nhiên cực nhanh phồng lên, đảo mắt liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ, chói, không ngừng nhảy lên, như là một viên vàng bạc hai màu lôi điện tạo thành trái tim, cực nó mạnh mẽ đanh thép.
Một cỗ hủy diệt khí tức, hạo đãng mà hạ. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đại biến. Cái này cỗ khí tức hủy diệt, nàng rất quen thuộc, chính là lôi quang tháp xúc tích lực lượng về phần cực hạn thời điểm đều có khí tức. Nàng cùng Thiên Ma Đạo Tổ giao thủ thời điểm, lôi quang tháp toàn lực xuất kích, ngay cả Thiên Ma Đạo Tổ như thế tu vi chí ít tại Ngộ Linh trung kỳ trở lên lão ma đầu, cũng không dám đón đỡ, nhất định phải vội vã né tránh. Nhưng dưới mắt, Tiêu Phàm chỉ có thể đón đỡ, muốn tránh cũng không được, còn không có cùng Tiêu Phàm làm ra cái gì ứng đối động tác, lôi cầu liền bỗng nhiên vỡ ra, một đạo vàng bạc hai màu rảo cùng một chỗ cột sáng, chút xuống. Nhìn qua, cái này đến cột sáng cũng không thế nào thô to, so sánh với lúc trước sáu đạo lôi kiếp, thậm chí còn rất có không bằng. Nguyên bản chính đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó cửu long thần hỏa che đậy, bỗng nhiên một tiếng long ngâm, bay múa mà lên, cực nhanh co lại nhỏ, đảo mắt liền biến thành vài tấc lớn nhỏ, hướng xa xa Phổ Hoa chân nhân bay nhanh mà đi. Phổ Hoa chân nhân thoảng qua khẽ giật mình, Âu Dương Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên âm trầm. Bảo vật thông linh, cửu long thần hỏa che đậy vậy mà trực tiếp né tránh, không nguyện ý cùng đạo này phích lịch giao chiến. Bởi vậy có thể thấy được, đạo này nhìn qua không chút nào thu hút lôi trụ, ẩn chứa trong đó thiên lôi chi lực là kinh khủng bực nào, ngay cả cửu long thần hỏa che đậy dạng này phỏng chế phải thành công nhất thông huyền linh bảo đều bị dọa đến, chạy trối chết. Kim sáng lóng lánh, lôi quang tháp đằng không mà lên, khoảnh khắc hóa thành mấy trượng chi cự, đón thiên lôi bay đi lên. Xoẹt, thiểm điện thanh âm bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố chi lực đạo thứ bảy thiên lôi, trực tiếp bị lôi quang tháp thôn phệ sạch sẽ. Liền phảng phất Tiêu Phàm vừa rồi thôn phệ thiên lôi đồng dạng, lôi quang tháp, khẩu vị, kỳ giai, đem cái này đạo thiên lôi một ngụm nuốt vào, nửa điểm đều chưa từng tiết lộ ra. Trốn ở lôi quang tháp phía dưới Tiêu Phàm, hàn mao đều không có lau đi một cây. Phổ Hoa chân nhân thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí rất chướng tai gai mắt nuốt từng ngụm nước bọt. Vị này tân tấn vô cực môn trưởng giáo chân nhân, chẳng những tu luyện công pháp cực kỳ cổ quái, ngay cả bảo vật của hắn đều là cổ quái như vậy. Giống như hắn, đem thiên lôi chi lực xem như thập toàn đại bổ linh dược. Lôi quang tháp hào quang tỏa sáng, khí thế như hồng, đủ để chứng kiến, đạo thứ bảy thiên lôi cho nó bổ sung 10 điểm sung túc năng lượng, cùng Tiêu Phàm thôn phệ thiên lôi chi lực bổ sung tự thân chân nguyên, không có sai biệt. Nhưng vào lúc này, nguyên bản giống tuyết hư giữa không trung, bỗng nhiên hiện ra một đạo thô to hồ quang điện, đạo này hồ quang điện từ vàng bạc hai màu, bệt, mà thành, như cùng một cái to lớn lôi điện, bím. Ngay tại đạo thứ bảy thiên lôi biến mất địa phương xuất hiện, phảng phất vẫn luôn ẩn giấu ở chỗ nào, liền đợi đến lúc này bỗng nhiên toát ra, đánh Tiêu Phàm trở tay không kịp. Hợp lấy vừa rồi lăng không mà dưới, không chỉ một đạo thiên lôi, mà là một sáng một tối hai đạo thiên lôi. Đạo thứ tám thiên lôi giấu ở đạo thứ bảy thiên lôi quang hoa về sau, tại Tiêu Phàm tinh thần lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, bỗng nhiên xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Đây là có chuyện gì? Trong cõi U Minh Chúa Tể. Tại cùng một cái độ kiếp người chơi, binh bất hiếm trá. Thiên Tuyệt Thần Ni bọn người, cả đời này không nói những cái khác, thiên kiếp kinh lịch nhưng không chỉ một lần hai lần, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này kỳ quỷ vạn phần độ kiếp. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã không thể xem như độ kiếp, mà là hai đại cao thủ đang đấu trí đấu dũng. Chương 1467, Cửu Linh Thể Chân Thân. Đạo thứ 8 thiên lôi, đánh lén, thành công một nửa. Sở dĩ nói là một nửa. Là bởi vì trong đó một nửa bị lôi quang tháp hấp thu, một nửa khác từ lôi quang tháp bên trong xuyên thẳng mà ra, không khách khí chút nào đánh vào Tiêu Phàm trên đỉnh đầu. Lôi quang lóa mắt, cùng chói mắt vàng bạc hai màu lôi quang tiêu tán về sau, Tiêu Phàm vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong hư không, toàn thân trên dưới, hồ quang điện lượn lờ, tựa như một cái điện nhân cũng như, toàn thân chân nguyên phồng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để bạo phát đi ra. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đột biến, hỏng bét. Phổ Hoa chân nhân thấp giọng kêu lên, ngay cả đợi tại chỗ xa nhất chậm rãi chữa trị nhục thân, tính dưỡng nguyên khí Thiên Tuyệt Thần Ni, trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Không hề nghi ngờ, ba vị này đại cao thủ cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm chuyển hóa lôi điện năng lực đã phát huy đến cực hạn, mặc kệ hỗn độn lôi linh thể có cái gì không giống bình thường điểm đặc biệt, dưới mắt Tiêu Phàm thể nội đều đã bị lôi điện chi lực chứa đầy, lại nhiều một phân cũng không thể. Khí đầy thì doanh đạo lý, bọn hắn đều hiểu. Đương nhiên có lẽ Tiêu Phàm còn có cái khác ngăn cản thiên lôi pháp bảo cùng thủ đoạn, nhưng mọi người đều biết, độ kiếp người cuối cùng một đạo thiên lôi, là nhất định phải tự hành tiếp nhận, ít nhất phải tiếp nhận trong đó một bộ phân. Bằng không mà nói, thiên kiếp liền tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng, thẳng đến độ kiếp người vẫn lạc tại thiên lôi phía dưới. Mà căn cứ cái thiên kiếp này mãnh liệt trình độ, dù là Tiêu Phàm chỉ tiếp nhận gần một nửa, thậm chí là một, cái kia cũng đủ hắn chịu.
trong cơ thể hắn, thực tế cũng không còn cách nào dung nạp dù cho một chút lôi điện chi lực. Xem ra lúc trước là quá đánh giá cao chính mình, loại này sai lầm chí mạng, có thể nào phạm tại như thế quan trọng trước mắt. Trong cõi U Minh Chúa Tể, tựa hồ cũng đã ý thức được điểm này, lập tức không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội thở dốc, ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa, đầy trời mây đen bỗng nhiên nổ bể ra tới. Tứ tán bay dương, lộ ra tình không nghìn dặm, trường thiên một bích diện mục thật sự, ánh nắng chướng mắt. Nhưng là, chậm đã, đây không phải ánh nắng, trên trời cao lập lòe tỏa sáng cái kia viên cầu. Cũng không phải mặt trời, mà là một cái cự đại vàng bạc sắc lôi cầu. Trong mây đen tích chứa mỗi một tia lôi điện chi lực, đều bị hội tụ tới, ngưng kết tại cái này lôi cầu bên trong. Một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt thế chi uy, giữa trời bao phủ xuống. Cơ hồ có thể cùng Tiêu Phàm diệt sát thiên ma đạo tổ mũi tên kia đánh đồng. Ngay sau đó, lại là một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang, một đạo như là thực thể lôi trụ. Thẳng tắp hướng Tiêu Phàm đỉnh đầu oanh kích mà tới. Tiêu Phàm miệng lẩm bẩm, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào lôi quang tháp bên trong. Lôi quang tháp hào quang tỏa sáng, lần nữa tăng vọt đến hơn 10 trượng chi cự. Xoay tròn lấy, chủ động hướng lên trời lôi nghênh kích mà lên. Trong nháy mắt, thiên lôi liền đánh trúng lôi quang tháp ngọn tháp. Điện mang lóa mắt, nguyên bản nhìn qua ngưng trọng dày đặc lôi quang tháp, bỗng nhiên biến thành trong suốt. Tất cả mọi người tận mắt thấy, vàng bạc hai màu lôi điện. Từ lôi quang tháp óng ánh sáng long lanh thân tháp bên trong xuyên thẳng mà qua, không có bị bất kỳ trở ngại nào, ầm vang mà hạ. Tiêu Phàm cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh thời gian, cứ như vậy bị đạo thứ 9 thiên lôi chính giữa trên đỉnh đầu. Lôi điện sâu thể mà qua, cùng lôi quang tháp đồng dạng, Tiêu Phàm thân thể, cũng trong nháy mắt trở nên óng ánh sáng long lanh, toàn thân trên dưới đều bị điện giật cung quấn quanh lấy, như thật như ảo. Siêu Âu Dương Minh Nguyệt không cần suy nghĩ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, như là mũi tên, hướng Tiêu Phàm kích bắn đi. Mặc dù Minh biết mình trọng thương chưa hồi phục, cực kỳ suy yếu. Dạng này xông đi lên cùng tự sát giống như đúc, Âu Dương Minh Nguyệt hay là xông đi lên. Giờ khắc này, nàng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ bất quá, nàng động tác lại nhanh, thiên lôi tốc độ lại càng nhanh. Oanh, lại một lần nữa kinh thiên động địa tiếng vang, trong suốt Tiêu Phàm lăng không nổ tung, to lớn sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt đụng đầu đạo này sóng xung kích, lập tức cùng một cái như búp bê, không có chút nào kháng cự chi lực, bị xung kích sóng cuốn lại. Xa xa ngã văng ra ngoài. Đừng bảo là Âu Dương Minh Nguyệt trọng thương mang theo, coi như nàng đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Dạng này lực lượng hủy diệt, hoàn toàn không phải bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ có thể chính diện đối cứng. Cũng may Âu Dương Minh Nguyệt đến cùng bất phàm, trong lúc nguy cấp, trong lòng linh quang hiện lên, lập tức từ bỏ ngăn cản, thuận theo tự nhiên, trọn vẹn bị xung kích sóng quyển ra ngoài mấy trăm trượng, mới rốt cục thoát khỏi đi. Bên kia toa Phổ Hoa chân nhân cùng Thiên Tuyệt thần ni cũng phi tốc thối lui đến số bên ngoài trăm trượng. Chỉ thấy trung tâm vụ nổ, trừ một mảnh chướng mắt lôi quang, cái gì đều không thừa hạ. Tiêu Phàm khí tức cũng trong nháy mắt biến mất, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt thể nội thần hồn ấn ký đều trong phút chốc bị chặt đứt. Âu Dương Minh Nguyệt một gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch, xinh đẹp mắt phượng bên trong cực nhanh hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Phổ Hoa chân nhân lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy chói mắt vàng bạc hai màu lôi quang bên trong, bỗng nhiên một đạo chữ ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, đạo này chữ ánh sáng màu đỏ cũng không mạnh mẽ, càng không chướng mắt, nhưng mặc kệ vàng bạc hai màu lôi quang mạnh hơn, cũng áp chế không nổi, một cái rõ ràng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, trong hư không xoay chậm chậm. Càn Khôn đỉnh, Âu Dương Minh Nguyệt đại hỉ, kêu lên, chữ màu đỏ hỗn độn đồ án từng vòng ra bên ngoài mở rộng, những nơi đi qua, vàng bạc hai màu lôi quang nhao nhao chôn vùi. Từ chôn vùi lôi quang bên trong, một đạo phai mở bóng người tránh hiện ra. Tiêu Phàm, bất quá cái này Tiêu Phàm thực tế thái hư nhạt, như thật như ảo, toàn thân lóng lánh màu vàng đất quang trạch, thậm chí còn tản mát ra hậu thổ mùi thơm ngát. Đây là, Phổ Hoa chân nhân cũng có chút trợn tròn mắt, cái này phai mở bóng người diện mục cố nhiên hữu chút mơ hồ không rõ, nhưng đúng là Tiêu Phàm không thể nghi ngờ, nhưng mà, cũng không lớn giống là vật sống, thậm chí cũng không lớn giống như là nguyên thần. Mà lại mãnh liệt như vậy hậu thổ khí tức, cũng làm cho người có chút không nghĩ ra. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, từ một phương hướng khác chôn vùi lôi quang bên trong, lần nữa hiện ra một đạo phai mở bóng người, đồng dạng như thật như ảo, toàn thân liệt diễm bốc hơi, hỏa viêm khí tức nồng đậm vô so. Cái thứ ba từ lôi quang bên trong đi ra huyễn ảnh, thì kim quang lóng lánh, nhìn qua sắc bén vô song.
cái thứ tư toàn thân xanh thẳm, tiếng nước róc rách. Đạo thứ năm bóng người thì xanh ngắt vô so, mộc linh khí tinh thuần đến cực điểm. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ. Lúc này, Phổ Hoa chân nhân, Thiên Tuyệt thần ni thậm chí Âu Dương Minh Nguyệt đều bình tức tĩnh khí, gấp nhìn chằm chằm bên kia, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, tựa hồ sợ một cái chớp mắt liền bỏ lỡ cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chữ màu đỏ hỗn độn đồ án còn đang không ngừng hướng bốn phía mở rộng, càng nhiều lôi quang tại chôn vùi. Vô thanh vô tức, ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có. Lôi kiếp đến tận đây đã kết thúc, thiên lôi đã hao hết sau cùng uy lực, hoàn toàn không phải Càn Khôn đỉnh đối thủ. Dầm dầm, lại một trận lôi quang chướng mắt, một đạo toàn thân hồ quang điện lượn lờ huyễn ảnh, nổi lên, vẫn như cũ là Tiêu Phàm dung mạo. Lôi linh căn, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người rốt cục nhìn ra một điểm môn đạo. Mỗi một bóng người, đều đại biểu cho hỗn độn linh thể một đạo linh căn. Người xưa kể lại, hỗn độn linh thể cửu linh cây đều đủ, là nhân tộc mạnh nhất linh thể, mấy chục ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái, mỗi một cái đều là kiệt xuất nhất thiên tài. Mà bây giờ, một cái chân thật nhất hỗn độn linh thể, cứ như vậy triển hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái này thật sự là 10.000 năm khó gặp kỳ cảnh. Hô, tiếng gió rít gào, một đạo không ngừng phiêu động phai mở bóng người, từ chôn vùi lôi quang bên trong đi ra. Phong linh căn, ba người trên mặt đều lộ ra phi thường chờ đợi thần sắc. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh thể, tu chân giới 10 điểm phổ biến, thân là ngộ linh kỳ lão tổ. Bọn hắn cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, lôi linh thể hòa phong linh thể, thuộc về biến dị linh thể, tương đối mà nói, có chút hiếm thấy. Nhưng cũng không phải tuyệt vô cận hữu, Âu Dương Minh Nguyệt chính mình là huyền âm lôi linh thể. Sau đó cửu linh cây còn lại hai đại linh thể, lại cơ hồ chỉ là nghe nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính được chứng kiến. Đạo thứ 8 bóng người, tại cách Càn Khôn đỉnh, xa mười mấy trượng địa phương mới hiển lộ ra, chợt sáng chợt tắt, bốn phía phiêu hốt, không thể phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, dù coi như là ngộ linh kỳ lão tổ, cũng khó có thể phân biệt, đây rốt cuộc là loại nào linh thể biến thành. Thẳng đến đạo này chợt sáng chợt tắt bóng người toàn thân biến thành chữ màu đỏ, Âu Dương Minh Nguyệt mới trầm thấp kinh hô một tiếng, không linh cây. Không linh cây là chân chính trong truyền thuyết linh thể, nghe nói có không linh cây người, đang tu luyện không gian thần thông thời điểm, lực lĩnh ngộ không hề tầm thường, xa tại phổ thông tu sĩ phía trên. Tiêu Phàm không gian thần thông siêu quần bạt tụy, không chỉ có riêng là bởi vì hắn có được Càn Khôn đỉnh. Âu Dương Minh Nguyệt cũng coi như phải kiến thức rộng rãi, trước đó, lại chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào không linh thể tu sĩ. Chữ hào quang màu đỏ rốt cục đem một điểm cuối cùng vàng bạc hai màu lôi quang đều càn quét hầu như không còn. Nhưng lại chưa gặp lại đạo thứ 9 linh căn xuất hiện. Chỉ thấy kim mộc thủy hỏa thổ, lôi linh thể, phong linh thể, không linh thể 8 đạo phai mở bóng người, quay chung quanh tại, Càn Khôn đỉnh chung quanh, chậm rãi chuyển động. Âu Dương Minh Nguyệt tâm, lại lần nữa chìm xuống dưới. Không cảm ứng được, nàng vẫn như cũ không cảm ứng được Tiêu Phàm thần hồn ấn ký. Cái này 8 đạo linh thể, đều không cảm ứng được sinh mệnh khí tức, chỉ là 8 đạo hư ảnh. Nói cách khác, đây là tử vật, nhưng là... Đạo thứ 9 linh thể ở đâu? Nguyệt tiên tử, trong truyền thuyết, hỗn độn linh thể cửu linh cây, là cái gì? Âu Dương Minh Nguyệt sửng sốt, chốc lát, mới chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, không biết. Trong điển tịch, cũng không có ghi chép, hỗn độn linh thể thứ 9 linh căn, đến cùng là cái gì? Là huyết linh căn, cách đó không xa, phai mở thiên tuyệt thần ni nhẹ nói. Huyết linh căn, Phổ Hoa chân nhân lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Huyết linh căn không là phàm nhân chi thể a? Bất luận cái gì có máu có thịt sinh linh, đều sẽ có huyết linh căn. Loại này linh căn cũng quá phổ thông, cùng trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn linh thể, tựa hồ kéo không lên bao nhiêu liên quan. Huyết linh căn là hết thảy sinh linh căn cơ, thiên tuyệt thần ni lạnh nhạt nói, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Đúng lúc này, chói mắt huyết quang, từ Càn Khôn đỉnh, bên trong phóng lên tận trời, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa vì một cái đỏ tươi như máu hơn một xích cao Tiêu Phàm, mặt mày rõ ràng. Sinh động như thật. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên kêu thành tiếng, vui vẻ phải một trái tim đều như là muốn nổ bể ra đến như. Giờ khắc này, nàng lần nữa cảm ứng được Tiêu Phàm thần hồn khí tức, mà lại thập phần cường đại. Huyết quang Tiêu Phàm hướng nàng mỉm cười, liền là tại miệng đỉnh ngồi xếp bằng, hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, toàn thân huyết quang đại thịnh, lóng lánh như là mã não quang trạch, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án phi tốc xoay tròn. 8 đạo linh căn hư ảnh cũng vây quanh huyết quang Tiêu Phàm phi tốc xoay tròn, dần dần hợp mà vì một. Oanh, một tiếng, màu máu lóe lên về sau, chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bỗng nhiên biến mất,
khoanh chân ngồi ngay ngắn ở miệng đỉnh huyết quang tiêu phàm, thậm chí tám đạo linh căn hư ảnh, đều không thấy bóng dáng. Hết thảy đều trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Chương 1468, luyện hóa thánh linh chi lực. Mê cốc trong rừng khôi phục yên tĩnh, vẫn như cũ sót lại hỏa diễm màu đen bồn địa, kéo dài phương xa. Bồn địa một bên, cao lớn mê cốc thụ bên trên, ba tên ngộ linh kỳ lão tổ ngồi xếp bằng, riêng phần mình đả tọa điều tức. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Phổ Hoa chân nhân khí sắc, rõ ràng muốn so lúc trước mạnh hơn nhiều, đây đã là tiêu phàm kinh lịch lôi kiếp qua đi mấy tháng, hai người chính đang từ từ khôi phục. Đương nhiên, lấy bọn hắn thụ thương chi trọng, thời gian mấy tháng muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, kia không thực tế, cũng nên hơn 10 năm tĩnh dưỡng mới được. Tiến giai ngộ linh kỳ về sau, thọ nguyên lập tức diên dài hơn nhiều, chí ít cũng có thể sống đến 2.000 tuổi trở lên, nếu như có thể đặt chân trung kỳ cảnh giới. Như vậy sống đến 3-4 ngàn năm cũng bất quá bình thường. Chính là bởi vì ngộ linh kỳ tu sĩ thọ nguyên như thế kéo dài, bọn hắn chữa thương cần thời gian cũng đi theo kéo dài. Thực tế tu vi đến dạng này cảnh giới, vô luận tu luyện hay là chữa thương, cần thiên địa nguyên khí nhiều lắm, xa không phải nguyên anh kỳ có thể so sánh. Hơn 10 năm tĩnh dưỡng, đối với động một tí mấy ngàn năm thọ nguyên ngộ linh kỳ lão tổ mà nói, bất quá là một cái búng tay. So sánh với Âu Dương Minh Nguyệt cùng Phổ Hoa chân nhân, Thiên Tuyệt Thần Ni tình hình, cũng không phải là lạc quan như vậy. Mấy tháng quá khứ, thân hình của nàng hay là cực kỳ phai mờ. Liên tiếp hai lần gặp Thiên Ma Đạo Tổ trọng kích, hai lần thi triển, thay cướp thuật, cơ hồ hao phí một nhiều hơn phân nửa bản mệnh tinh huyết, muốn một chút xíu bù lại, kia là một cái quá trình dài dằng dặc. Tại màu đen bồn trên không trung, lớn gần trượng tiểu nhân, càn khôn đỉnh, lăng không lơ lửng, xoay chậm chậm, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bao phủ bảo đỉnh. Bất kỳ người nào đều điều tra không đến trong đỉnh tình hình. Âu Dương Minh Nguyệt rất bình yên, Tiêu Phàm bây giờ còn tại Càn Khôn đỉnh, bên trong, cứ việc nàng không có thấy tận mắt đến Tiêu Phàm nhục thân khôi phục, lại cảm ứng được Tiêu Phàm thần hồn ấn ký, 10 điểm cường thịnh. Cái này liền rất làm nàng an tâm, bình thường đến nói, nếu như độ kiếp thất bại, liền sẽ hoàn toàn chết đi, chẳng những nhục thân thành bùn, thần hồn càng sẽ hủy diệt. Nếu như Tiêu Phàm nhục thân thật hủy, thần hồn không có khả năng hào không bị hao tổn. Về phần tại sao một mực trốn ở Càn Khôn đỉnh, bên trong không ra, Âu Dương Minh Nguyệt tạm thời không được biết, nhưng nghĩ đến nhất định có lý do. Giờ phút này, Càn Khôn đỉnh, bên trong, một chỗ trong mật thất, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng, toàn thân máu lóng lánh, từng tia từng sợi vết máu, chính từ hướng nội bên ngoài sinh ra, lại biến mất tại kinh mạch của hắn xương cốt bên trong. Tòa này mật thất không lớn, chỉ vài trượng phương viên. Bốn phía đều là màu đen vách đá, trên thạch bích, khắc rõ từng cái hình thái khác nhau trừ màu đỏ hỗn độn phù văn, những phù văn này cũng không phải là đứng im bất động, mà là không ngừng lấp lánh, đồng thời tại trên thạch bích, chậm chậm lưu động, một cỗ cường đại đến cực điểm không gian pháp tắc chi lực. Từ bốn phương tám hướng hướng khoanh chân ngồi tại mật thất chính giữa Tiêu Phàm áp bách mà tới. Giờ phút này Tiêu Phàm thể nội, một viên ước chừng trứng gà lớn tiểu. Màu nâu đen nội đan, chính đang chậm rãi chìm nổi. Thả ra từng sợi cường đại chân nguyên, dung nhập vào đan điền khí hải bên trong. Chính là ngân dực lôi bằng nội đan, vẫn như cũ có thể nhìn ra được, viên nội đan này mặt ngoài, có một đạo rất bất quy tắc vết rách. Cái này nguyên bản là hai cái rưỡi khỏa nội đan cưỡng ép tụ cùng một chỗ, trải qua nhiều năm như vậy dung hợp lẫn nhau, cũng còn không có hoàn toàn hòa làm một thể, bất quá có nhiều chỗ vết rách đã kinh biến đến mức tương đối nhạt, đợi một thời gian, viên này lôi bằng nội đan, cuối cùng sẽ chân chính hợp hai là một. Vốn là một viên hoàn chỉnh nội đan, xuất từ cùng một đầu trời sinh thánh linh. Trong núi không nhật nguyệt, cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, đang tính tỏa tính dưỡng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Chỉ thấy, Càn Khôn đỉnh, miệng đỉnh, bóng người lóe lên, một tên bạch bào nam tử hiện thân mà ra, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, bóng người lại là lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt đã đến Tiêu Phàm trước mặt, cũng không đi để ý Phổ Hoa chân nhân cổ quái ánh mắt. Cái này đều ngộ linh kỳ lão tổ, một phái chi tôn, đột nhiên nhìn thấy bạn lữ, vậy mà cùng phàm tục ở giữa 17-18 tuổi hoài xuân thiếu nữ không khác nhau chút nào, Phổ Hoa chân nhân trong lúc nhất thời thật là có thấy ngứa mắt. Người thế nào? Âu Dương Minh Nguyệt khẩn cấp hỏi. Tiêu Phàm cười cười, nói, nhìn qua tựa hồ cũng không tệ lắm. Là thật sự không tệ, thần hoàn khí túc, toàn thân chân nguyên pháp lực phồng lên, hoàn toàn không là vừa vặn đặt chân ngộ linh kỳ bộ dáng. Như có lẽ đã triệt để vững chắc cảnh giới. Tiêu đạo hữu độ kiếp phương thức, thật đúng là không giống bình thường. Phổ Hoa chân nhân ngầm cười nói. Tiêu Phàm bận bịu tức ôm quyền làm lễ, vừa cười vừa nói, làm phiền chân nhân nhớ mong,
hổ thẹn. Âu Dương Minh Nguyệt thấp giọng hỏi, làm sao thời gian dài như vậy đều ở trong đỉnh? Tiêu Phàm đã từng nói qua với nàng, hắn muốn đi vào, Càn Khôn đỉnh, bên trong, chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu, nhục thân tiến vào lời nói, sẽ lập tức nhận trong đỉnh lực lượng pháp tắc áp bách. Đương nhiên khi đó Tiêu Phàm vẫn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, bây giờ đặt chân ngộ linh cảnh giới, có lẽ tình hình lại có chỗ khác biệt. Ta tại hòa tan lôi bằng tinh huyết, Tiêu Phàm nhẹ giải thích rõ nói. Mấy tháng trước đó lần kia đại thiên kiếp, quả thật phá hủy nhục thể của hắn, cũng may quan trọng trước mắt, Càn Khôn đỉnh, tự hành hộ chủ, đem hắn cửu linh cây đều bảo tồn lại, đồng thời đem hắn tại lôi kiếp phía dưới phấn thân toái cốt huyết nhục cũng thu tập được một bộ phân, lấy huyết linh căn làm căn cơ, một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Bất quá lần này ngưng tụ nhục thân, trực tiếp vận dụng lôi bằng tinh huyết. Nguyên bản lấy Tiêu Phàm dưới mắt cảnh giới, mặc dù đã bước vào ngộ linh kỳ, nhưng muốn luyện hóa lôi bằng tinh huyết, thu lấy lôi bằng trong nội đan thánh linh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, kia còn kém xa lắm. Dù coi như tại huyền linh thượng giới, trời sinh thánh linh cũng là chí cao vô thượng nhất cường giả, ngộ linh kỳ tu sĩ, tại trưởng thành trời sinh thánh linh trước mặt, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nhưng hỗn độn linh thể cửu linh cây gây dựng lại làm cho hắn có cơ hội này. Càn Khôn đỉnh, không gian pháp tắc chi lực, không những đối với bản thân hắn có cường đại áp chế, đối trời sinh thánh linh chi lực cũng có được đồng dạng cường đại áp chế. Tiêu Phàm ở trong đỉnh, một chút xíu phóng thích lôi bằng trong nội đan ẩn chứa thánh linh lực lượng, lập tức liền nhận, Càn Khôn đỉnh, áp chế, thánh linh lực lượng tự nhiên mà vậy lựa chọn cùng hắn, liên thủ nhất trí, đối kháng cái này không gian chi lực áp bách. Ở trong quá trình này, Tiêu Phàm liền một chút xíu đem thánh linh chi lực cùng mình hòa làm một thể. Đương nhiên, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, liền trước mắt mà nói, Tiêu Phàm cũng chỉ là hòa tan một chút thánh linh chi lực mà thôi. Đơn thuần lấy lôi bằng nội đan cùng kia một bình nhỏ tinh huyết ẩn chứa lực lượng đến tính toán, không biết có thể tạo liền nhiều ít tên trạng thái đỉnh phong ngộ linh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí tạo nên cao cấp hơn hóa hư kỳ thậm chí hợp thể kỳ cao thủ, đều chỉ là bình thường. Bất quá như thế đại năng tu sĩ, tại hạ cùng giao diện là căn bản liền không khả năng tồn tại. Đối Tiêu Phàm đến nói, khó khăn là như thế nào mới có thể đem cái này thánh linh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, luyện hóa thánh linh chi lực chỗ lấy được chỗ tốt, hoàn toàn không phải bình thường đả tọa tu luyện có thể chịu được so sánh, dù coi như tại thánh linh nguyên địa tu luyện, hiệu quả cũng kém xa tít tắp. Thánh linh nguyên địa là sinh ra thánh linh địa phương, Tiêu Phàm lại là trực tiếp chuyển hóa thánh linh chi lực, ở trong đó khác nhau, liếc qua thấy ngay. Thế nhưng là, hỗn độn thể là thuần chính nhất nhân tộc linh thể, người dạng này có thể hay không? Âu Dương Minh Nguyệt lo âu nói, người lấy thánh linh chi huyết cưỡng ép cải tạo nhục thân của mình, có thể hay không hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Tiêu Phàm cười cười, nói, không cần phải lo lắng, liền thật giống như hai chúng ta vô cực môn giáo quy là thu gom tất cả, dung luyện chúng ra sở trường, nhưng căn cơ hay là hạo nhiên chính khí, điểm này là không đổi. Đã hỗn độn thể là người mạnh nhất tộc linh thể, đồng hóa năng lực cường đại, cũng là không thể nghi ngờ. Thấy Tiêu Phàm như thế chắc chắn, Âu Dương Minh Nguyệt cũng liền không tại nhiều hỏi, mà lại Phổ Hoa chân nhân liền ở một bên. Nhà mình hai vợ chồng vốn là như vậy nói liên miên lải nhải, tại lễ tiết không hợp. Lập tức Tiêu Phàm vì Âu Dương Minh Nguyệt cùng Phổ Hoa chân nhân bắt mạch, vì bọn họ điều chỉnh đan dược chữa thương. Thân là y thánh, các loại đan dược linh dược cái gì cần có đều có. Vì Thiên Tuyệt Thần Ni bắt mạch về sau, Tiêu Phàm song mi lại có chút nhau. Thiên Tuyệt Thần Ni rất ôn hòa nhìn qua hắn, cũng không mở miệng hỏi thăm, chốc lát, Tiêu Phàm nhẹ nói, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, tiền bối thương thế không nhẹ. Mặc dù tiền bối tu vi tinh thâm, muốn phục hồi nguyên như cũ, cũng có chút không dễ. Nhất là tại cái này mê cốc trong rừng, càng không phải là chữa thương chỗ. Mê cốc lâm linh khí cố nhiên 10 điểm dư giả, mê hồn chi lực quá mạnh, thời thời khắc khắc đều muốn phân thần đi ứng đối, đối chữa thương tiến độ tự nhiên đại đại có chướng ngại. Thiên Tuyệt Thần Ni khẽ vuốt cằm, hay là không nói lời nào. Nàng biết Tiêu Phàm nhất định còn sẽ có đoạn dưới. Quả nhiên, Tiêu Phàm nói tiếp, thẳng nếu tiền bối kính xin. Vãn bối đề nghị chúng ta đổi chỗ khác tĩnh dưỡng. Đi hướng nơi nào, Thiên Tuyệt Thần Ni rốt cục mở miệng, nói bốn chữ. Tây Mạc Biển Cả, Phổ Hoa chân nhân giật nảy mình, nói Tây Mạc Biển Cả. Tiêu chân nhân chẳng lẽ ăn nói lung tung a? Dưới mắt bọn hắn thế nhưng là tại Đông Phương Thất Long Biển, Nam Châu Đại Lục nhất đầu Đông Biển Cả, mà Tây Mạc Biển Cả thì tại Nam Châu Đại Lục phía cực Tây, lưỡng địa cách xa nhau, đâu chỉ ngàn tỷ bên trong xa. Coi như trên đường đi lợi dụng truyền tống trận. Một khắc không ngừng phi đột, từ nơi này tiến về Tây Mạc Biển Cả, cũng được số năm khoảng chừng.
lúc trước bọn hắn tiến về Tây Phương Phục Ma Chùa Khổng Tước Am mời Thiên Tuyệt Thần đi viện thủ, lại đuổi tới Mê Cốc Đảo, một đường ngựa không dừng vó, cũng hao phí mấy năm lâu. Vâng, Tây Mạc Biển Cả Không Linh Đảo, chính là toàn bộ Tây Mạc Biển Cả linh nhãn sở tại địa, linh khí cực kỳ dư giả, đối với chúng ta chữa thương rất có ích lợi. Không Linh Đảo, Phổ Hoa Chân Nhân lại kinh ngạc thêm một lần. Thái Ất Môn mặc dù tại Nam Châu Đại Lục Đông Nam Bộ, nhưng đối Không Linh Đảo nhưng cũng có nghe thấy, biết kia là Tây Mạc Biển Cả vòng cấm. Làm sao tại Tiêu Phàm trong miệng, lại biến thành tu luyện thánh địa. Bất quá Phổ Hoa Chân Nhân cũng không có như vậy chất vấn, đã Tiêu Phàm nói như vậy, lấy thân phận địa vị của hắn, quyết không đến ăn nói lung tung. Thế nhưng là Tiêu Đạo Hữu, lần này đi Tây Mạc Biển Cả, đường xá thực tế quá mức xa xôi. Không bằng trước hướng ta Thái Ất Môn làm khách, linh khí dư giả chi địa, Thái Ất Môn cũng là có. Phục Ma Chùa, Vô Cực Môn, Thái Ất Môn, tương đối mà nói, hay là Thái Ất Môn cách nơi này gần nhất. Làm chính đạo 10 đại tông môn một trong, Thái Ất Môn linh nhãn chi địa, tuyệt không tại cái khác siêu cấp tông môn phía dưới. Tiêu Phàm cười cười, nói chân nhân, cách nơi này cách đó không xa, có một đầu đáy biển không gian thông đạo, có thể thẳng tới Tây Mạc Biển Cả. Nam Châu Đại Lục tất cả biển cả, đáy biển đều có không gian thông đạo tương liên. Chỉ bất quá có chút không gian thông đạo, lâu năm thiếu tu sửa, bình thường tu sĩ cấp cao chưa hẳn dám dùng. Chương 1469, Phúc Duyên Thâm Hậu. Có loại sự tình này, Phổ Hoa Chân Nhân hai mắt trợn lên, khó có thể tin. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng biển cả chỗ sâu cuối cùng vẫn là thuộc về hải tộc địa bàn, bình thường nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ sẽ không thái quá xâm nhập viễn dương biển cả. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói, không có những cái kia đáy biển thông đạo, những năm này ta chỉ sợ kiên trì không xuống, sớm đã bị kia lão ma đầu bắt đi. Phổ Hoa Chân Nhân liền có chút cảm khái. Trước mắt vị này Vô Cực Môn trưởng giáo tuổi tác tuy nhỏ, kinh lịch sự tình lại thực tế không ít. Từ xưa đến nay, khi chức trách lớn người tất có lớn gặp trắc trở. Tốt, vậy chúng ta liền đi Không Linh Đảo. Thiên Tuyệt Thần Ni lập tức làm quyết định. Nhìn ra được, Thiên Tuyệt Thần Ni là loại kia cực kỳ cương nghị tính cách, tùy tiện không mở miệng, một khi làm quyết định, tùy tiện cũng sẽ không thay đổi. Mời ba vị đợi chút, ta muốn xâm nhập biển lửa một chuyến. Âu Dương Minh Nguyệt song mi có chút sơ lên, mang theo trưng cầu chi ý. Cái này dưới đất biển lửa đã sớm bị Thiên Bằng Chi Cung xé rách, Tiêu Phàm lại vì sao muốn lần nữa xâm nhập biển lửa. Tiêu Phàm thấp giọng nói, Thiên Thiên tìm được, ngay tại trong biển lửa, đã là hỏa linh thân thể. À, hiển nhưng đáp án này để Âu Dương Minh Nguyệt có chút ý không ngờ được. Cùng Tiêu Phàm hợp thể song tu về sau, đối với mình lúc trước hết thảy kinh lịch, Tiêu Phàm cũng chưa giấu giếm, có quan hệ trên địa cầu Vô Cực Môn bảng chi truyền thừa cùng mấy vị hồng nhan chi kỷ, đều từ đầu chí cuối nói cho Âu Dương Minh Nguyệt. Tân Lâm, Trần Dương, Cơ Khinh Sa đều tại, chung quy là không thể gạt được Âu Dương Minh Nguyệt, cùng nó đến lúc đó lại nổi sóng, không bằng tự hành cung khai. Âu Dương Minh Nguyệt cũng chưa bởi vậy dấm biển hưng sóng. Tu vi đến nàng dạng này cảnh giới, nó lòng dạ cách cục, há có thể cùng phàm tục nữ tử. Chỉ là Âu Dương Minh Nguyệt rốt cuộc không nghĩ tới, Tiêu Phàm sẽ ở đây tìm tới Uyển Thiên Thiên. Tiêu Phàm bắt lấy nàng trơn mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng một nắm. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền là hướng bổn địa trung ương cái kia đen xì lỗ thủng lớn bay đi. Bởi vì là không gian xé rách, toàn bộ hồ dung nham đã không tồn tại, mấy ngàn trượng dòng nham thác nước cũng biến mất không còn tăm tích, nhưng ở cái này đen xì lỗ thủng lớn chỗ sâu, vẫn như cũ có thể thấy được hỏa hồng dòng nham không ngừng lăn lộn. Không gian chi lực vẫn chưa đem xuống biển lửa đưa đến địa phương khác đi. Đen xì lỗ thủng lớn sâu đạt vạn trượng, Tiêu Phàm rất nhanh liền đến xuống đất biển lửa trên không. Tính Tính huyền phù ở nơi đó. Sau một lát, hoắc xùy, một tiếng, biếu nhi đầu lâu to lớn từ dòng nham bên trong sông ra, nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức vui vẻ kêu to một tiếng, đầu to bên trên, Thiên Thiên hồng y chân trần. Thanh tú động lòng người đứng vững. Lúc trước trận đại chiến kia, Thiên Thiên từ đầu đến cuối đều là người đứng xem, Tiêu Phàm nghiêm cấm nàng tham chiến. Mặc dù tu vi của nàng cảnh giới không kém ai loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cùng thiên ma đạo tổ đối đầu, thực tế quá mức nguy hiểm. Ngay cả Phổ Hoa Chân Nhân, Âu Dương Minh Nguyệt dạng này ngộ linh kỳ tu sĩ, đều là giao thủ mấy hiệp liền là bản thân bị trọng thương, nếu không phải Tiêu Phàm kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Lấy Uyển Thiên Thiên hỏa linh thân thể, cuối cùng thiên bằng chi lực, nhưng lại chưa đối nàng tạo thành bao lớn tổn thương. Trên lý luận, chỉ cần biển lửa bất diệt, Uyển Thiên Thiên chính là bất tử thân. Đương nhiên, chân chính đại năng giả có thể trực tiếp diệt sát thần hồn của nàng,
đây cũng là Tiêu Phàm nghiêm cấm Uyển Thiên Thiên tham chiến nguyên nhân căn bản. Luận công lực tu vi, luận thủ đoạn thần thông, Uyển Thiên Thiên chỉ sợ còn mạnh hơn qua bình thường nhân loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng thần hồn chi lực lại là kém xa tít tắp. Dù sao những năm này, nàng là lấy hỏa linh thân thể tồn tại. Tại Thiên Ma đạo tổ trước mặt, Uyển Thiên Thiên liền như là như trẻ con yếu ớt. Vừa thấy được Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên liền tiến lên bắt hắn lại tay, trắng bóc chân mềm nhẹ nhàng giẫm một cái, đại phát hờn dỗi, bĩu môi oán giận nói, ngươi làm sao mới đến? Ta ở đây đều gấp chết rồi, cái này không tới rồi sao? Tiêu Phàm vuốt vuốt đầu của nàng, vừa cười vừa nói, tràn đầy yêu chiều chi sắc. Thật giống như năm đó, hắn vì Thiên Thiên chữa thương về sau động tác, không khác nhau chút nào. Cái kia lão ma đầu, triệt để diệt sát đi, dù sao ta ở đây là không có cảm ứng được khí tức của hắn. Uyển Thiên Thiên liền nở nụ cười xinh đẹp, trở nên bắt đầu vui vẻ. Triệt để diệt sát, Tiêu Phàm gật đầu, rất khẳng định nói. Thiên Thiên, chúng ta muốn đi. Đi, đi đâu à? Uyển Thiên Thiên lấy làm kinh hãi, kêu lên. Về nhà, ta đã nói với ngươi, Già Nhi, Lụa Mỏng, Trần Dương các nàng đều ở đây. Nơi này mặc dù cũng là rất địa phương tốt, mê hồn chi lực quá mức cường đại, ta mấy vị bằng hữu kia thụ thương không nhẹ, ở đây bất lợi cho bọn hắn chữa thương khôi phục, phải tìm càng nơi thích hợp mới được. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn lại cùng ngươi tách ra. Uyển Thiên Thiên lập tức liền gấp, miết miệng, rất không cao hứng kêu lên. Tiêu Phàm liền cười, sờ sờ nàng xinh xắn khuôn mặt nhỏ, nói, nhà đầu ngốc, ta cũng không nói muốn cùng ngươi tách ra à. Thế nhưng là ta hiện tại là hỏa linh thân thể, rời đi biển lửa liền không chiếm được hỏa linh lực tầm bổ. Thật đáng ghét, không biết lúc nào mới có thể tìm về nhục thân. Uyển Thiên Thiên nói, càng thêm không vui. Tại nàng nghĩ đến, đương nhiên vẫn là trước kia tốt. Chữa thương thời điểm, có thể dính tại Tiêu Phàm trong ngực, da thịt ra mắt. Bây giờ biến thành hỏa linh thân thể, hữu hình vô thể, mặc dù Tiêu Phàm có thể cảm ứng được nàng tồn tại, lại không có cách nào thật vuốt ve nàng. Tiêu Phàm nói, yên tâm, chờ ngươi tinh viêm quyết đột phá đến đệ tứ trọng, ngươi liền có thể rời đi biển lửa tự do hành động. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp, ai, ta không đoạt xá à, đoạt xá là thân thể người khác, xấu chết rồi, ta mới không muốn đâu. Tiêu Phàm một lời chưa tất, Uyển Thiên Thiên liền kêu la. Nói đến xinh đẹp kiều mị, vư vật vô song, thật đúng là không có mấy cái có thể thắng được Uyển Thiên Thiên. Tiêu Phàm liền sờ sờ nàng thẳng sống mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, không đoạt xá. Đến đệ tứ trọng cảnh giới, chúng ta liền có thể chậm rãi ngưng tụ nhục thân. Trên thế giới này, kỳ chân dị bảo còn nhiều, tổng có biện pháp. Trên lý luận, tinh viêm quyết đột phá đến đệ tứ trọng, đã cùng nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ cảnh giới tương đương. Mà Uyển Thiên Thiên là hỏa linh thân thể, thọ nguyên cơ hồ là vô hạn, chỉ cần ở giữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sớm muộn có một ngày, nàng có thể đột phá đến đệ tứ trọng, đặt chân ngộ linh kỳ. Thật, ngươi không gạt người, Uyển Thiên Thiên trong mắt to lập tức thần thái tỏa sáng. Đương nhiên không gạt người, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bên kia cũng có biển lửa sao? Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, địa hỏa chi lực, các nơi đều có. Bất quá nơi này là ngươi trốn cũ. Người quen thuộc nhất hoàn cảnh nơi này, tại cái này tu luyện hiệu quả sẽ là tốt nhất. Cho nên, chúng ta muốn đem chỗ này toàn bộ dọn đi. À, Uyển Thiên Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nhảy cẫng hoan hô. Đúng, chúng ta dùng hỏa diễm sơn. Nói đến, Uyển Thiên Thiên đầu cũng không phải bình thường xoay chuyển nhanh. Đúng rồi, Tiêu Phàm cười gật đầu, ống tay áo lắp một cái, đỏ tươi ba chân nguyên đỉnh bắn ra. Ở giữa không trung xoay chậm chậm, ba chân nguyên đỉnh phía trên. Cắm ngược lấy mũi nhọn hẹp dài viêm linh chi nhật, liệt diễm bốc hơi, phù văn chấp loạn, một đầu hỏa long quấn quanh ở mũi nhọn phía trên, thượng hạ du đi. Thiên Thiên, Bỉu Nhi, cùng một chỗ cách làm, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi xuống, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển. Từng đạo pháp quyết đánh vào đến ba chân nguyên trong đỉnh, đại đỉnh xoay tròn bắt đầu gia tăng tốc độ. Uyển Thiên Thiên thấy thế, cũng tại đại đỉnh một bên khác khoanh chân ngồi xuống, bấm quyết cách làm. Bỉu Nhi nghiêng đầu một cái, mở ra miệng rộng, bỗng nhiên phun ra một cỗ nóng bỏng rong nham. Đánh vào đại đỉnh đỉnh trên khuôn mặt, dần dần, ba chân nguyên đỉnh xoay chuyển càng lúc càng nhanh, một tiếng long ngâm phóng lên tận trời, viêm linh chi nhận hóa thành một đầu to lớn hỏa long. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mở ra miệng rộng, đối lăn lộn sôi trào rong nham, toàn lực hấp thụ, khoảnh khắc ngay tại miệng rồng chỗ hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Từng tia từng sợi hỏa viêm tinh hoa, tranh nhau chen lấn hướng hỏa long miệng rộng vọt tới. Ba chân nguyên đỉnh muốn dẫn đi,
là nơi này hội tụ hỏa viêm tinh hoa, mà không phải dung nham. Chỉ bất quá nơi đây xuống biển lửa, liên lụy thực tế thái nghiễm, cho dù ba chân nguyên đỉnh là phỏng chế, càn khôn đỉnh, không gian bảo vật, trong lúc nhất thời, lại nơi nào có thể đem hỏa viêm tinh hoa hấp thụ sạch sẽ. Thời gian một ngày trôi qua, ba chân nguyên đỉnh phía dưới, vẫn như cũ là dung nham lăn lộn, liệt diễm bốc hơi, nhưng dung nham nhiệt độ, cũng đã hạ thấp rất nhiều, bốn phía vách đá sớm đã biến thành màu nâu đen, lại không là lúc trước màu đỏ tươi. Theo hỏa viêm tinh hoa bị đại lượng hút đi, toàn bộ xuống biển lửa đều tại tiếp tục hạ nhiệt độ. Lại là một tháng trôi qua, ba chân nguyên đỉnh phía dưới dung nham, cũng đã biến thành màu nâu đen, bắt đầu làm cho cứng, bất quá tại cái này làm cho cứng màu nâu đen nham thạch tầng ngoài bên trên, giải lấy từng đầu khe nứt to lớn, nứt trong khe, vẫn có thể nhìn thấy không ngừng lăn lộn nổi lên màu đỏ dung nham. Bất quá, hỏa long hấp thu hỏa viêm tinh hoa, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trên mặt đất, Âu Dương Minh Nguyệt, Phổ Hoa Chân Nhân, Thiên Tuyệt Thần Ni vẫn giống như trước kia, riêng phần mình ở một gốc cao lớn mê cốc thụ đỉnh, khoanh chân ngồi ngay ngắn, tĩnh dưỡng chữa thương. Bỗng nhiên, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu dao động, phảng phất địa chấn, mênh mông vô bờ màu đen lửa hồ bồn địa không ngừng run rẩy, phát ra ầm ầm sấm rền cũng như tiếng oanh minh. Đại công cáo thành rồi. Phổ Hoa Chân Nhân mở to mắt, vừa cười vừa nói. Bọn hắn mặc dù một mực dừng lại trên mặt đất đồng hồ, nhưng nơi đây nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, tất nhiên là sớm đã có phát giác. Trong lúc đó Âu Dương Minh Nguyệt lấy thần niệm cùng Tiêu Phàm câu thông qua, Tiêu Phàm nói cho nàng ngay tại thu lấy nơi đây địa hỏa tinh hoa, ba người liền kiên nhẫn chờ đợi. Lửa hồ bồn địa trung ương cái kia đen xì lỗ lớn, lập tức bắt đầu sụp đổ, khối lớn nham thạch, cuồn cuộn mà hạ. Ngay tại hang sắp hoàn toàn sụp đổ nháy mắt, một nói bóng người màu trắng cùng một đạo đỏ tươi bóng người, từ trong nham động bắn ra, chính là Tiêu Phàm cùng Uyển Thiên Thiên. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, nhìn từ trên xuống dưới Uyển Thiên Thiên, mỉm cười nói, Thiên Thiên. Đã sớm nghe Tiêu Phàm nhắc qua cái này xảo trá tai quái tiểu muội muội, bây giờ gặp một lần, tuy là hỏa linh thân thể, nhưng cũng vũ mị dị thường, có thể xưng tuyệt đại vưu vật. Vô cực môn Tiêu trưởng giáo, tướng nữ nhân ánh mắt, coi là thật không kém. Nguyệt tỷ tỷ, người tốt. Uyển Thiên Thiên vừa thấy được Âu Dương Minh Nguyệt, cũng là lòng tràn đầy kinh diễm, vội vàng có chút xoay người, kiều thanh vấn an. Đối vị này danh chấn thiên hạ Âu Dương đại trưởng lão, Uyển Thiên Thiên cũng là nghe tiếng đã lâu, bây giờ nhìn thấy, chỉ có so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm kiều diễm vô song. Lập tức Tiêu Phàm lại cho Uyển Thiên Thiên dẫn giới Phổ Hoa Chân Nhân cùng Thiên Tuyệt Thần Ni. Thiên Tuyệt Thần Ni quan sát tỉ mỉ Thiên Thiên vài lần, mỉm cười nói, Thiên Thiên cô nương, người phúc duyên thâm hậu, tương lai thành tựu, không thể hạn lượng. Vị tiền bối này thần ni vẫn luôn là trầm mặc ít nói, bây giờ thế mà đối Uyển Thiên Thiên nói ra như thế một phen đến, đủ thấy Uyển Thiên Thiên phúc duyên quả thực thâm hậu. Đều nhờ tiền bối quý nói, Uyển Thiên Thiên liên tục không ngừng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Chương 1470, lớn dạ xoa nước. Nam Dương biển cả, dạ xoa nước, Nam Châu đại lục tứ phía toàn biển, Bắc Minh biển cả, Tây Mạc biển cả, Đông Phương Thất Long biển, phương Nam thì là Nam Dương biển cả, biệt xưng dạ xoa biển. Tương đối mà nói, Nam Dương biển cả là tứ đại dương bên trong, thanh danh vang dội nhất, cũng nhất đặc biệt lớn biển. Bởi vì tại Nam Dương biển cả, rất ít gặp đến cái khác tam đại dương thường gặp động vật biển thợ săn. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Nam Dương biển cả, nhân loại tu sĩ đi săn động vật biển, là phạm pháp. Làm trái dạ xoa quốc chủ Thiên Thọ Vương cùng Nam Cương 12 đại tông môn ước định. Lớn dạ xoa là Nam Dương biển cả cường thịnh nhất hải trung vương tộc. Từ xưa đến nay, tại Nam Châu đại lục viễn dương trong biển rộng, liền sinh hoạt không ít trời sinh thánh linh hậu duệ, tỷ như Kim Giao Vương, Quỳ Thủy Mặc Kỳ Lân, Võng Tượng, Ly Giao, Toan Nghê cùng các loại. Lớn dạ xoa tại trời sinh thánh linh bên trong, xếp hạng cũng không gần phía trước, kém xa Chân Long, Kỳ Lân, Toan Nghê các loại, kia cũng là trời sinh thánh linh bên trong cực mạnh người. Nhưng ở Nam Dương biển cả là một ngoại lệ, thanh danh vang nhất, thực lực mạnh nhất, tộc người nhiều nhất hải trung vương tộc, không phải là Giao Long cũng không phải Kỳ Lân, càng không phải là Võng Tượng Toan Nghê, mà là dạ xoa. Đến mức toàn bộ Nam Dương biển cả đều được xưng là dạ xoa biển. Nhiều năm trước kia, Nam Dương biển cả cũng cùng cái khác viễn dương biển cả đồng dạng, động vật biển thợ săn hoành hành, nhân loại tu sĩ cùng hải tộc ở giữa nhau nhau tàn sát, máu tươi sóng dữ. Vô số hải tộc cùng nhân loại tu sĩ vẫn lạc tại loại này tương hỗ cướp đoạt tàn sát bên trong. Về sau lớn dạ xoa tộc tại Nam Dương biển cả dần dần quật khởi, trở thành Nam Dương biển cả có thực lực nhất trời sinh thánh linh hậu duệ,
Tại Nam Dương biển cả một vùng thành lập 10 điểm vững chắc thống trị, hải tộc nhao nhao chắp tay xưng thần, cái này một mảng lớn bị Dạ Xoa tộc thống lĩnh hải vực, được xưng là Lớn Dạ Xoa nước. 10.000 năm trước, Lớn Dạ Xoa nước quốc chủ Thiên Thọ Vương cùng Kim Cương Môn cùng Nam Cương Đại Lục siêu cấp tông môn một phái chi tôn ước định. Ngưng chiến giảng hòa, từ nay về sau, nhân loại tu sĩ không được tàn sát động vật biển cũng không thể tàn phá nhân loại thành trì. Để bảo đảm cái này, hòa bình hiệp nghị có thể có được chấp hành, Lớn Dạ Xoa Vương đem vương cung từ dưới biển sâu rời ra, định đô Thiên Thọ đảo, tại Thiên Thọ ở trên đảo kiến tạo Thiên Thọ cung. Tự mình tỏa chấn, phân phái thủ hạ tinh binh cường tướng, tứ xuất tuần tra, phàm là có không chấp hành hiệp nghị, len lén tiến vào trong biển rộng đi săn động vật biển nhân loại tu sĩ, một khi phát hiện, lập tức đánh chết. Mà đồng dạng không nghe hiệu lệnh, tự tiện hướng nhân tộc thành trì cùng tụ cư hòn đảo phát động công kích động vật biển. Một khi phát hiện, cũng là lập tức đánh chết. Cùng lúc đó, Kim Cương Môn cùng Nam Cương Đại Lục siêu cấp tông môn cũng phái ra đội tuần tra, cùng một chỗ giữ gìn Nam Dương biển cả hòa bình trật tự. Trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cục làm cho cái này hòa bình hiệp nghị đạt được rất tốt chấp hành. Động vật biển cùng nhân loại tu sĩ tàn sát lẫn nhau dần dần tuyệt tích. Không qua mọi người đều rất rõ ràng, muốn triệt để cấm chỉ tương hỗ tàn sát hành vi, khai thông mậu dịch hỗ thị, liền trở nên 10 điểm tất yếu. Nhân loại tu sĩ chi cho nên sẽ có, động vật biển thợ săn cái nghề này. Chính yếu nhất liền là nhân loại tu sĩ cần động vật biển vật liệu luyện đan luyện dược luyện khí, tăng cao tu vi. Cường hóa thần thông, nếu như không có cách khác có thể thu hoạch được những tài liệu này, cái này hòa bình hiệp nghị sớm muộn sẽ chấp hành không đi xuống, lại biến thành rỗng tuếch. Vì vậy, Thiên Thọ Vương tại Nam Dương biển cả vạch ra 8 tòa đảo. Thành lập phường thị, cùng nhân loại tu sĩ giao dịch động vật biển vật liệu. Hải tộc có hải tộc đặc tính, có đôi khi, nghĩ muốn lấy được một loại nào đó động vật biển vật liệu, cũng không nhất định muốn đem động vật biển giết chết, hoàn toàn có thể dùng hòa bình phương thức thu hoạch. Tỷ như một chút động vật biển tinh huyết, đối nhân loại tu sĩ có đặc biệt trọng yếu tác dụng, chỉ muốn nhân loại tu sĩ chịu bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có động vật biển nguyện ý bán ra tinh huyết của mình. Chính là theo như nhu cầu, vẹn toàn đôi bên, dù sao tinh huyết là có thể tái sinh, còn có một số cái khác vật liệu, cũng giống như thế. Trong đó lớn nhất phường thị, liền xây ở Thiên Thọ Đảo. Thiên Thọ Đảo cách Nam Cương Đại Lục rất gần, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nếu như tốc độ cao nhất phi đột, một năm không đến, liền có thể từ Nam Cương Đại Lục đến Thiên Thọ Đảo. Đương nhiên, về phần phải chăng có người nguyện ý dạng này tốc độ cao nhất phi đột, kia liền không nói được. Thiên Thọ Đảo cùng Nam Cương Đại Lục duyên hải rất nhiều thành lớn ở giữa, đều có siêu cấp truyền tống trận tương liên, cùng cái khác 7 tòa phường thị chỗ hòn đảo, đồng dạng có truyền tống trận tương liên. Dù coi như là một chút quy mô so sánh tiểu nhân thành trì, cũng có xây hành trình ngắn truyền tống trận, có thể trải qua mấy lần truyền tống về sau, đến cách Thiên Thọ Đảo gần nhất bên ngoài hòn đảo. Tóm lại giao thông phi thường tiện lợi. Vạn năm qua, Thiên Thọ Đảo sớm đã phát triển thành Nam Dương biển cả lớn nhất thành trì, đồng thời cũng là lớn nhất phường thị. Không chỉ ở đây giao dịch động vật biển vật liệu, cơ hồ bất kỳ vật gì, ở đây trong phường thị đều có thể tìm tới, đan dược, pháp bảo, binh khí. Vật liệu cùng các loại, cái gì cần có đều có. Thậm chí Nam Cương Đại Lục thành lớn, cũng vô pháp cùng trời Thọ Đảo đánh đồng. Kim Cương Môn cùng Nam Cương Đại Lục siêu cấp tông môn, nhao nhao tại Thiên Thọ ở trên đảo xây phân đà, cắt cử tông môn tướng tài đắc lực, tỏa chấn Thiên Thọ Đảo. Trước hết nhất là vì bảo hộ hòa bình hiệp nghị đạt được triệt để chấp hành, về sau chính là vì tông môn lợi ích. Khổng lồ như vậy phường thị, khổng lồ như vậy lượng giao dịch, vô luận đối cái kia cái tông môn đến nói. Đều là một khối mập có phải hay không thịt mỡ, há có thể không đếm xỉa đến, không kiếm một chén canh. Mà một chút hải tộc bên trong thế lực lớn, cũng đồng dạng tại Thiên Thọ ở trên đảo chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đối đây, Thiên Thọ cung đều là ôm cực kỳ thái độ hoan nghênh. Thiên Thọ đảo phường thì càng hưng thịnh, lớn nhất đã được lợi ích người, khẳng định chính là bọn hắn Thiên Thọ cung. Một ngày này, Thiên Thọ cung răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, toàn bộ Thiên Thọ đảo đều là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Hôm nay là Thiên Thọ Tiết, tại phàm tục thế giới, Thiên Thọ Tiết chính là Hoàng đế sinh nhật. Tại Thiên Thọ Đảo, Thiên Thọ Tiết thì là Thiên Thọ Vương Thọ Đản. Đời thứ nhất Thiên Thọ Vương sớm đã thuận lợi phi thăng lên giới, trời sinh thánh linh nhất định phải phi thăng lên giới mới có thể chân chính trưởng thành. Bây giờ tỏa chấn Thiên Thọ Cung, là đời thứ hai Thiên Thọ Vương. Trời sinh thánh linh hậu duệ thọ nguyên cực kỳ kéo dài, hôm nay, chính là Thiên Thọ Vương cửu thiên tuế thọ đản. Dạng này cả thọ cũng không dễ dàng đụng phải, cho nên mà hôm nay Thiên Thọ Đảo phá lệ chúc mừng, phá lệ náo nhiệt.
mặc dù đại đa số người đều không có tư cách tiến vào Thiên Thọ Cung ở trước mặt là trời thọ vương chúc thọ, lại cũng không xa nghìn dặm đuổi tới Thiên Thọ đảo đến, một là đồ cái may mắn, thứ hai cũng là đến, đuổi cái tập. Cho dù ai cũng biết, dạng này ngày vui bên trong, Thiên Thọ đảo phường thị nhất định sẽ đẩy ra rất nhiều ưu đãi cử động, ngày bình thường một chút thâm tàng bất lộ lão quái vật, cũng sẽ đuổi đến nơi đây. Là trời thọ vương chúc thọ về sau, những lão quái vật này sẽ không vội vã hướng trở về, nhất định sẽ tham gia Thiên Thọ Cung tự mình chủ trì giao dịch hội, nhiều lần cả thọ thọ đản, Thiên Thọ đảo giao dịch hội đều có dị bảo hiện thế, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính là nhặt nhạnh chỗ tốt đào bảo thời cơ tốt, nghiêm cách thuyết, Thiên Thọ đảo cũng không phải là một hòn đảo, mà là 7 tòa đảo, thành bất quy tắc thất tinh hình dạng sắp xếp. Thiên Thọ Cung xây ở chính giữa ở trên đảo, hòn đảo kia mới gọi Thiên Thọ đảo, cái khác 6 tòa đảo, các có danh tự, bất quá tại ngoại giới, nơi này được gọi chung là Thiên Thọ đảo, cũng gọi Thiên Thọ thành. Hoặc là trực tiếp liền gọi Dạ Xoa thành. Thiên Thọ Cung chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, lầu các cung điện kéo dài ngàn dặm, cơ hồ chiếm cứ Thiên Thọ đảo chính trung tâm linh khí nồng nặc nhất tất cả địa mạch linh nhãn. Thiên Thọ Cung chính điện, răng đèn kết hoa, xếp đặt buổi tiệc. Hai nhóm thật dài bàn ngọc, trong chính điện gạt ra, bàn trà phía trên, bày ra chân hào, linh trà rượu ngon chén dạ quang, cực điểm xa hoa. Bàn trà hai bên, phân ngồi nhân tộc cùng hải tộc đại nhân vật. Mà trung ương trên bảo tọa, thì ngồi ngay ngắn một tên thân cao 2 trượng, đầu có 2 sừng, diện mục đen nhánh cự nhân, người khổng lồ này mũi vểnh lên trời, miệng bên trong 2 hàng trắng bóc răng, hình dạng cực kỳ xấu xí. Lại thân mang vương giả bảo phục, đầu đội kim bích huy hoàng vương miện, vô cùng có uy nghiêm. Không hề nghi ngờ, vị này chính là hôm nay Thọ Tinh Công, thống lĩnh Nam Dương biển cả 100 tỷ tỷ thánh linh lớn Dạ Xoa Vương. Thiên Thọ Vương trên thân khí tức thâm bất khả trắc, hiển nhiên sớm đã bước vào trưởng thành lớn Dạ Xoa hàng ngũ, có thể so với nhân loại ngộ linh kỳ lão tổ. Cái gọi là trời sinh thánh linh, chỉ có đời thứ nhất thiên địa sinh ra kia một đầu mới có thể xưng là trời sinh thánh linh, sau đó bọn hắn hậu đại. Cho dù là 2 đầu trời sinh thánh linh giao phối sở sinh, huyết mạch lại thuần khiết, cũng không thể xưng là trời sinh thánh linh, chỉ có thể là thánh linh hậu duệ. Đương nhiên, huyết mạch càng thuần khiết, thể bên trong ẩn chứa thánh linh chân huyết càng nhiều, thần thông liền càng mạnh. Trong truyền thuyết, một chút thánh linh đời thứ 2 hậu duệ, thần thông mạnh, mảy may cũng không thua gì trời sinh thánh linh, thậm chí còn hơn. Đời thứ nhất lớn Dạ Xoa đản sinh tại mấy trăm ngàn năm trước đó, sớm đã phi thăng lên giới. Thành là chân chính trời sinh thánh linh, bây giờ lưu tại Nam Châu Đại Lục, đều là hậu duệ của hắn. Những này hậu duệ sau trưởng thành, đều có được không kém ai loại ngộ linh kỳ tu sĩ đại thần thông. Tương đối mà nói, cùng giai nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ, hơn phân nửa không phải trưởng thành thánh linh hậu duệ đối thủ. Vị này Thiên Thọ Vương đã sống cửu thiên tuế, xa so với nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ trường thọ, dù coi như tại trời sinh thánh linh hậu duệ bên trong, cũng có thể xưng người lớn tuổi, thần thông mạnh. Không cần phải nhiều lời. Ngồi tại tay trái vị thứ nhất, thì là một tên người mặc áo tăng màu vàng, mãn kiểm cầu nhiêm, thần thái cực kỳ uy mãnh trung niên hòa thượng, ước chừng 40 khen người. Hòa thượng này khí tức, cùng ở thủ tọa Thiên Thọ Vương đồng dạng, thâm bất khả trắc, vậy mà cũng là một tên ngộ linh kỳ đại cao thủ. Từ hắn ở số ghế đến xem, không hề nghi ngờ, là một đám trúc thọ người bên trong thân phận địa vị kẻ cao nhất. Cùng tên này uy mãnh hòa thượng ngồi đối diện nhau, thì là một tên đồng dạng thần thái uy mãnh hải tộc cao nhân, màu da thuần kim, đầu có 2 sừng, 2 mắt đột xuất, trần trụi bên ngoài làn da, thậm chí ngay cả râu dài dưới hàm đều là vàng óng ánh nhan sắc, nghiễm nhiên là một đầu trưởng thành kim giao. Kim giao vương chính là công nhận hải trung vương tộc, mặc dù tại Nam Dương biển cả là Dạ Xoa tộc thực lực mạnh nhất, lại không có nghĩa là cái khác hải tộc liền không có cường giả. Đầu này trưởng thành kim giao có thể đến đây Thiên Thọ Cung vì Dạ Xoa vương chúc thọ. Đủ thấy giữa 2 người, giao tình phi phàm. Đại điện bên trong, trừ 3 vị này ngộ linh kỳ cao nhân, còn có mấy vị khí tức, vậy mà cũng không tại bọn hắn dưới 3 người, từng cái khí định thần nhàn, nhìn quanh sinh uy, không thể nghi ngờ cũng là uy chấn một phương ngộ linh kỳ đại năng. Nhân tộc hải tộc đều có, Thiên Thọ Vương cửu thiên tuế đại thọ, những cao nhân này tự nhiên đều muốn hiện thân. Trừ cái đó ra, 2 hàng bàn trà ngồi bên cạnh, đều là cao giai nguyên anh tu sĩ. Trong đại điện ăn uống linh đình, mỹ lệ nữ tu hát hay múa giỏi, vô cùng náo nhiệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1471, nói thủy tổ đến. Thiên Thọ đạo hữu, loạn đá ngầm san hô biển ma nhân, đều rút đi đi. Trung niên tăng nhân thả ra trong tay tinh xảo chén dạ quang, vuốt vuốt dưới hàm râu quai nón, cao giọng hỏi.
Loạn đá ngầm san hô biển tại Thiên Thọ thành phía nam, nơi đó có một đầu đáy biển không gian thông đạo, thất dạ giới ma quân, đã từng từ nơi đó liên tục không ngừng trào ra, hướng lên trời Thọ thành phát động tiến công. Bất quá, từ khi ma quân tại Bắc Ninh bán đảo cùng Nguyên Linh thành dưới đại bại thua thiệt, loạn đá ngầm san hô biển ma quân liền đình chỉ tiến công. Thiên Thọ Vương cười ha ha một tiếng, nói, đều rút đi, trước đó vài ngày, các huynh đệ hồi báo, loạn đá ngầm san hô biển ma nhân toàn đều không thấy bóng dáng, một tên cũng không để lại, đi được sạch sẽ. Hừ, đều là chút nhát gan trộm cướp, trung niên tăng nhân hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Ngồi đối diện hắn Kim Giao cười cười, nói, đại sư còn không giết đến đã nghiền a. Trung niên tăng nhân khinh thường nói, bất quá là ma nhân tiểu phân đội mà thôi, sớm đã bị Thiên Thọ cung đạo hữu nhóm thu thập phải thất linh bát lạc, còn có thể lưu lại mấy cái cho ta luyện tập. Thiên Thọ Vương Tiếu nói, ma nhân tại Bắc Minh đại địa ngay cả bị đánh bại, tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, cũng nên chuẩn bị trở về quê quán. Đại sư nghĩ muốn tìm người luyện tập, chỉ sợ không dễ dàng. Nghiễm pháp đại sư quả nhiên là ghét ác như cửu a. Chính là, đường đường kim cương môn giáo tổ, vậy mà tự thân lên trận, diệt sát ma nhân, quả nhiên là chúng ta chính đạo mẫu mực. Trong bữa tiệc lập tức vang lên một mảnh khen ngợi thanh âm. Cực kỳ cá biệt không biết được hòa thượng kia quý khách không khỏi giật nảy cả mình, mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ cái mới nhìn qua này thô hào vô so mãng hòa thượng, vậy mà là kim cương môn giáo tổ Nghiễm pháp đại sư. Kim cương môn thế nhưng là danh xưng Nam Châu đại lục chính đạo 10 đại tông môn một trong, tại mọi người trong suy nghĩ, dạng này siêu cấp tông môn một phái chi tôn, cho tới bây giờ đều là uy nghiêm nặng nề, trầm ổn hơn người. Chưa từng nghĩ đến, sẽ là dâu quai nón hòa thượng như vậy tên lỗ mãng. Bất quá người này chiếm giữ quý khách thủ tịch, gọi thẳng Thiên Thọ Vương vì Thiên Thọ đạo hữu, khắp nơi đều cho thấy hắn thân phận tôn quý. Xem ra trận này giao diện đại chiến, trên cơ bản là đánh xong, thất dạ giới không gì hơn cái này. Đối mọi người khen ngợi, Nghiễm pháp đại sư nhẹ nhàng thụ rơi, vuốt vuốt râu quai nón, nói. Thế nhưng là ta nghe nói, mấy năm trước, Hắc Thủy Tông Hắc Thủy lão tổ tại tấn công Thọ núi đảo lúc vậy mà vẫn lạc, Hắc Thủy đạo hữu thế nhưng là người ta cường giả. Ngồi tại Nghiễm pháp đại sư dưới tay một cô gái trung niên, lại nhíu mày nói. Rất có thần sắc lo lắng, tên này trung niên nữ tử châm mận váy vải, cách ăn mặc cực kỳ mộc mạc, tướng mạo cũng hào không xuất chúng, bình thường tới cực điểm, như là nhà bên đại thẩm. Bất quá mặc cho ai cũng không dám xem thường nàng, không thấy được nàng gần sát Nghiễm pháp đại sư ngồi xuống a. Hắc Thủy lão tổ vẫn lạc đã mấy năm, bất quá Nam Châu đại lục thực tế quá lớn, tin tức này truyền đến Nam Cương chi địa, sớm đã lạc hậu rất nhiều thời gian. Bất quá vẫn như cũ gây nên không ít chấn động. Đúng vậy a, nghe nói đen thủy tiền bối là gặp thất dạ giới cái gì thủy tổ, lực chiến mà chết. Lúc này liền có người tiếp lời nói, ngữ khí sầu lo, nói hưu nói vượn. Cái gì thất dạ giới thủy tổ? Cổ tịch ghi chép, thất dạ giới thủy tổ chính là thất dạ mãng, đản sinh tại mấy trăm ngàn năm trước. Dù coi như là trời sinh thánh linh, lại sao có thể tại dạng này dưới cùng giao diện sinh tồn mấy trăm ngàn năm? Bất quá là thất dạ giới ma nhân giả thần giả quỷ thôi. Nghiễm pháp đại sư lập tức quát lớn, mở miệng chính là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng là một phái chi tôn thân phận, thấy Nghiễm pháp đại sư nổi giận, nhưng cũng không dám phản bác, vâng vâng mà thôi. Đại sư, dù coi như người này không phải thất dạ giới thủy tổ, có thể lấy sức một mình, diệt sát Hắc Thủy đạo hữu và mấy chục vạn môn nhân đệ tử, thần thông chi lớn, cũng thật là kinh người cực kỳ. Kia châm mận váy vải trung niên nữ tử lại cầm ý kiến khác biệt. Đối vị này cùng giai tu sĩ, Nghiễm pháp đại sư vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi, từ sẽ không mở miệng quát lớn, nhưng như cũ rất xem thường nói, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ hắn nghĩ bằng lực lượng một người, cải biến toàn bộ chiến cuộc? Chẳng lẽ không thể a? Đúng lúc này, một thanh âm rất đột ngột vang lên. Ai, cao nhân phương nào, đại giá quang lâm? Cùng lúc đó, lập tức liền có mấy cái thanh âm đồng thời đặt câu hỏi. Nghe được, là xuất từ Thiên Thọ Vương cùng Kim Giao Vương cùng siêu cấp cường giả miệng. Chỉ thấy đại điện bên ngoài, hồng mang lóe lên, một tên toàn thân huyết quang thiếu niên trong chớp nhoáng hiện thân mà ra. Ở đây cái này rất nhiều tu sĩ cấp cao, trong đó không ít hơn 5 tên ngộ linh kỳ trở lên cường giả. Vậy mà ai cũng không có phát hiện, hắn là như thế nào xuất hiện, trước đó, không có chút nào báo hiệu. Người nào, dừng lại, ngay tại đại điện bên ngoài phòng thủ một đám Thiên Thọ cung vệ sĩ, nhao nhao tuôn ra tiến lên, cầm đao rất súng, liền muốn đuổi bắt cái này khách không mời mà đến. Lớn mật, huyết quang thiếu niên sắc mặt trong chớp nhoáng chìm xuống dưới, hừ lạnh một tiếng.
nghe vào mấy tên vệ sĩ trong tai, cái này cũng không thế nào vang dội tiếng hừ, lại như là cuồn cuộn kinh lôi, nháy mắt chi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hạ thủ lưu tình, Thiên Thọ Vương gấp vội kêu lên, Huyết Quang thiếu niên lại bừng tỉnh như không nghe thấy, cổ có chút ngửa mặt lên, cái mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, lập tức mấy đạo nhàn nhạt huyết quang từ đến cùng mấy vệ sĩ thể nội bay thẳng mà ra, trong khoảnh khắc chui vào Huyết Quang thiếu niên trong lỗ mũi không thấy bóng dáng, lại nhìn kia mấy tên vệ sĩ, vậy mà nháy mắt liền biến thành mấy cỗ thây khô, tựa hồ giữa sát na này liền bị hút khô toàn thân tinh huyết, ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát. Lập tức cả điện phải sợ hãi, mọi người từng cái mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận kia mấy cỗ vệ sĩ thây khô, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Lại có người dám đến Thiên Thọ cung đến nháo sự, mà lại là tại Thiên Thọ tiết, ngay trước cái này rất nhiều siêu cấp cao thủ trước mặt, thống hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, cho dù ai đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Các hạ người nào, ta Thiên Thọ cung cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Thiên Thọ Vương giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát. Cái này mấy tên vệ sĩ tu vi mặc dù không cao, lại là Dạ Xoa tộc dòng chính hậu nhân, từng cái mang theo thuần chính lớn Dạ Xoa huyết mạch, Thiên Thọ Vương đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, ai ngờ lại bị người ở ngay trước mặt chính mình tiện tay diệt sát, thậm chí hút khô bọn hắn tinh hồn chân huyết, quả thực khinh người quá đáng. Người này chẳng lẽ điên rồi? Bất kể là ai, dám đối bản thủy tổ vô lễ, chính là như vậy hạ chàng. Huyết Quang thiếu niên cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào nói. Tựa hồ đây hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Thủy tổ, Thiên Thọ Vương lấy làm kinh hãi. Song mi bỗng nhiên giơ lên. Các hạ hẳn là từ thất dạ giới mà đến. Sẽ không như thế xảo a? Vừa mới đàm luận đến trên người người này, bỗng nhiên liền xông ra. Hắc hắc, các ngươi vừa mới chẳng phải đang đàm luận bản nguyên tổ a? Huyết Quang thiếu niên chậm rãi đi tiến vào đại điện bên trong, có chút ngóc lên đầu, đối cả điện tu sĩ cấp cao, nhìn như không thấy. Vô số đạo thần niệm chi lực nhao nhao đảo qua, lại đều như đá ném vào biển rộng, không có nửa điểm tin tức, hoàn toàn cha không dò ra người này tu vi thật sự cảnh giới. Bất quá vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền diệt sát mấy Thiên Thọ cung vệ sĩ, đối mặt cái này rất nhiều siêu cấp cường giả, thần sắc thản nhiên phải như là đi tại nhà mình hậu hoa viên, là đủ chứng minh người này thần thông quảng đại. Tuyệt đối không phải giả vờ ra, thâm bất khả trắc, cơ hồ tất cả mọi người, trong lòng đồng loạt hiện lên dạng này bốn chữ. Ngươi thật sự là thất dạ giới thủy tổ, Nghiễm Pháp đại sư chố mắt quát, thế nào, người cái này tiểu hòa thượng không tin. Huyết Quang thiếu niên liếc Nghiễm Pháp đại sư một chút, khinh thường hỏi ngược lại. Tiểu hòa thượng, tất cả mọi người choáng một chút, đừng bảo là Nghiễm Pháp đại sư sớm đã tiến giai ngộ linh, chấp trưởng kim cương môn nhiều năm. Uy chấn thiên nam mấy trăm năm, chỉ nói năm đó ngưng kết nguyên anh về sau, liền không còn có người dám đối với hắn vô lễ như vậy. Thiên Thọ Vương cùng Kim Giao Vương liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc được sầu lo chi ý. Mặc dù bọn hắn cũng giống vậy cha không dò ra Huyết Quang này thiếu niên sâu cạn. Nhưng thân là Hải Trung Vương tộc, tự nhiên từ Huyết Quang trên người thiếu niên cảm ứng được mãnh liệt hải tộc khí tức. Trong truyền thuyết, thất dạ giới thủy tổ thất dạ mãng chính là hải tộc một viên, mà lại là việc nhân đức không nhường ai Hải Trung Vương tộc. Yêu nghiệt, giả thần giả quỷ, Nghiễm Pháp đại sư giận tím mặt, tay áo lắc một cái. Quang mang lấp lánh bên trong, một thanh thô to nguyệt nha sạn nổi lên. Nghiễm Pháp đại sư duỗi tay ra, đem nguyệt nha sạn nắm trong tay, quát lên một tiếng lớn, liền hướng Huyết Quang thiếu niên đánh tới. Nghiễm Pháp đại sư tính như liệt hỏa, nhưng dung không được người khác ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Huyết Quang thiếu niên song mi có chút một dương, cười lạnh một tiếng, ống tay áo lắp một cái, một đạo sáng tỏ huyết tuyến cuồn cuộn mà ra. Nghênh đón tiếp lấy. Không thể tưởng tượng nổi tình hình phát sinh. Chỉ nghe, xùy, một tiếng vang nhỏ, nhìn như không gì không phá nguyệt nha sạn, bị từ đó mổ thành hai, tơ máu không có nhận đến mảy may trở ngại, tiếp tục cuồn cuộn hướng về phía trước, Nghiễm Pháp đại sư chưa lấy lại tinh thần, lại là, xùy, một tiếng, cao lớn uy mãnh thân thể, cũng từ đó mổ thành hai, máu tươi vẩy ra. Tơ máu dư thế không suy, tiếp tục hướng phía trước, đem Nghiễm Pháp đại sư trước mặt bàn trà. Sau lưng cái ghế thậm chí thô to cột trụ hành lang, đều cắt thành hai nửa. Huyết Quang thiếu niên lúc này mới nhẹ, hừ, một tiếng, đem tơ máu thu về. Tất cả mọi người ngây người, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Không phải đâu, Kim Cương môn Nghiễm Pháp đại sư, cứ như vậy bị giết rồi. Đừng bảo là sức hoàn thủ, ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Lập tức, rầm rầm, một trận loạn hưởng,
cơ hồ tất cả trong điện tu sĩ cấp cao, đều nhao nhao lui về sau đi, nháy mắt liền đưa ra một khối lớn không gian đến, tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều hiện lên lên cùng một cái ý niệm trong đầu, cách nơi này người càng xa càng tốt. Chỉ có Thiên Thọ Vương, Kim Giao Vương, Mộc Mạc trung niên phụ nhân và một tên còm nhom thanh bào lão giả, đứng tại chỗ chưa từng di động, nhưng cũng từng cái lộ ra pháp bảo, che ở trước người, mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc, đều đề cao 12 phân cảnh giác. Nghiễm pháp đại sư bản sự, bọn hắn đều là biết rõ, người này có thể giơ tay ở giữa liền đem nghiễm pháp đại sư chém làm hai mảnh, trên lý luận cũng có thể đem bọn hắn mổ thành hai. Lúc này, từ nghiễm pháp đại sư hai mảnh thi thể bên trong riêng phần mình toát ra một cỗ khói xanh, tại ngoài mấy trượng tụ hợp một chỗ, ngưng tụ ra một đạo nhân hình, người mặc màu vàng tăng bào, mãn kiểm cầu nhiêm, chính là nghiễm pháp đại sư. Bất quá thời khắc này kim cương môn giáo tổ, một cái mặt đen trở nên trắng bệch, rõ ràng mất máu quá nhiều dáng vẻ, trên thân lộ ra linh áp càng là giảm lớn, khí tức yếu gần một nửa còn nhiều. Trừng lớn một đôi mắt, gắt gao tiếp cận huyết quang thiếu niên, ánh mắt phẫn nộ vô so. Cẩn thận người liền có thể nhìn ra được, tại cái này ánh mắt phẫn nộ bên trong, không thể tránh khỏi xen lẫn một tia khó mà che giấu ý sợ hãi. Chương 1472, quét ngang. Huyết quang thiếu niên lại cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào chủ vị Thiên Thọ Vương trên mặt. Thiên Thọ Vương chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ đến cực điểm khí thế đập vào mặt, trong lòng càng là ngưng thần đề phòng, hai tay ôm quyền chắp tay, trầm giọng nói, đạo hữu đường xa mà đến, Thiên Thọ Cung nhưng có cống hiến sức lực chỗ. Nghĩ đến vị này tự xưng thất dạ giới thủy tổ thiếu niên, không phải đặc biệt chạy đến vì hắn chúc thọ. Huyết quang thiếu niên nhẹ gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, rất tốt, bản nguyên tổ hôm nay đến đây, không vì cái gì khác, liền vì từ Thiên Thọ nhục thân xá lợi. Chỉ cần tiểu hữu đem từ Thiên Thọ nhục thân xá lợi giao ra, bản nguyên tổ nhìn tại năm đó giao tình phân thượng, có thể bỏ qua các ngươi dạ xoa nhất tộc, tha các ngươi bất tử. Tiền bối nói đùa sao? Cái gì nhục thân xá lợi? Giờ khắc này, Thiên Thọ Vương chấn kinh quả thực khó mà hình dung, hai mắt trợn thật lớn, mồm miệng thậm chí đều cả lăm. Trong bất chi bất giác, liền đã đổi đối huyết quang thiếu niên xưng hô, từ đạo hữu biến thành tiền bối. Người này nếu thật là thất dạ giới thủy tổ phân thân, dù là Thiên Thọ Vương sống cửu thiên tuế, ở trước mặt hắn, đó cũng là mạnh mẽ tiểu hữu. Huyết quang thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nói tiểu hữu, ngươi thân là dạ xoa tộc đương đại gia chủ, sẽ không ngay cả các ngươi dạ xoa nhất tộc thủy tổ nhục thân xá lợi cũng không biết ha. Những cái kia tuổi tác nhẹ hơn nguyên anh tu sĩ, nghe được hai mặt nhìn nhau, không hiểu thấu. Mấy tên ngộ linh kỳ tu sĩ cùng tư thâm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lại liếc nhau, không tự chủ được lộ ra chấn kinh chi sắc. Từ Thiên Thọ, cùng dạ xoa tộc giao tình thâm hậu người, tự nhiên nghe nói qua cái tên này. 20 mấy vạn năm trước, quả nhiên là uy chấn Nam Dương biển cả, thanh danh vang vọng, không người có thể so. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là đời thứ nhất lớn dạ xoa vương bản danh. Cũng là Nam Dương biển cả gần nhất đản sinh trời sinh thánh linh. Bởi vì niên đại thực tế quá xa xưa, cơ hồ đều không người nhắc qua cái tên này, dù coi như là dạ xoa nhất tộc, nâng lên từ Thiên Thọ lúc, cũng là cung cung kính kính xưng là thủy tổ đại nhân, mà bất danh. Không phải uyên bác chi sĩ, căn bản cũng không biết từ Thiên Thọ là cao nhân phương nào. Thế nhưng là, huyết quang này thiếu niên lại nói cái gì nhục thân xá lợi. Cái này thật là khiến người không hiểu rõ. Cổ tịch ghi chép, từ Thiên Thọ năm đó thế nhưng là thành công phi thăng lên giới, chân chính thành tựu trời sinh thánh linh chi vị. Một vị đã phi thăng tới huyền linh thượng giới trời sinh thánh linh, sao còn sẽ có cái gì nhục thân xá lợi lưu tại hạ giới. Thiên Thọ Vương mặt đen trắng bệch, nhìn kỹ lại, trên trán đã thấm xảy ra chút điểm mồ hôi mịt, lại liền ôm quyền. Nói tiền bối đã cùng bản tộc thủy tổ đại nhân là bạn tri kỷ, từ cũng biết, bản tộc thủy tổ đại nhân sớm đã phi thăng lên giới. Ta đương nhiên biết, không đợi Thiên Thọ Vương nói xong, huyết quang thiếu niên đã không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Ban đầu ở huyền linh thượng giới, từ Thiên Thọ mặc dù là hậu sinh vãn bối. Tổng cũng coi như tương đối hiểu chuyện, đã tất cả mọi người là từ hạ giới phi thăng, bản nguyên tổ đối với hắn từ phải nhốt chiếu một hai. Mọi người tại chỗ không tự chủ được lộ ra nét mặt cổ quái. Nơi này rõ ràng là dưới cùng giao diện, người này lại luôn miệng nói lấy huyền linh thượng giới sự tình. Nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ làm như có thật. Nhất là lấy dạng này khẩu khí đàm luận dạ xoa nhất tộc 20 mấy vạn năm trước đã phi thăng lên giới thủy tổ đại nhân. Càng là làm người cảm thấy quái dị vô so. Bất quá nghe đồn rằng, thất dạ giới thủy tổ phi thăng tại mấy trăm ngàn năm trước đó, như thế nói đến, 20 mấy vạn năm trước phi thăng lớn dạ xoa vương.
ở trước mặt hắn thật đúng là hậu sinh vãn bối. Chỉ là, tuy nói trời sinh thánh linh thọ nguyên thật dài, nhưng mấy trăm ngàn năm qua đi, vị này thất dạ giới thủy tổ trừ phi phi thăng tiên giới hoặc là thần giới, mới có thể sống đến bây giờ a. Nếu như một mực đợi tại huyền linh thượng giới, dù coi như là trời sinh thánh linh cũng đã sớm vẫn lạc. Mà lại thượng giới chi người không thể tùy ý phá giới đến hạ giới, đây là thiết luật, giao diện chi lực tự hành khống chế. Nghĩ đến người này cũng bất quá là thất dạ mãng một bộ phân thân mà thôi, lại khắp nơi lấy bản tôn tự cho mình là. Đã như vậy, tiền bối cũng làm biết được, thượng giới người không có khả năng lại trở lại hạ giới đến. Người khác là không thể nào, nhưng từ thiên thọ không giống. Huyết quang thiếu niên lần nữa đánh đoàn thiên thọ vương lời nói, cực kỳ chắc chắn nói. Ban đầu ở thượng giới, hắn bị tiêu vô cực bước đến cùng đường mạt lộ, không thể không tự bạo bản mệnh pháp bảo, phá giới trở về tổ địa. Lúc ấy bản nguyên tổ tận mắt nhìn thấy, có thể không biết ha. Về sau cũng chưa từng gặp hắn lại quay về thượng giới, vậy dĩ nhiên là tại tổ tọa hóa rơi, giao diện chi lực, không phải hắn có thể ngăn cản được. Bất quá tu vi đến hắn như thế cảnh giới, dù coi như tại hạ giới tọa hóa, cũng không có khả năng nửa điểm đông tây cũng không còn lại. Thân thể này xá lợi, chính là các ngươi dạ xoa tộc đặc sắc. Tiểu hữu coi là giấu giếm được ta a. Yêu ma, nói hưu nói vượn. Nghiễm pháp đại sư hít sâu một hơi, phẫn nộ quát. Mọi người nhao nhao ghé mắt. Vô cực thiên tôn chính là chúng ta toa ma giới một đời thiên kiêu. Năm đó thất dạ giới ma quân chính là bị vô cực thiên tôn đánh cho hoa rơi nước chảy. Ở trong đó, chỉ sợ cũng bao quát người cái này tự xưng thủy tổ yêu ma ở bên trong a. Từ thiên thọ tiền bối cũng là từ Nam Châu đại lục phi thăng lên giới. Vô cực thiên tôn có thể nào cùng từ tiền bối chém giết. Người ở đây nói hưu nói vượn, châm ngòi ly gián. Khi đúng là vô sỉ không gì bằng. Nghiễm pháp đại sư sắc mặt cứ việc còn có chút trắng bệch, lại là sừng sững, lớn tiếng trách cứ, hào không nao núng. Vị này kim cương môn giáo tổ kiến văn quảng bác, biết tiêu vô cực chính là vô cực thiên tôn. Tiểu con lừa chọc, đã ngươi nhất định phải muốn chết, bản nguyên tổ sẽ thành toàn ngươi. Huyết quang thiếu niên cũng là giận tím mặt, gắt gao tiếp cận nghiễm pháp đại sư, hung tợn quát. Hừ, người cái này yêu ma đã đến nơi đây. Khó nói chúng ta sẽ còn thả ngươi đi à. Nghiễm pháp đại sư nghiêm nghị không sợ. Kỳ thật vị này kim cương môn giáo tổ nhìn như thô hào, tâm tư lại kín đáo vô so. Biết mình đã triệt để đắc tội cái này thất dạ giới yêu ma, đơn thuần bằng kim cương môn một phái chi lực, chỉ sợ là khó mà ngăn cản. Hôm nay ngày này thọ trong điện, tụ tập nhiều như vậy một cùng một cao thủ, vẻn vẹn ngộ linh kỳ tu sĩ, liền có 5 vị nhiều. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ 20 dư vị. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ càng là nhiều đến hơn 10 vị chi chúng. Lúc này, đương nhiên phải cùng cừu địch hy, nhất cử đem cái này yêu ma cầm xuống, tránh khỏi hậu hoạn vô tận. Kia châm mận váy vải mộc mạc phụ nhân, yên lặng lướt ngang mấy bước, đứng tại nghiễm pháp đại sư bên cạnh thân, một đôi tay bên trên ngân chói, lại là sớm đã đeo lên găng tay. Chỉ không biết là loại nào chất liệu luyện thành pháp bảo, nghĩ đến nhất định bất phàm. Huyết quang thiếu niên, suy, một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là xem thường vẻ khinh miệt, không còn để ý không hỏi nghiễm pháp đại sư, chuyển hướng thiên thọ vương, từ tốn nói, tiểu hữu. Xem ở ngươi ta đều là hải tộc một mạch phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra từ thiên thọ nhục thân xá lợi, ta liền bỏ qua cho hôm nay tất cả hải tộc, chỉ lấy những nhân loại này tu sĩ tính mệnh, như thế nào. Thuận tiện nói cho ngươi, bản nguyên tổ kiên nhẫn rất có hạn, tiểu hữu muốn sớm làm quyết định. Không phải chờ ta thay đổi chủ ý, vậy coi như muộn. Thiên thọ vương đen nhánh trên mặt đột nhiên mà dâng lên hai đoàn đỏ ửng, một cái tay thậm chí kìm lòng không đặng nhẹ nhàng run rẩy lên, chi tiết này, mọi người thấy hết sức rõ ràng. Không thể nghi ngờ, thiên thọ vương đây không phải sợ hãi, là tức giận, bị cái này tự xưng thủy tổ thất dạ giới thiếu niên tức giận đến không có cách nào. Dù coi như huyết quang thiếu niên vừa rồi đã biểu hiện ra cường hãn phải biến thái thực lực, vừa ra tay liền trọng thương nghiễm pháp đại sư. Nhưng đây là đang thiên thọ cung. Hiện trường cũng xa không chỉ nghiễm pháp đại sư một vị ngộ linh kỳ tu sĩ. Thực lực như vậy, thậm chí đủ để đối thất dạ giới khởi xướng một lần đại phản công. Huyết quang thiếu niên cái này căn bản cũng không phải là tại cùng hắn đàm phán, mà là tại buộc hắn động thủ. Hôm nay ở đây nhận sai, dù coi như có thể tạm thời an toàn tính mệnh, sau này tại Nam Dương biển cả. Thiên thọ cung rốt cuộc xưng không dậy nổi danh tiếng, sớm đã tạo dựng lên vô thượng quyền uy, lập tức sụp đổ. Nam Dương biển cả dạ xoa nước, từ nay về sau, sẽ thành một cái trò cười. Chốc lát, thiên thọ vương ngửa mặt lên trời một trận cười to, tiếng cười phẫn nộ vô so. Các hạ không khỏi quá cao nhất mình, đừng bảo là ngươi lai lịch không rõ,
coi như thật sự là thất dạ mãng hóa thân, thì tính sao? Đã ngươi dám đánh tới cửa, ta dạ xoa tộc liền hảo hảo lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Bỗng nhiên bên trong, tiếng cười im bặt mà dừng, thiên thọ vương lạnh lùng quát, các huynh đệ, bày trận, ây, đại điện bên trong, âm thanh như lôi minh, phòng thủ đám vệ sĩ đồng thời đồng ý. Suy suy, xé vải âm thanh bên trong, thiên thọ vương trên thân áo bảo màu vàng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành từng mảnh màu vàng hồ điệp, lăng không bay múa, lộ ra một tiếng làm bằng sắt đen nhánh khối cơ thịt, thân thể đón gió căng phồng lên, nháy mắt hóa thân thành thân cao hơn 10 trượng cự nhân, thân trên trần trụi, thân dưới mặc một đầu màu đen đâm chân quần ra, nhấc tay vừa nhấc, một thanh tuyên hoa đại phủ nổi lên, giữ tại một đôi khớp xương đá lởm chởm lớn trong tay, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Đằng đằng sát khí, thẳng ngút trời. Một tiếng long ngâm qua đi, đứng tại thiên thọ vương bên phải kim giao vương cũng lộ ra bản tướng, hóa thân thành một đầu chiều cao vài chục trượng kim sắc giao long, gân cốt như sắt, lợi chảo như điện, một cỗ rét căm căm phong duệ chi khí, thấu thể mà ra, khí thế như hồng. Giao long nhất tộc, mạnh nhất vốn là nhục thân, tu vi đến kim giao vương dạng này cảnh giới, bình thường không sẽ lộ ra bản tướng, bình thường địch nhân, hai ba chiêu liền đuổi. Bây giờ vừa lên đến liền lấy bản tướng gặp người, không hề nghi ngờ là hạ quyết tâm, muốn cùng huyết quang này thiếu niên quyết nhất tử chiến. Mấy tên ngộ linh kỳ cường giả thái độ như vậy, lập tức liền đem mọi người huyết tính đều kích phát ra đến, cái khác tu sĩ cấp cao cũng nhao nhao tế ra mạnh nhất pháp bảo, đem huyết quang thiếu niên bao bọc vây quanh. Huyết quang thiếu niên bốn phía đánh đo một cái, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Giết hắn, Nghiễm Pháp đại sư một tiếng quát lớn, song trưởng nhất trà sát, lập tức điện tránh lôi minh, từng đạo xích hồng sắc phích lịch, giữa trời bao phủ xuống. Thiên thọ vương song tay nắm chặt tuyên hoa đại phủ, vung về phía trước một cái, một đạo mấy trượng chi cự búa ảnh, hướng huyết quang thiếu niên tật vỗ tới. Những người khác nhao nhao xuất thủ, huyết quang thiếu niên quát lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, một đạo sáng tỏ huyết tuyến, cuồn cuộn mà ra. Trận này ác chiến, vẫn chưa tiếp tục quá lâu, chưa tới nửa giờ sau, thiên thọ cung chém giết thanh âm dần dần yên tĩnh lại, số đạo độn quang đằng không mà lên, hướng từng cái phương hướng khác nhau mất mạng kích bắn đi, căn bản liền thấy không rõ lắm độn quang bên trong đến cùng là cái kia mấy vị cao nhân. Ầm ầm, tiếng vang bên trong, toàn bộ thiên thọ điện ầm vang đổ sụp. Khói bụi tan hết, huyết quang thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, phảng phất giống như người không việc gì, bốn phía chỉ có đổ sụp đại điện gạch ngói vụn mảnh vỡ, không gặp lại một người sống. Chỉ có dưới chân hắn, bò lổm ngổm một đạo đen nhánh bóng người, thân trên trần trụi, làn da ngăm đen, tựa hồ là một tên dạ xoa, lại không một tiếng động, không rõ sống chết. Chương 1473, Thiên Thọ chi chiến. Nguyên Linh Thành, khắp nơi đều có người đang bận rộn, một mảnh chiến hậu trùng kiến náo nhiệt tình hình. Đánh tan vây thành ma quân đã nhiều năm rồi, chỉ là Nguyên Linh Thành thực tế quá lớn, lúc trước bị phá chỗ xấu cũng không ít, nặng dựng lên hay là rất tốn thời gian phí sức. Cũng may hết thảy đều đã quá khứ, đã từng phách lối không ai bị nổi ma đại quân người, đã bị đuổi tới bờ biển, cố thủ lấy vài tòa cô lập thành trì, không bao lâu, liền sẽ bị triệt để đuổi xuống biển cả, chạy trở về bọn hắn quê quán thất dạ giới đi. Lần thứ hai giao diện đại chiến, đã chuẩn bị kết thúc. Lần này giao diện đại chiến cứ như vậy kết thúc, xác thực ngoài dự liệu của rất nhiều người. Nhưng đây là chuyện tốt, không đánh trận, mọi người lại có thể chuyên chú vào tu luyện, chứng nói trường sinh. Một loại vui sướng bầu không khí, ở trong thành lan tràn. Nguyên Linh Thành Tây Bắc Bộ, một mảnh đình thai lâu các liên miên bất tuyệt, chính là Nguyên Linh giáo tổng đàn sở tại địa. Nguyên Linh đại điện một gian thiền điện bên trong, hơn 10 người hoặc ngồi hoặc đứng, thần sắc khác nhau. Nguyên Linh đại điện là Nguyên Linh giáo tổng đàn cử hành trọng yếu nhất nghi thức chỗ, căn này thiền điện ngày bình thường chính là làm nghị sự chi dụng, kỳ quái là, ở giữa mà ngồi, cũng không phải là áo trắng bạch bào Nguyên Linh giáo đại giáo tôn, mà là một tên nam tử áo đen. Tên này nam tử áo đen nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, chỉ có trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, như là mới biết yêu, vừa am thế sự nhà bên thiếu niên, thậm chí còn mang theo mấy phân ngại ngùng chi ý. Trên thân cũng không có siêu cấp đại cao thủ thường gặp uy thế như vậy chi khí, thanh đạm như gió. Liền bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó, tựa hồ thế gian hết thảy, với hắn mà nói, đều chẳng qua là xem qua vân yên, cuối cùng không bận lòng. Nhưng những người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại đều lộ ra 10 điểm tôn trọng, thậm chí còn ngẫu nhiên hiện lên một vòng ẩn tàng rất khá kiêng kỵ chi ý. Nguyên vốn phải là nơi này chủ nhân Nguyên Linh giáo đại giáo tôn, lại đang không ngừng dạo bước. Lộ ra hơi có chút nôn nóng, hơn nữa nhìn đi lên,
Nguyên Linh giáo tôn khí sắc không thật là tốt, khí tức còn không bằng nhiều năm trước cường thịnh như vậy, tựa hồ trong mấy năm nay, tu vi của hắn chẳng những không có tăng tiến vào, ngược lại lui bước không ít. Bình thường đến nói, loại tình hình này đều là thụ thương tạo thành. Nhiều năm trước sáu vương cốc chi chiến, trong bọn họ thất dạ giới ma nhân mai phục, đại bộ phận phân ngộ linh kỳ tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít mang thương mang theo. Nguyên Linh giáo tôn bị thương khá nặng, đã nhiều năm như vậy, cũng không có hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trừ hắn, thiền điện bên trong mặt khác mấy vị ngộ linh lão tổ, đều có cùng loại tình hình. Tỷ như ngồi tại cách đó không xa thái cực môn trưởng giáo Trần Trường Khánh. Trên mặt liền lộ ra thật sâu vẻ mệt mỏi. Đối ngộ linh kỳ lão tổ đến nói, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Ngộ linh kỳ tu sĩ, nhưng là có thể tùy thời điều động thiên địa nguyên khí bổ sung chân nguyên pháp lực siêu cấp cao thủ. Một bên chân vũ thần quân trên thân lộ ra khí tức cũng là chợt mạnh chợt yếu. Căn này thiền điện bên trong hơn 10 vị khách nhân, vậy mà đều là ngộ linh kỳ lão tổ, từng cái đều là một phái chi tôn. Nhiều năm trước, Nguyên Linh Thành liền trở thành Nam Châu Đại Lục Liên Quân sở chỉ huy. Khi những này ngộ linh kỳ lão quái ý thức được, Nguyên Linh Thành chi chiến đã trở thành giao diện đại chiến mấu chốt thắng bại thời điểm, liền không hẹn mà cùng chạy tới, ở đây tỏa trấn chỉ huy. Cân đối vốn phái nhân mã. Trên thực tế, mỗi một cái siêu cấp tông môn phía sau, đều ngay tiếp theo lấy ngàn mà tính bên trong môn phái nhỏ cùng tu chân thế gia, không có đại nhân vật tọa chấn, muốn cân đối tốt đến từ này rất nhiều chỗ khác nhau tông môn tu sĩ đại quân, thật đúng là không dễ dàng. Đại chiến say xưa thời điểm, dạng này hội nghị thường xuyên tổ chức, bây giờ thất dạ giới tàn binh bại tướng, đã bị đuổi tới bờ biển, hội nghị liên tịch cũng đã gián đoạn hồi lâu. Lần này, hơn 10 tên ngộ linh kỳ lão tổ lần nữa hội tụ cùng một chỗ, đồng thời từng cái thần sắc ngưng trọng, đủ thấy phát sinh đại sự. Trên thực tế, Nam Dương lớn Hải Thiên Thọ Cung tin tức, đã truyền đến phương Bắc, vì xác nhận cái tin tức kinh người kia, bọn hắn đang đợi một người đến. Ngay tại những này ngộ linh lão tổ đều tức sẽ mất đi kiên nhẫn thời điểm, bọn hắn chờ người kia cuối cùng đã tới. Đây là một tuổi già dạ xoa tộc nhân, làn da ngăm đen, đầu có hai sừng, miệng đầy răng nhọn tùm. Dung mạo khiến người không dám lấy lòng, từ khí tức trên thân để phán đoán, người này có tương đương với nhân loại nguyên anh trung kỳ tu sĩ tu vi, cũng coi như phải là hải tộc cường giả. Bất quá, khi hắn tại Nguyên Linh giáo một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự mình dẫn dắt dưới, đi tiến vào căn này thiền điện thời điểm, còn là bị thiền điện bên trong đại trận chiến hù sợ. Thần niệm chi lực đảo qua đi, vậy mà mỗi một vị đều là thâm bất khả trắc ngộ linh kỳ lão tổ, duy chỉ có ngồi ngay ngắn ở chính giữa trong ghế thiếu niên mặc áo đen. Hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, phảng phất chính là một tên không có chút nào pháp lực phàm nhân nam tử. Vừa thấy được vị này thiếu niên mặc áo đen, lão dạ xiên lại giật nảy cả mình, không nói hai lời, quỳ một gối xuống, cung cung kính kính nói, Thiên Thọ Cung quản sự từ năm, tham kiến lớn thiên vương. Tên này thiếu niên mặc áo đen, đã từng đi qua Thiên Thọ Cung, bái phỏng qua Thiên Thọ Vương, từ năm nhận ra, chính là danh xưng Nam Châu Đại Lục Ma Đạo thứ nhất tông Cửu Âm Quốc đương đại quốc chủ. Cửu Âm lớn thiên vương. Thiếu niên mặc áo đen khe khẽ thở dài, vươn tay ra, có chút đi lên vừa nhấc, nói, từ đạo hữu không cần đa lễ, xin đứng lên thân nói chuyện. Từ năm chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa đại lực vào tới, không tự chủ được liền theo nguồn sức mạnh này đứng dậy. Từ đạo hữu, những ngày này gian ngoài truyền ngôn rào rạt, không biết thực hư, chúng ta liền đợi đến từ đạo hữu đến đây giải hoặc đâu. Cửu Âm thiên vương nhẹ nói, ngữ điệu nhu hòa, cùng trong truyền thuyết ma đạo đệ nhất cao thủ. Khác hẳn khác thường. Nghe xong lời ấy, từ năm lập tức lại quỳ xuống, lần này không phải quỳ một chân trên đất, mà là hai đầu gối quỳ xuống, hướng về Cửu Âm Thiên Vương thật sâu đập phía dưới đi, lúc ngẩng đầu lên, đã lệ rơi đầy mặt, khàn giọng nói, dạ xoa tộc bất hạnh, mời lớn Thiên Vương cùng ra vị tiền bối, vì nhà ta đại vương báo thù, vì Nam Cương chết vì tai nạn đạo hữu báo thù. Nghe xong lời ấy, sắc mặt của mọi người không khỏi đều chìm xuống dưới. Mặc dù truyền ngôn rào rạt, bọn hắn lại một mực trong lòng còn có nghi hoặc, dù sao căn cứ tin tức, lúc ấy tại Thiên Thọ Điện thế nhưng là tập trung 5 tên ngộ linh kỳ đồng đạo, còn có gần 20 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mười mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Thiên Thọ Cung còn có đông đảo thực lực mạnh mẽ dạ xoa tộc tử đệ, Thiên Thọ Thành tụ tập tu sĩ, càng là đến ngàn vạn mà tính. Đối phương mạnh sát bất quá một người mà thôi, có thể nào chiếm được tiện nghi gì đi. Lại càng không cần phải nói, truyền ngôn bên trong, là Thiên Thọ Cung đại bại thua thiệt. Tuyệt đại bộ phân Nam Châu tu sĩ gặp nạn. Trong đó bao quát Thiên Thọ Vương, Kim Giao Vương, Nghiễm Pháp Đại Sư. Vinh phu nhân những này dù coi như tại ngộ linh kỳ đồng đạo bên trong cũng có thể xưng cường giả siêu cấp cao thủ.
nhất là Thiên Thọ Vương, nghe nói sớm đã lần nữa tiến giai, đủ để cùng Ngộ Linh trung kỳ đại cao thủ sánh vai. Nhiều người như vậy, vậy mà chết tại một nhân thủ. Chẳng lẽ thế gian thật có loại này nghịch thiên người, mà từ năm bộ dáng như vậy, chỉ sợ truyền ngôn chín thành là thật. Cửu Âm Thiên Vương lần nữa khoát tay, đem Từ Năm dìu dắt đứng lên. Chậm rãi nói, Từ đạo hữu chậm đã bi thương, xin đem ngày đó tình hình, tinh tế nói cùng ta cùng biết được. Là, Từ Năm dù sao cũng là Dạ Xoa tộc cường giả, rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình, nâng lên ống tay áo xoa xoa nước mắt, hướng Cửu Âm Thiên Vương cúi đầu đồng ý. Nhà ta đại vương Thọ Đản ngày đó, đã từng phân phó tiểu nhân. Đem Thọ Đản rầm rộ chi tiết ghi hình, coi là trợ hứng. Có bóng giống, vậy liền quá tốt, lập tức phóng xuất. Một lời chưa tất, Nguyên Linh giáo tôn đã không kịp chờ đợi nói. Lần này giao diện đại chiến, Nguyên Linh giáo đang đối mặt địch. Tổn thất nặng nề, đối này cực kỳ chú ý. Tuân mệnh, Từ Năm vội vàng hướng Nguyên Linh giáo tôn cúi đầu làm lễ, lập tức ống tay áo lắc một cái, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một con hộp gỗ tới. Cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay, tựa hồ sợ đánh nát. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một khối cực kỳ hoa mỹ ngũ thải tinh thạch. Mặt ngoài lóng lánh từng sợi tựa như ảo mộng quang trạch, rất là mê người. Từ Năm lập tức bấm quyết cách làm, miệng lẩm bẩm. Khối kia ngũ thải tinh thạch chậm rãi bay lên trên trời, quang hoa đại phóng, bắn ra một mảnh cảnh tượng tới. Loại này có thể tồn tại hình ảnh ngũ thải tinh thạch, cũng không thế nào hiếm thấy, không ít tu sĩ đều có cất giữ, khu động cái này ngũ thải tinh thạch thần thông cũng không phức tạp. Chỉ thấy hư giữa không trung, lần nữa bày biện ra ngày đó tình hình tới. Một đám Ngộ Linh kỳ lão tổ bình tức tĩnh khí, không chớp mắt tiếp cận kia hình ảnh, tựa hồ sợ bỏ qua một điểm. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt, ngũ thải tinh thạch chân thật ghi chép Thiên Thọ cung đại chiến. Cơ bản cùng truyền ngôn đồng dạng, kia tự xưng thất dạ giới thủy tổ huyết quang thiếu niên, bằng sức một mình, đại hoạch toàn thắng, diệt sát bao quát Thiên Thọ vương, Kim Giao vương, Nhiễm Pháp đại sư, Vinh phu nhân cùng Ngộ Linh kỳ lão tổ ở bên trong số lớn Nam Châu tu sĩ cấp cao. Đồng thời cuối cùng lấy đi Thiên Thọ cung chân tàng đời thứ nhất lớn Dạ Xoa vương nhục thân xá lợi. Xem hết hình ảnh, thiền điện bên trong giống như chết yên tĩnh. Cái này yêu ma vì cái gì nhất định phải cướp đoạt nhục thân xá lợi? Yên lặng thật lâu, Nguyên Linh giáo tôn đột nhiên hỏi. Không biết, có lẽ cùng thánh linh thân thể có quan hệ. Một tên lớn tuổi Ngộ Linh kỳ lão tổ chậm rãi nói, song mi nhíu chặt. Cái này yêu ma dù coi như thật là thất dạ giới thủy tổ, cũng bất quá là một cỗ hóa thân mà thôi. Cùng chân chính trời sinh thánh linh, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhưng từ tiền bối nhục thân xá lợi, thật là thuần chính nhất thánh linh thân thể. Cái này yêu ma cướp đoạt nhục thân xá lợi, hơn phân nửa cùng cái này có quan hệ. Không sai, hẳn là dạng này, hắn nghĩ lại ngưng tụ ra một bộ chân chính thánh linh thân thể tới. Chân vũ thần quân nhẹ nhàng vỗ bàn trà, nói. Hừ, hắn mơ mộng hão huyền, tại chúng ta dạng này giao diện, muốn ngưng tụ chân chính thánh linh thân thể, nói nghe thì dễ. Nguyên Linh giáo tôn hừ lạnh một tiếng, nói, hình ảnh này cuối cùng một đoạn, chư vị làm gì lý giải? Chốc lát, có một tên Ngộ Linh lão tổ hỏi, tại hình ảnh cuối cùng một đoạn, huyết quang thiếu niên lấy được đời thứ nhất lớn Dạ Xoa vương nhục thân xá lợi về sau, một đạo nghìn dặm phù bay vụt mà đến, huyết quang thiếu niên chộp trong tay xem xét, sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, nói một đoạn văn. Nghe cái này yêu ma trong miệng chi ý, tựa hồ là thất dạ giới bản thổ lọt vào cao cổ giới tiến công. Tựa hồ thất dạ giới ma đạo thứ nhất tông thiên ma đạo tổ cũng vẫn lạc, lưu thủ bản thổ ma quân, ngăn cản không nổi cao cổ giới công kích, vội vã hướng về yêu ma cầu cứu đâu. Cao cổ giới hướng thất dạ giới tiến công, kia làm sao có thể. Cao cổ giới cùng thất dạ giới cách xa nhau khá gần, lần thứ nhất giao diện đại chiến, cao cổ giới cùng thất dạ giới đồng thời tiến công toa ma giới. Cũng không phải hoàn toàn không thể nào, cao cổ giới cùng thất dạ giới dù sao cũng là hai cái khác biệt giao diện, cũng không phải là minh hữu. Lần này thất dạ giới tinh nhuệ tại chúng ta nơi này tổn thất nặng nề, bản thổ trống rỗng cực kỳ, cao cổ giới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng là rất bình thường. Quả thật như thế, vậy liền không còn gì tốt hơn, chúng ta cũng có thể thở một ngụm. Chỉ cần nghĩ tới kia hung thần hạ phàm huyết quang thiếu niên, dù coi như là Ngộ Linh kỳ lão tổ, cũng người người gan hàn. Bây giờ cao cổ giới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vừa vặn đem người này hấp dẫn tới. Chương 1474, trong nháy mắt 100 năm. Nam Châu đại lục dần dần hòa yên tĩnh, theo lấy mấy chục năm trước, thất dạ giới ma quân từ bỏ Bắc Minh đại lục duyên hải cuối cùng một tòa thành trì, hướng viễn hải rút lui, trận này kéo dài trên trăm năm giao diện đại chiến, rốt cục xem như đã qua một đoạn thời gian.
Đương nhiên, thất dạ giới ma quân cũng không hề hoàn toàn rời khỏi Nam Châu Đại Lục, tại Bắc Minh Biển cả chỗ sâu, vẫn như cũ có bọn hắn vững chắc cứ điểm. Nam Châu Liên Quân đã từng xâm nhập Bắc Minh Biển cả, dự định triệt để phá hủy vòng cấm truyền tống thông đạo, hoàn toàn kết thúc trận đại chiến này, kết quả ở nửa đường bên trên tao ngộ biển cả chiều, không thể không rút về. Sau đó, liền không còn có hướng vòng cấm phát động tiến công. Chủ nếu là bởi vì Bắc Minh Đại Địa Tông Môn tổn thất nặng nề, thực lực đại giảm, không có những tông môn khác mạnh hữu lực ủng hộ, đơn thuần dựa vào mình thực lực, dù coi như đuổi tới vòng cấm, cũng rất khó công khắc thất dạ giới đại quân trọng binh đóng giữ pháo đài. Mà Nam Châu Đại Lục những tông môn khác, cũng không tình nguyện lắm lại xuất binh đánh dạng này lớn cầm. Dù sao mọi người tổn thất đều không tiểu, đã thất dạ giới lần thứ nhất tiến công đều được thành công đánh lui, chứng minh ma quân cũng không có gì đáng sợ, trải qua nhiều năm như vậy ác chiến, ma quân cũng giống vậy tổn thất nặng nề, nhiều năm huấn luyện tinh nhuệ, cơ bản bị tiêu diệt hầu như không còn, muốn lại huấn luyện được một nhóm đại quân tinh nhuệ đến, cũng không phải thời gian sớm chiều, tối thiểu nhất cũng muốn mấy chục trên trăm năm. Nói không chừng cho đến lúc đó, không gian lại phát sinh dị biến, liên tiếp từng cái giao diện không gian thông đạo sẽ lần nữa phát sinh đổ sụp, đem từng cái giao diện lần nữa ngăn cách ra. Há không phải liền là vạn sự đại cát rồi. Tự nhiên, cái này 100 năm bên trong, các đại tông môn cũng không có nhàn rỗi, tất cả mọi người tại bắt gấp huấn luyện mình tinh nhuệ chiến lực, dùng lớn uy lực lại đơn giản đơn một pháp bảo, đem mình trong môn đa số bên trong đệ tử cấp thấp võ chứa vào. Vạn nhất thất dạ giới quy mô lớn đến đâu đến công, cũng không thể lại giống như kiểu trước đây, năm bè bảy mảng, bị động bị đánh. 100 năm qua, đã từng cho Nam Châu Đại Lục tạo thành qua cực lớn khủng hoảng thất dạ giới thủy tổ, vẫn chưa xuất hiện lần nữa. Có lẽ cùng cao cổ giới chiến sự, vẫn còn tiếp tục, nói không chừng vị này thủy tổ đại nhân, cũng gặp phải mạnh mẽ đối thủ. Nghe nói cao cổ giới cũng là đại giới mặt, diện tích lãnh thổ sự bao la. Mảy may cũng không tại thất dạ giới phía dưới, thất dạ giới có thể xuất hiện dạng này chiến lực kinh khủng, thủy tổ đại nhân, cao cổ giới cũng không phải ăn chay. Trăm năm thời gian, đủ để vuốt lên vết thương, quên sợ hãi. Không ít địa phương thậm chí xuất hiện ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng, nghiễm nhiên Thái Bình thịnh thế. Tỷ như Cửu Âm Quốc, tại lần này giao diện đại chiến bên trong, Cửu Âm Quốc vẫn chưa gặp tổn thất quá lớn. Ma đạo thứ nhất tông chiêu bài, hay là rất có tác dụng, cũng không biết là thất dạ giới ma quân e ngại Cửu Âm Quốc thực lực, hay là nể tình triệu năm trước là đồng nguyên quan hệ bên trên, dù sao vẫn chưa đối Cửu Âm Quốc phát động chính diện tiến công. Trừ tổ kiến liên quân thời điểm tổn thất một chút môn hạ đệ tử bên ngoài, Cửu Âm Quốc thực lực tổng hợp vẫn đang. Trải qua 100 năm đại chiến, cái khác siêu cấp tông môn tổn thất đều không tiểu. Tự nhiên là càng thêm lộ ra Cửu Âm Quốc cường đại. Nếu như không phải vô cực môn bỗng nhiên toát ra mấy triệu môn nhân đệ tử, số lớn nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao, nói không chừng Cửu Âm Quốc liền cũng bị người phụng làm Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông môn. Bất quá dưới mắt, đã có không ít ma đạo tà tu tại dạng này đối ngoại tuyên dương. Vô cực môn đệ tử cấp thấp lại nhiều, nguyên anh tu sĩ lại nhiều có làm được cái gì? Bọn hắn không có ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn. Bọn hắn duy nhất ngộ linh kỳ đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt, đã có 100 năm chưa từng lộ diện. Ngay cả dẫn bọn hắn trưởng giáo Tiêu Phàm, cũng đã 100 năm chưa từng diện thế. Nghe nói năm đó, Tiêu Phàm từng bị thất dạ giới thiên ma đạo tổ truy sát, có lẽ cũng sớm đã vẫn lạc. Bất quá vô cực môn mình quyết chống, không chịu thừa nhận thôi. Vừa mới nặng dựng sơn môn, trưởng giáo liền quy thiên, cái này nấm mốc, Cửu Âm Quốc đô thành Cửu Âm Thành, là toàn bộ Cửu Âm Quốc địa thế thấp nhất địa phương, nghe nói toàn bộ Cửu Âm Thành địa thế, so Bắc Minh Biển cả mặt biển còn thấp. Mà Cửu Âm Thánh Đàn, tại Cửu Âm Thành phía Tây Bắc, là toàn bộ Cửu Âm Thành địa thế thấp nhất chỗ, cũng là Cửu Âm Giáo Tổng Đàn sở tại địa. Kia một vòng lại một vòng không ngừng sâu xuống lòng đất kiến trúc, được xưng là Cửu Âm Hoàng Cung. Cửu Âm Hoàng Cung chỗ sâu nhất, một đạo thâm bất khả trắc cực hàn vực sâu, lâu dài bị băng xuyên bao trùm, cũng là Cửu Âm Quốc cấm địa. Trong truyền thuyết Cửu Âm Thánh Đàn, liền xây ở cực hàn vực sâu đáy cốc. Người ở bên ngoài xem ra, cái này chết cóng người không bồi thường mệnh địa phương, thực tế không phải cái đáng giá ao ước nơi đến tốt đẹp. Mà tại Cửu Âm giáo đệ tử trong lòng, nơi đó lại là thích hợp nhất tu luyện đệ nhất thánh địa. Ngày bình thường, từ Cửu Âm lớn thiên vương tự mình tọa trấn. Kỳ thật tại cực hàn vực sâu chỗ sâu nhất, cũng không như ngoại nhân tưởng tượng như thế, là hoang vu đến cực điểm băng tuyết chi địa, tương phản, ở nơi đó có xây một mảng lớn lâu vũ, đình thai lâu các ở giữa, còn xây dựng một cái diện tích cực lớn vườn hoa, trong vườn trăm hoa đua nở, thoáng như tháng đầu xuân thời tiết. Bất quá nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện những cái kia nở rộ hoa tươi,
cùng phổ thông hoa tươi có chỗ khác biệt, mỗi một đóa đều óng ánh sáng long lanh, mỗi một cánh hoa, mỗi một mảnh lá xanh, đều phảng phất là huyền băng điêu thành, mặt ngoài mông lung, tựa hồ vĩnh viễn bao phủ một tầng nhàn nhạt băng vụ, tinh xảo đáng yêu về phần cực điểm. Chỉ là, cái này đình thai lâu các ở giữa, vườn hoa cảnh đẹp bên bờ, lại yên tĩnh, cực ít có người đi lại. Xinh đẹp như vậy cảnh trí, không người thưởng thức, cơ hồ thành bài trí. Chẳng những cực hàn vực sâu là như thế này, ngày bình thường toàn bộ cửu âm hoàng cung đều như vậy, tất cả mọi người bận bịu tu luyện, rất ít ồn ào ầm ĩ, trừ phi tông môn có lớn lễ nghi khánh điển, mới có thể tại cửu âm đại điện bên kia cử hành. Nhưng là một ngày này, cửu âm hoàng cung yên tĩnh, bỗng nhiên bị đánh vỡ. Cơ hồ không hề có điểm báo trước, bén nhọn âm thanh cảnh báo, liền đột nhiên chấn vang lên, tại tĩnh mịch vực sâu bên trong, nghe là như vậy chói tai. Cửu âm hoàng cung hoàn toàn đại loạn, vô số độn quang từ địa phương khác nhau bay bắn ra, kêu loạn. Không phải nói mà đạo thứ nhất tông dạng này năm bè bảy mảng, thực tại xảy ra chuyện như vậy phải quá đột ngột, cũng phát sinh quá ít, thậm chí có thể nói, mấy trăm năm qua, cơ hồ chưa hề phát sinh qua, ai dám đến cửu âm quốc tổng đàn đến dương oai. Đây không phải là sống được không kiên nhẫn sao, lại đừng bảo là nơi này cao thủ nhiều như mây, chính là kia cấm chế đại trận, cũng tuyệt không phải chơi vui. Nhưng mà lần này, tình hình tựa hồ có chút không đúng. Cảnh báo một mực tại vang, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, hướng cực hàn vực sâu lan tràn, mà tất cả vội vã từ tu luyện chỗ giết ra đến cửu âm quốc tu sĩ, lại cái gì dị thường đều không có phát hiện. Chỉ có một hai cái đặc biệt mắt sắc người, mơ hồ nhìn thấy một đạo huyết sắc độn quang, từ nơi không xa chợt lóe lên, khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khẳng định là hoa mắt, trên thực tế, đạo này huyết sắc độn quang là thật tồn tại. Đối cửu âm tổng đàn hết thảy trận pháp cấm chế, nhìn như không thấy, trực tiếp hướng cửu âm thánh đàn sở tại địa bay đi. Rốt cục, đạo này huyết sắc độn quang tại cực hàn vực sâu trong hoa viên ngừng lại, lộ ra máu quang thiếu niên thân ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên, vĩnh viễn mang theo miệt thị hết thảy khinh thường chi ý. Người nào, gan dám xông vào thánh đàn? Huyết quang thiếu niên vừa hiện thân mà ra, liền có một bóng người màu đen, hướng hắn bay bắn tới, miệng bên trong nghiêm nghị quát hỏi. Huyết quang thiếu niên hừ lạnh một tiếng, lười biếng khoát tay, một con to lớn huyết long chảo, bỗng nhiên trong hư không nổi lên, trong chớp nhoáng hướng na nói người áo đen ảnh bắt tới. Người áo đen kia ảnh lập tức giận tím mặt, hắn là cửu âm thiên vương đệ tử đích truyền, luận tu vi, cũng đã đến nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, còn từ không có người dám ở trước mặt hắn như thế khinh thường. Song khi hắn một cảm ứng được huyết long chảo bên trên truyền đến chí cường khí tức, lại quá sợ hãi. Đầy ngập tức giận nháy mắt bay đến lên 9 tầng mây, bỗng nhiên dừng lại thân hình, hướng một bên chớp nhoáng mà đi. Người áo đen này phản ứng không thể bảo là không nhanh nhẹn, động tác không thể bảo là không cấp tốc, nhưng mà một chút tác dụng đều không có. Chỉ nghe, hoắc xùy, một tiếng, người áo đen tiếng kinh hô bên trong, bị huyết long chảo tóm gọn, người áo đen lập tức toàn thân hào quang tỏa sáng, nháy mắt liền thi triển ra ba loại khác biệt thần thông, lại vẫn là không có hiệu quả gì. Huyết quang thiếu niên cười lạnh. Huyết long chảo hơi một dùng sức, người áo đen kêu thảm một tiếng, liền đã hôn mê. Đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại huyết quang trước mặt thiếu niên, liền như là hài nhi, không có chút nào kháng cự chi lực. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, theo cái này âm thanh quát khẽ, một tên tuấn tú thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên nổi lên, tay vừa nhấc, một đạo màu lam băng diễm, mang theo thấu xương kỳ hàn, hướng huyết long chảo thẳng bắn xuyên qua. Chính là cửu âm lớn thiên vương, mắt thấy đệ tử nguy cấp. Không lo được khác, lập tức xuất thủ cứu giúp. Màu lam băng diễm thế đi cực nhanh, đảo mắt liền vây quanh huyết long chảo quấn một vòng. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh, thật giống như cửu âm thiên vương tại cùng huyết quang thiếu niên nói đùa, dùng băng diễm cùng hắn đùa cái việc vui. Huyết quang thiếu niên nghiêng liếc cửu âm thiên vương một chút, huyết long chảo lại hướng ở giữa một nắm, lại là một tiếng thê lương kêu thảm, phanh, người áo đen thân thể bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi. Huyết quang thiếu niên đầu có chút về sau ngửa mặt lên, cái mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, một đạo huyết sắc tinh hoa, hướng về hắn bay thẳng mà đi, đảo mắt liền bị hắn thôn phệ hết. Huyết quang thiếu niên hai mắt nhíu lại, lộ ra 10 điểm hài lòng biểu lộ. Cửu âm thiên vương trên gương mặt thanh tú, nháy mắt lồng bao một tầng xương lạnh. Người này vậy mà ở ngay trước mặt hắn, giết hắn đệ tử đích truyền, cái này còn thôi, thậm chí còn một ngụm nuốt mất hắn tinh huyết thần hồn, làm hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Như thế ác độc, phải chưa từng có. Các hạ thân là tuyệt đỉnh cao thủ, quá ác độc. Cửu âm thiên vương lạnh như băng quát, hắn vốn là trầm tĩnh như nước tính tình, hỉ nộ không lộ, dưới mắt, lại là thật bị người này chọc giận.
ác độc, hắc hắc, ta chỉ là muốn dựa vào cái này nói cho ngươi, ai dám phản kháng bản nguyên tổ, đây chính là hạ tràng. Huyết quang thiếu niên cười hắc hắc, không để ý chút nào nói. Cửu âm thiên vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chốc lát, mới cưỡng chế lửa giận trong lòng, chậm rãi nói các hạ thật sự là thất dạ giới thủy tổ hóa thân. Hóa thân, ngươi sai, đây là bản nguyên tổ chân thân. Cửu âm thiên vương khóe miệng cũng hiện lên một tia trào phúng ý cười, từ tốn nói các hạ khi Diêm Mỗ là 3 tuổi tiểu hài A. Thất dạ mãng chính là trời sinh thánh linh, mấy trăm ngàn năm trước đã sinh ra, sớm đã phi thăng lên giới. Nếu như đây là ngươi chân thân, kia thượng giới vị kia trời sinh thánh linh, đây tính toán là cái gì? Lại nói, các hạ thần thông quảng đại nữa, cái này giao diện chi lực, cũng tuyệt không phải ngươi có thể phá giải được. Chương 1475, dụ hàng. Hắc hắc, ngươi chỉ là một cái người hạ giới, hiểu được cái gì? Huyết quang thiếu niên khinh thường nói. Bất quá từ hắn ánh mắt khinh miệt bên trong, cửu âm thiên vương đọc được một tia che giấu rất khá xấu hổ chi ý. Hừ, các hạ thánh linh chân thân, chỉ sợ sớm đã hủy đi đi. Tại thượng giới bị người diệt sát rồi. Lúc này mới có các hạ cái này một sợi phân hồn hạ giới, muốn tại chúng ta nơi này gây sóng gió. Bằng không mà nói, các hạ cần gì phải đến cướp đoạt dạ xoa tộc nhục thân xá lợi. Cửu âm thiên vương đến cùng không hổ là dưới cùng giao diện tối cao đẳng cấp đại năng, cơ chí không cần phải nhiều lời, vừa nghĩ lại ở giữa, liền đem nguyên bản nhìn qua không liên quan nhau mấy món sự tình, ngạnh sinh sinh kéo đến cùng một chỗ. Mà lại tựa hồ rất có đạo lý, từ huyết quang thiếu niên cơ hồ thẹn quá hóa giận trong thần sắc, liền có thể nhìn ra được, cửu âm thiên vương suy đoán, dù không chúng cũng không xa vậy. Như thế nói đến, thiên thọ cung một trận chiến kết quả, người cũng là biết đến. Còn dám dạng này cùng bản nguyên tổ nói chuyện, người lá gan coi là thật không tiểu. Huyết quang thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nói, trong mắt sát khí bắn ra. Sư huynh, đúng lúc này, sau lưng vang lên một cái giả nua thanh âm khàn khàn. Một đoàn hắc vụ trong chớp nhoáng xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, nghe thanh âm, chính là cửu âm quốc một vị khác ngộ linh kỳ đại cao thủ cửu âm đại quốc sư. Cảm thấy được tình hình không đúng. Tại một chỗ khác linh tuyển chi nhãn đả tọa tu luyện cửu âm quốc sư lập tức chạy tới, xa xa nhìn thấy huyết quang thiếu niên, cửu âm quốc sư lập tức cảnh giác nổi lên, tại bên ngoài hơn 10 trượng liền đè lại độn quang, không có vội vã tới gần. Từ bóng lưng nhìn, người này chính là trăm năm trước thiên thọ cung chi chiến kẻ cầm đầu. Kia một trận, lại có 4 tên ngộ linh kỳ tu sĩ chiến tử, chỉ có Vinh phu nhân trọng thương mà chạy, nhưng cũng bị sinh sinh đánh rơi một cảnh giới, từ ngộ linh sơ kỳ lui trở về nguyên anh hậu kỳ. Đồng thời không còn có biện pháp tu luyện trở về, không lâu sau đó liền thọ nguyên cuối cùng, tỏa hóa rơi. Trên thực tế, tham chiến 5 tên ngộ linh kỳ tu sĩ, tương đương với toàn bộ chiến tử. Cái này tại Nam Châu Đại Lục tu chân sử thượng, cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Nghe nói, chỉ có tại lần thứ nhất giao diện đại chiến thời điểm, mới phát sinh qua chuyện như vậy, cũng là thất dạ giới cực kỳ mạnh mẽ có thể, hoành không xuất thế, quét ngang toàn bộ Nam Châu Đại Lục, cơ hồ không người có thể địch. Những nơi đi qua, siêu cấp cao thủ nhao nhao vẫn lạc, không người trốn được tính mệnh. Cuối cùng nếu không phải vô cực thiên tôn xuất thủ, giải quyết cái này sinh tử đại địch, chỉ sợ toàn bộ Nam Châu Đại Lục tu chân giới đều phải bị tai họa ngập đầu. Chẳng lẽ dưới mắt, lịch sử lại muốn tái diễn a? Quả thật như thế, thất dạ giới thủy tổ đã giáng lâm, Nam Châu Đại Lục chúa cứu thế, lại ở nơi nào? Đối cửu âm đại quốc sư đến, huyết quang thiếu niên giống như chưa tỉnh. Căn bản liền chưa từng quay đầu nhìn lên một cái, thậm chí ngay cả lông mày mao đều không có dơ lên nửa điểm. Chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên cửu âm thiên vương. Hừ, năm đó sự tình, đến cùng chân tướng như thế nào, ai đều không được biết. Các hạ hôm nay đại giá quang lâm ta cửu âm quốc. Lại không biết có gì chỉ giáo. Cửu âm thiên vương lạnh lùng hỏi. Huyết quang thiếu niên lại cười, trên mặt thần tình lạnh như băng bỗng nhiên không gặp, thay vào đó, là một loại, hiền lành, mỉm cười. Chí ít nhìn qua là chuyện như vậy. Tiểu hữu quả nhiên là minh bạch, bản nguyên tổ cũng là vô sự không đăng tam bảo điện. Hôm nay đến đây, cũng vô ác ý, mà là muốn cho tiểu hữu một cái cơ hội, đối tiểu hữu đến nói, đây chính là cơ hội trời cho. Cơ hội như vậy, có thể xưng 10.000 năm khó gặp, cũng không phải ai cũng có thể đụng tới. Ồ, xin lắng tai nghe, cứ việc cửu âm thiên vương trong lòng đề phòng chi ý không giảm chút nào, nhưng cũng không khỏi bị câu lên lòng hiếu kỳ. Có thể bị huyết quang này thiếu niên nói thành 10.000 năm khó gặp cơ hội trời cho, lại không biết ra sao cùng tin tức. Tiểu hữu đã biết được thiên thọ cung chi chiến, kia chắc hẳn vô cùng rõ ràng, kia lần về sau,
bản nguyên tổ vì cái gì vội vàng rời đi, hơn 100 năm không tại các ngươi Nam Châu Đại Lục lộ diện. Cửu Âm Thiên Vương khẽ vuốt cằm, nói, đại khái biết được một hai, nghe nói là thất dạ giới thiên ma đạo giáo tổ bỗng nhiên vẫn lạc, giao diện trống rỗng, cao cổ giới xưng này cơ hội tốt, quy mô tiến công thất dạ giới bản thổ, thất dạ giới ngăn cản không nổi, các hạ mới vội vã chạy về bản thổ đi. Lại không biết phải chăng là thật, đại khái không kém, Huyết Quang thiếu niên nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Dưới mắt, thiên ma đạo rắn mất đầu, đến nay cũng chưa từng đề cử bước phát triển mới giáo tổ. Đây chính là tiểu hữu cơ hội, Cửu Âm Thiên Vương không khỏi sững sờ, dù hắn cơ trí vô song, cũng nghe được không hiểu thấu, lập tức cười nói, các hạ lời ấy, không khỏi quá mức cao thâm mặt chắc, xin thứ cho tại hạ ngu dốt, thực không biết các hạ ý gì. Thiên ma đạo tổ ngỏm củ tỏi, thiên ma đạo rắn mất đầu, cùng hắn có gì liên quan? Chỉ là, trăm năm trước đối với thiên ma đạo tổ vẫn lạc, Cửu Âm Thiên Vương vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ lại rốt cục tại Huyết Quang thiếu niên miệng bên trong được chứng minh. Bất quá, thiên ma đạo tổ vừa chết, một mực bị hắn truy sát Tiêu Phàm, làm sao cũng không có tin tức. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ ở Cửu Âm Thiên Vương trong đầu chợt lóe lên, liền là bị quên sạch sành sanh, dưới mắt cũng không phải chú ý những chuyện này thời điểm. Huyết Quang thiếu niên cười cười, nói tiểu hữu không phải người ngu, nên khi biết bản nguyên tổ lời ấy chỉ ý gì. Người Cửu Âm truyền thừa vốn là cùng thiên ma truyền thừa đồng tông đồng nguyên, nhiều năm trước kia, chính là một nhà. Chủ yếu tiểu hữu đồng ý, bản nguyên tổ có thể tự mình ra mặt, để các ngươi hai nhà lần nữa kết hợp một nhà. Thiên ma đạo bạn đã vẫn lạc, lấy tiểu hữu tu vi, cái này thiên ma đạo mới đạo tổ, tự nhiên không phải tiểu hữu không ai có thể hơn. Điểm này, bản nguyên tổ có thể đảm bảo, Cửu Âm Thiên Vương lập tức ngơ ngẩn, thực tế không nghĩ tới, Huyết Quang thiếu niên vậy mà lại phát ra đề nghị như vậy. Cửu Âm quốc cùng thiên ma đạo sát nhập, quả thực chính là không thể tưởng tượng, các hạ hẳn là chuyên vừa đến trêu chọc Diêm Mỗ, thất dạ giới cùng ta Nam Châu Đại Lục, chính là tử địch. Chốc lát, Cửu Âm Thiên Vương nhìn không được cười lên, lắc đầu liên tục, nói. Tử địch, Huyết Quang thiếu niên cũng cười, trên mặt lại một lần nữa lộ ra loại kia mang tính tiêu chí khinh miệt cùng khinh thường chi ý. Đã bản nguyên tổ đã đi tới nơi này, tiểu hữu coi là Nam Châu Đại Lục còn có dạng này tư cách ha. Từ hôm nay trở đi, Nam Châu Đại Lục tất cả tu sĩ, tất cả tông môn, đều chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là tử vong. Tuyệt sẽ không có con đường thứ ba có thể đi. Huyết Quang thiếu niên từ tốn nói, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Cửu Âm Thiên Vương biến sắc, con người bỗng dưng co vào, tiếp cận Huyết Quang thiếu niên, lạnh lùng nói, các hạ không khỏi quá mức tự đại. Nam Châu Đại Lục rộng lớn như vậy, tu chân chi sĩ lấy trăm tỷ tỷ kế. Các hạ thần thông quảng đại nữa, có thể đem chúng ta đều giết sạch à? Huyết Quang thiếu niên cười lạnh nói, ta tại sao phải đem Nam Châu Đại Lục tu sĩ đều giết sạch? Ta chỉ cần đem các ngươi những này ngộ linh kỳ tu sĩ đều giết chết là được. Thậm chí đều không cần toàn bộ giết chết, chỉ muốn giết chết một nửa, cũng đã đủ. Chuyện kế tiếp, các huynh đệ tử sẽ giải quyết, cần gì phải mọi chuyện đều để bản nguyên tổ phí sức. Cửu Âm Thiên Vương sắc mặt lại biến. Huyết Quang thiếu niên nói không sai. Nếu như hắn thật có thể đem Nam Châu Đại Lục ngộ linh kỳ tu sĩ giết chết một nửa, toàn bộ Nam Châu Đại Lục sức chống cự, lập tức liền sẽ triệt để sụp đổ, cơ hồ đều khỏi phải thất dạ giới ma quân đến đánh, chỉ sợ đại đa số tông môn đều sẽ uốn gối đầu hàng. Chỉ là, giết chết Nam Châu Đại Lục một nửa ngộ linh kỳ tu sĩ, điên cuồng như vậy sự tình, ước chừng cũng chỉ có Huyết Quang thiếu niên có can đảm nói ra miệng a. Các hạ coi là thật rất tự tin, dù coi như ngươi lại khó lường. Chúng ta Nam Châu Đại Lục ngộ linh kỳ đồng đạo liên thủ nhất trí, các hạ cũng là đường chết một đầu. Huyết Quang thiếu niên cười lạnh, nói tiểu hữu nói như vậy, thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi cơ hội như vậy à? Lại nói, liền coi như các ngươi Nam Châu Đại Lục ngộ linh kỳ tu sĩ thật tụ tập trung một chỗ, chân chính một con đường chết, hay là các ngươi? Chiến cùng không chiến, ở nơi nào khai chiến, quyền chủ động tại ta. Các ngươi trừ bỏ bị động bị đánh. Còn có thể thế nào? Cửu Âm Thiên Vương âm thầm cắn răng, mặc dù hắn lòng tràn đầy không phục, chỉ là đáng hận, hắn cũng biết, Huyết Quang này thiếu niên thực sự nói thật. Lấy người này kia nghịch thiên chiến lực, chỉ cần không có đem hắn triệt để vây khốn, quyền chủ động liền từ đầu đến cuối trong tay hắn, hắn nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi, người khác trừ trơ mắt nhìn xem, thật đúng là không có biện pháp nào. Tiểu hữu cần phải hiểu rõ, có bản nguyên tổ tại, thất dạ giới, cao cổ giới, toa ma giới. Huyền ta giới mấy cái này giao diện, rất nhanh liền sẽ nhất thống. Ngươi như thuận theo tại ta,
tương lai ngươi chính là cái này mấy cái giao diện nhất đại tông môn giáo tổ. Đợi bản nguyên tổ một lần nữa trở về thượng giới, ngươi chính là tứ đại giao diện đệ nhất nhân. Cửu âm truyền thừa tại tiểu hữu trong tay, phát dương quang đại. Bản nguyên tổ còn có thể hứa hẹn, chỉ điểm ngươi phi thăng lên giới khiếu môn, chờ ngươi đặt chân ngộ linh hậu kỳ về sau, tự nhiên có thể thuận lợi phi thăng, từ đây tiêu giao tự tại, chứng đạo vĩnh sinh. Huyết quang thiếu niên ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng, không chút nào mãnh liệt, lại tràn đầy dụ hoặc chi ý. Đặt chân ngộ linh hậu kỳ, coi là thật nói nghe thì dễ. Cửu âm thiên vương không chịu được bật thốt lên nói, lấy Nam Châu đại lục chi rộng lớn, diện tích lãnh thổ sự bao la, tu sĩ chi đông đảo, cũng không biết dưới mắt phải chăng đã có người đặt chân ngộ linh hậu kỳ. Danh xưng thất dạ giới ma đạo đệ nhất nhân thiên ma đạo tổ, theo người chứng kiến nói, tu vi cảnh giới cũng còn dừng lại tại ngộ linh trung kỳ, cùng hắn tương xứng. Về phần phi thăng lên giới, chứng đạo vĩnh sinh, càng là mỗi một vị tu sĩ trung cực mộng tưởng. Hắc hắc, có bản nguyên tổ chính miệng chỉ điểm, chỉ là ngộ linh hậu kỳ, có gì khó ư? Lại nói, coi như chỉ có trung kỳ cảnh giới, chỉ cần phương pháp chính xác, muốn phi thăng thượng giới, cũng rất dễ dàng. Những chuyện này đối các ngươi đến nói, muôn vàn khó khăn, tại bản nguyên tổ mà nói, bất quá việc rất nhỏ, nửa điểm độ khó đều không có. Đã hết thảy gần tại các hạ trong khống chế, chúng ta hàng cùng không hàng, có gì khác biệt. Vẫn đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng không chịu đến gần cửu âm đại quốc sư, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hừ, bản nguyên tổ bất quá xem ở thiên ma một mạch phân thượng, mới cùng các ngươi phí cái này rất nhiều miệng lưỡi. Không phải, ngươi cho rằng bản nguyên tổ nhàn đến phát chán à. Các ngươi tòa ma giới chính đạo tông môn, coi như nghĩ hàng, bản nguyên tổ còn không tiếp nhận đâu. Huyết quang thiếu niên hừ lạnh nói, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Hắc hắc, các hạ nói hay lắm không đường hoàng, nghĩ đến như vậy lớn chỗ tốt, cũng không phải trống rỗng liền có à. Các hạ nghĩ muốn chúng ta làm chút gì đó, nói nghe một chút. Cửu âm thiên vương nhãn châu xoay động, lập tức lại khôi phục ngày bình thường chấn định như hằng bộ dáng, không chậm không nhanh nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1475.